Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 4. Lý Thương Phúc thân thể cứng ngắc, hắn tự nhiên biết Diệp Thần trong giọng nói ý nghĩa. Đây là uy hiếp, lại là ra lệnh. Hắn nhìn một cái trên đất có chút chật vật nữ nhi, cắn răng nói, Diệp tiên sinh, ta rõ ràng. Cùng Diệp Thần tiến vào phòng riêng sau đó, Lý Thương Phúc liền nhìn về phía hộ vệ, chỉ Tôn Giao Giao và Lý Hâm nói, đem các nàng lôi ra. Lý Hâm tự nhiên biết muốn phát sinh cái gì, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, nàng cơ hồ điên cuồng vùng vẫy, gào thét nói, ba, ngươi đang làm gì à? Ta là nữ nhi ngươi à? Ngươi lại vì một cái tạp chủng. Bót! Lý Thương Phúc không chút do dự một cái tát liền đã qua, hắn biết, chuyện hôm nay không xử lý xong, đừng nói hắn tập đoàn Khoa Nguyên đảm bảo khó giữ được được, liền liền cả nhà bọn họ số mệnh cũng không nhất định đảm bảo ở. Kinh thành những gia tộc kia con em hơi một tí coi như làm ra diệt môn chuyện, năm đó Ninh Ba Diệp gia chính là ví dụ tốt nhất. Hắn sợ chết, hắn chỉ có thỏa hiệp. Tôn Giao Giao cũng là sợ sắc mặt tái nhợt, nàng căn bản không có nghĩ đến sự việc sẽ như vậy xoay ngược lại. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm đi xa Diệp Thần, trong lòng mọi thứ sóng biển. Tôn Di bạn trai kết quả là người nào à, tại sao mỗi một cái cao cao tại thượng tồn tại đều phải lấy lòng hắn? Đầu tiên là bệnh viện cái đó thần y, lại là tập đoàn Bắc Danh đồng sự trưởng Thẩm Hải Hoa. Ngay cả mình bạn gái thân phụ thân cũng là vì người đàn ông này tự tay phiến con gái mình. Một cổ lạnh lẽo từ sau lưng nàng từ từ dâng lên, nàng dư quang lại liếc về Tôn Di, nàng rất rõ ràng, chỉ cần có người đàn ông này ở đây, nàng cả đời này cũng chỉ có thể ngửa mặt trông lên cái này mình đã từng xem thường phụ nữ. Bót! Lý Thương Phúc một cái tát đã phiến ở Tôn Giao Giao trên mặt. Bót! Chàng pháo tay không dứt lọt vào tai, vang khắp ở toàn bộ Tây Lâm làm. Thấy một màn này, Uông Thúc và Trương Di có chút bối rối, bọn họ phát hiện A Thần thay đổi, tựa như đổi được phá lệ xa lạ. Đã từng hắn nghe nói qua mình nhi tử nhắc qua A Thần sự việc, biết A Thần tựa hồ ở trường học rất thảm, một mực bị người làm nhục. Nhưng là bây giờ, 5 năm sau đi qua, những cái kia Ninh Ba đại lão lại có thể đều phải xem A Thần ánh mắt làm việc. Hắn vẫn là cái đó đã từng bị gọi là phế vật A Thần. Ba sắp nhỏ, A Thần đây là. Trương Di mới vừa muốn nói cái gì, liền bị Uông Thúc một cái ánh mắt báo cho biết, bây giờ A Thần đã không phải là trước kia A Thần, ta luôn cảm giác trên người hắn có cổ đặc thù khí chất. À, thôi, không nói, ta đi làm thức ăn đi. Bọn họ còn muốn ăn cơm đây. Trong phòng riêng, 4 người vào ngồi. Diệp tiên sinh, Lý Thương Phúc sự việc, có cần hay không ta lại xử lý? Thẩm Hải Hoa mở miệng nói. Chỉ cần Diệp Thần gật đầu, hắn thì biết để cho tập đoàn bắt đầu đối với tập đoàn Khoa Nguyên làm áp lực, để cho Lý gia hoàn toàn thân bại danh liệt. Diệp Thần lắc đầu một cái, kẹp một cái thức ăn, mới nói, cái này Lý Thương Phúc nữ nhi chỉ bất quá chuyện nhỏ, dưới mắt trừng phạt đủ để cho nàng nhớ lâu. Nếu như đối phương còn không có mắt, ta tự nhiên sẽ xử lý. Thẩm Mộng ra nhíu mày một cái, không biết Diệp Thần trong miệng xử lý là ý gì, chẳng lẽ là giết Lý gia? Cái này hòa bình xã hội, chẳng lẽ ngươi còn động thủ giết người? Nếu như vậy, vậy thì tốt nhất. Đúng rồi, Diệp tiên sinh, ngày ngày hôm nay tới tìm ta, hẳn không chỉ một vì ăn bữa cơm này đi. Thẩm Hải Hoa nói ngay vào điểm chính, hắn thành tựu buôn bán cự phách. Tự nhiên có thể đoán được trước mặt chàng trai có khác sở cầu. Diệp Thần đem đũa buông xuống, gật đầu một cái, nhàn nhạt nói, quả thật. Thẩm Tổng, người đối với tập đoàn Thiên Chính hiểu rõ nhiều ít. Nghe được tập đoàn Thiên Chính, Thẩm Hải Hoa và Thẩm Mộng Giai trong mắt đồng loạt co rúm một cái, mặt đầy kinh hoàng. Bởi vì là tập đoàn Thiên Chính lai lịch quá mức kinh người. 5 năm trước, từng là Ninh Ba Diệp gia xí nghiệp. Diệp Hồng Thái thành tựu người trưởng đà. Mặc dù tập đoàn Thiên Chính dần dần sa sút, nhưng là đã từng là huy hoàng nhưng mà quá rõ ràng. Chỉ bất quá để cho người không có nghĩ tới là, một chàng Vân Hồ Sơn Trang Yến Hội, Diệp Hồng Thái bỏ mình. Diệp gia 3 người tất cả đều bị giết. Vô số thế lực và gia tộc cũng cùng Diệp gia vạch rõ giới hạn. Chỉ vì là sau lưng một người đàn ông một tay thao túng hết thảy. Tập đoàn Thiên Chính thành tựu Diệp Hồng Thái tài sản, tự nhiên bị rất nhiều thế lực tóm thâu. Những thế lực kia vì che người tai mắt, càng là bị tập đoàn Thiên Chính nhiều lần đóng gói, mượn xác, tài sản gây dựng lại.
nếu như không phải là người trong cuộc, căn bản không thể nào biết tập đoàn Thiên Chính rốt cuộc ở nơi nào. Thẩm Hải Hoa nhìn Diệp Thần, hiếu kỳ nói, Diệp tiên sinh, ngươi vì sao quan tâm như vậy tập đoàn Thiên Chính, cái này nhưng là lúc đầu Ninh Ba Diệp ra. Đột nhiên, Thẩm Hải Hoa tựa như bị sấm sét giữa trời quang đập trúng, cả người trong mắt trợn to, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt chàng trai. Diệp tiên sinh, Diệp Thần, Diệp Hồng Thái, Diệp gia, tập đoàn Thiên Chính. Chẳng lẽ thanh niên trước mắt chính là Diệp gia vị kia rơi vào hồ đông tiền thiếu niên? Diệp Thần, đúng, Ninh Ba Diệp gia thiếu niên cũng gọi Diệp Thần. Hắn không có chết, lại có thể trở về, mang cả người cải tử hồi sinh thuật trở về. Thẩm Hải Hoa trong lòng thật là tung lên sóng gió kinh hoàng. Hắn hơn 10 năm không có lớn như vậy chập chờn qua, nhìn Diệp Thần thậm chí giống như thấy quỷ vậy. Thẩm Mộng Giai cũng là không sai biệt lắm, mặc dù nàng và phụ thân đã từng đã đoán loại này có thể, nhưng là vừa nghĩ tới Diệp gia tên phế vật kia, lại đem cái ý niệm này đánh tan. Dẫu sao Diệp gia tên phế vật kia nhưng mà Ninh Ba trong vòng thiên đại cười nhạo. Coi như cho hắn 10 năm, cũng không khả năng đạt tới trước mặt cái này người thanh niên thành tựu. Hắn thân thể mềm mại run rẩy, sắc mặt có chút tái nhợt, nàng đang đợi Diệp Thần câu trả lời. Diệp Thần tự nhiên nhìn thấu phản ứng của hai người, ngón tay gõ bàn một cái nói ba hạ, đột nhiên ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nói ta chính là năm đó rơi vào hồ đông tiền Diệp Thần. Ninh Ba Diệp ra Diệp Thần. Hắn thanh âm bình thản, lại để cho gian phòng sinh ra một cổ vô hình sát khí. Sát khí vây quanh Thẩm gia phụ nữ cha con gái, để cho cả người bọn họ như đi trên băng. Diệp gia tên phế vật kia thật trở về, Ninh Ba thế cục phải đổi. Thẩm Hải Hoa khẳng định, năm đó dính dấp đến Vân Hồ Sơn Trang sự kiện kia người, một cái cũng không chạy khỏi. Cũng may, năm đó hắn bận bịu với làm ăn, cũng không có chen vào Diệp gia sự việc, nếu không hắn Thẩm gia thì thật xong đời. Thẩm Hải Hoa từ trong khiếp sợ tỉnh hồn lại, thở dài một hơi, nói, Diệp tiên sinh, chân thực không nghĩ tới. Ta nghĩ, Diệp tiên sinh phụ mẫu thấy ngài thành tựu bây giờ, chắc rất vui vẻ yên tâm đi. Còn như tập đoàn Thiên Chính, Trầm Mỗ đúng là biết một ít, tập đoàn Thiên Chính cao ốc 5 năm trước liền phá hủy, thay vào đó là Nam Thái cao ốc. Nam Thái cao ốc thế lực sau lưng rắc rối phức tạp, nghe nói không chỉ liên quan đến Ninh Ba dưới đất thế lực lớn nhất Nam Thái xã, còn liên quan đến Ninh Ba một ít gia tộc và xí nghiệp. Năm đó Vân Hồ Sơn Trang sự kiện kia sau đó, bọn họ từng bước xâm chiếm liền toàn bộ tập đoàn Thiên Chính, thông qua buôn bán vận hành, thí dụ như mượn xác đưa lên niêm yết, tài sản gây dựng lại, cưỡng chế thu mua vân, vân thủ đoạn, tập đoàn Thiên Chính cơ hồ khuôn mặt khác hoàn toàn, nếu quả thật muốn nói, bây giờ tập đoàn Thanh Hòa, chính là năm đó tập đoàn Thiên Chính. Mà tập đoàn Thanh Hòa người trưởng đà, kêu Trịnh Cảnh Minh. Nghe được Trịnh Cảnh Minh cái này ba chữ. Diệp Thần trên mình bao quanh một hồi sát cơ lạnh như băng. Hắn chết vậy sẽ không quên danh tự này. Phụ thân ngày xưa bạn tốt. Hắn một mực tín nhiệm thúc thúc. Năm đó Vân Hồ Sơn Trang thư mời, chính là Trịnh Cảnh Minh tự tay giao cho phụ thân. Hắn lại là loáng thoáng nhớ được ở phụ thân bỏ mình vậy một buổi tối, Trịnh Cảnh Minh là như thế nào lấy lòng cái đó kinh thành người đàn ông. Cái mặt mũi kia, hắn cả đời khó quên. Diệp Thần. Ngay tại Diệp Thần trên mình tràn đầy một tia sát ý thời điểm, Tôn Di trắng nõn tay trực tiếp đặt ở Diệp Thần trên tay. Một tia ôn lương bao trùm, mới để cho Diệp Thần tỉnh hồn lại, hắn nhìn về phía mọi người, cười một tiếng, xin lỗi, nhớ tới một ít chuyện 5 năm trước. Thẩm Hải Hoa tự nhiên biết gia tộc bị diệt, sẽ đối với Diệp Thần trong lòng sinh xảy ra cái gì dạng cừu hận, hắn suy tính mấy giây, mở miệng nói, Diệp tiên sinh. Ngài lần này hồi Ninh Ba, có thể là vì tập đoàn Thanh Hòa tới. Diệp Thần gật đầu một cái, coi là vậy đi, dẫu sao tập đoàn Thiên Chính là ta phụ thân năm đó tâm huyết, ta thành tựu nhi tử, tự nhiên muốn là hắn tranh thu hồi lại. Đích xác, Diệp Thiên Sinh hành động này cũng là nhân chi thường tình, chủ yếu năm đó những người đó thủ đoạn quá mức. Cái này cùng mạnh lấy đoạt tiền có cái gì khác biệt? Diệp Thiên Sinh, như vậy đi. Ta biết ngài đối với thương trường không hiểu nhiều, nhưng là Trầm Mỗ coi như có chút con đường, mấy ngày nay, ta sửa sang lại một phần tập đoàn Thanh Hòa tin tức cho ngài, sau đó chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp bắt lại Thanh Hòa. Như thế nào? Thẩm Hải Hoa nói xong, có chút khẩn trương nhìn Diệp Thần.
Thẩm Hải Hoa rất rõ ràng, nếu quả thật muốn cùng trước mặt người đàn ông buộc chung một chỗ, dưới mắt tập đoàn Thanh Hòa là duy nhất biện pháp. Một bên Thẩm Mộng Giai thậm chí phát hiện phụ thân đang run. Lão ba là thế nào, còn như thế khẩn trương sao? Diệp Thần tuyệt đối không nghĩ tới Thẩm Hải Hoa sẽ nói lên đề nghị này, dẫu sao từ Thẩm Hải Hoa trong giọng nói hiểu được tập đoàn Thanh Hòa thế lực sau lưng rắc rối phức tạp, muốn bắt tất nhiên phải gánh vác một ít nguy hiểm, nhưng là đối phương không hề nghĩ ngợi liền nguyện ý giúp mình, chân thực có chút kỳ hoặc. Thẩm Tổng, người nói hết rồi, cái này tập đoàn Thanh Hòa nước rất sâu, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ các người Thẩm gia bị dính vào? Thẩm Hải Hoa sang sáng cười một tiếng, Diệp tiên sinh ngài không hiểu, chúng ta thương nhân là truy đuổi lợi ích, nếu như bắt lại tập đoàn Thanh Hòa, ta hy vọng lấy được 10% cổ phần, cái này cổ phần chỉ có Huê Hồng quyền lực, chân chính người điều khiển vẫn là ngài, như thế nào? Ngài nếu như đồng ý, Trầm Mỗ lập tức bắt tay đi làm. Tôn Di nghe được Thẩm Hải Hoa yêu cầu, trong lòng có chút kinh ngạc. Nàng thành tựu tập đoàn Hoa Mỹ Tổng Giám sát, một ít quy tắc buôn bán vậy tính rõ ràng. Cái này Thẩm Hải Hoa đề nghị nhất định chính là thay đổi biện pháp muốn cùng Diệp Thần buộc chung một chỗ à? Thương nhân nào sẽ không muốn quyền bỏ phiếu à? Tập đoàn Thanh Hòa Huê Hồng đối với Thẩm Hải Hoa mà nói thật là chín châu một cọng lông. Nếu như bắt lại tập đoàn Thanh Hòa, cái này thì tương đương với Thẩm Hải Hoa đưa Diệp Thần một cái thiên đại lễ vật à. Diệp Thần tự nhiên biết Thẩm Hải Hoa mục đích, bất quá hắn bây giờ người cô đơn, muốn đoạt lại tâm huyết của phụ thân mượn Thẩm Hải Hoa không thể nghi ngờ là cao nhất. Cứ như vậy, thì tương đương với thiếu Thẩm Hải Hoa một cái nhân tình. Thôi, sau này Thẩm gia nếu như có khó khăn, tự mình ra tay giúp lần trước đi. Vậy thì phiền toái Thẩm Tổng, Diệp Thần nói. Thẩm Hải Hoa trong lòng vui mừng, quả đấm hơi cầm chặt, rất là hưng phấn. Hắn đã nhiều năm không có loại này khai cương thác thổ cảm giác hưng phấn, giờ phút này hắn có thể dự cảm đến Thẩm gia đã cùng một chiếc hàng không mẫu hạm trói chung một chỗ. Muốn không được bao lâu, Thẩm gia thì không phải là nho nhỏ Ninh Ba Trầm gia. Cơm tối được ăn 8 giờ. Thẩm Hải Hoa liền vội vàng về nhà, hắn vốn muốn cho nữ nhi nhiều và Diệp Thần sống chung. Nhưng là Tôn Di ở đây, chỉ có thể xóa bỏ. Sau đó, Diệp Thần và Tôn Di vốn định giúp Trương Di thu thập hạ bàn, kết quả Trương Di cứ thế không đồng ý, lại là có chút quật cường đem Diệp Thần bọn họ đuổi ra ngoài, cái này làm cho Diệp Thần có chút không biết làm sao. Hai người chỉ có thể đón một chiếc xe hướng khu nhà ở Đại Đô đi. Khi ở trên xe, Diệp Thần chú ý tới có mấy chiếc xe đi theo mình. Mới vừa rồi ở Uông Thúc trong tiệm ăn cơm, hắn vậy phát hiện chung quanh một mực có mấy cái cao thủ trong bóng tối bảo vệ bọn họ. Chắc hẳn những người này đều là Diệp Lăng Thiên thủ hạ. Diệp Thần nhìn một cái ngoài cửa sổ, suy nghĩ một mực ẩn núp Diệp Lăng Thiên vậy không cần thiết này, chờ một hồi về đến nhà tìm một cơ hội thấy được vừa gặp đi. Ngay tại lúc này, xe taxi vừa vặn ở Thompson Riviera cửa đèn xanh đèn đỏ ngừng lại. Tôn Di mở cửa sổ ra, đưa đầu ra. Ngước nhìn vậy bị Ninh Ba dự là xa hoa nhất trung tâm thành phố ngôi nhà, không khỏi cảm khái nói, Diệp Thần, người nói ta muốn phấn đấu nhiều ít năm mới có thể ở thêm phòng ốc như vậy. Còn nữa, vậy Thompson Riviera lầu cao nhất nhà có phải hay không có thể thấy toàn bộ Ninh Ba? Có thể hay không có dũng khí vừa xem mọi núi nhỏ cảm giác? Diệp Thần cười một tiếng, hắn thật là có cái này quyền phát ngôn, mở miệng nói, ở cái đó lầu cao nhất, phong cảnh quả thật không tệ. Nhưng là duy nhất khuyết điểm chính là bên trong không gian quá lớn, từ phòng khách đến phòng ngủ, người phải đi khá hơn chút thời gian. Tôn Di từ ngoài cửa sổ rụt trở về, liếc một cái Diệp Thần, nói, người khẩu khí này, làm người ở phía trên ở qua như nhau, người biết cái này Thompson Riviera nhà bao nhiêu tiền một mét vuông sao? Mấy chục triệu cũng không nhất định mua xuống. Nàng biết Diệp Thần có cái chục triệu, nhưng là muốn mua Thompson Riviera là không quá có thể. Diệp Thần biết Tôn Di sẽ không tin tưởng, liền từ trong túi móc ra một cái chìa khóa, ném cho Tôn Di. Đây là Thompson Riviera lầu cuối chìa khóa, ngươi nếu như thế thích, sẽ đưa ngươi một cái, có rảnh rỗi ngươi có thể đi phía trên thể nghiệm một chút. Lái xe người sư phụ kia nghe được câu này thiếu chút nữa tay chợt không khống chế được yên tâm, chờ xe vững vàng sau đó, mới từ kính chiếu hậu nhìn một cái Diệp Thần, lắc đầu một cái, tự nhủ, đầu năm nay. Chàng trai lừa gạt tay của tiểu cô nương đoạn càng ngày càng không biết xấu hổ.
tùy tùy tiện tiện cầm cái chìa khóa sẽ tới gạt người. À, làm sao người tuổi trẻ cũng như thế không nỡ đây? Tôn Di tự nhiên cũng sẽ không tin, xì một tiếng bật cười, Diệp Thần à Diệp Thần, người chìa khóa này từ đâu tới? Khoan hãy nói, chìa khóa này nhìn như còn rất cao cấp, còn mang theo tâm mảnh. Qua, mặt trên còn có Thompson Riviera ký hiệu. Lão nương thiếu chút nữa bị ngươi lừa gạt. Bất quá ngươi vậy rất có lòng, phỏng đoán lần trước ta và ngươi nhắc qua một lần, ngươi đi đào bảo mua một cái lấy lòng ta, nếu như vậy, ta liền gắng gượng làm nhận. Tôn Di tiện tay đem chìa khóa bỏ vào túi. Ở nàng nhìn lại, Diệp Thần ném cho hắn chìa khóa tự nhiên không thể nào là thật. Nàng đã không phải là cái gì cô học trò nhỏ, không tốt như vậy lừa gạt. Diệp Thần nhìn một cái Tôn Di, biết đối phương vừa không có tin tưởng mình, cũng không quá giải thích thêm. Bất quá phỏng đoán cái này yêu khoác lác đặc điểm muốn ở Tôn Di đầu óc bên trong thâm căn cố đế. Hai người tới khu nhà ở Đại Đô, Tôn Di bởi vì là trên người có chút mùi vị, liền trực tiếp đi tắm. Ngồi trên ghế salon Diệp Thần nhớ ra cái gì đó, trực tiếp cầm lên điện thoại trên bàn, gọi ra ngoài. Điện thoại thông. Điện chủ, ngài rốt cuộc gọi cho ta. Bên đầu điện thoại kia truyền tới một đạo khá là kích động thanh âm. Nếu như ta không đoán sai, người bây giờ hẳn ở Ninh Ba đi, còn nữa, đừng gọi ta điện chủ. Diệp Thần nhàn nhạt nói. Điện chủ quả nhiên liệu sự như thần, ta xác thực ở Ninh Ba. Diệp Thần. Được rồi, người yêu kêu gì liền kêu gì đi, chuyện lần này còn may mà ngươi. Nếu ngươi ở Ninh Ba, buổi tối 8 giờ, tìm một chỗ gặp một lần đi. Có một số việc dù sao phải nói rõ ràng. Điện chủ, đây là ta phải làm. Ừ, điện chủ, ngài rốt cuộc chịu gặp ta. Bên đầu điện thoại kia ngẩn ra, chợt kích động. Thật lâu, đối phương mới tỉnh hồn lại, nghiêm túc nói, như vậy đi. Ninh Ba câu lạc bộ Ngự Hào là ta thủ hạ sản nghiệp, tin qua, hoàn cảnh rất là yên lặng. Diệp Thần nghe được câu lạc bộ Ngự Hào diễn cảm có chút cổ quái. Hội sở này hắn lúc còn rất nhỏ liền nghe qua, ở Ninh Ba đã ước chừng hơn 50 năm lịch sử. Coi là tại Ninh Ba cao cấp hội sở. Năm đó Ninh Ba trong vòng, chỉ có một số ít người mới có thể bị mời đi vào. Hội sở này số người cũng không phải có tiền là có thể mua lại, năm đó phụ thân vậy muốn tiến vào trong đó, nhưng là lại bị cho biết không có tư cách. Không nghĩ tới, hội sở này người sau lưng lại là Diệp Lăng Thiên thủ hạ sản nghiệp. Cái này Diệp Lăng Thiên rốt cuộc đường chết gì? Buổi tối 10 giờ, Ninh Ba câu lạc bộ Ngự Hào. Sở Thục Nhiên mấy ngày nay cơ hồ đều ngủ không được ngon giấc, nhắm mắt lại chính là vậy diêu kim cốc máu trong vắt đầu lâu. Nàng vận dụng sở ra có thể vận dụng toàn bộ lực lượng đi điều tra diêu kim cốc nguyên nhân cái chết, nhưng là mỗi ở thời khắc mấu chốt, thì có một đôi bàn tay vô hình giữ lại hết thảy đầu mối. Sở ra ngay cả một giám cũng không tra được. Nàng có chút buồn bực, rốt cuộc ai có năng lực này phong tỏa hết thảy tin tức. Liền nàng Ninh Ba đệ nhất gia tộc Sở gia cũng không chạm được tới. Xin lấy ra hội viên thẻ, mấy vị cửa nhân viên an ninh lạnh lùng nói. Bọn họ thành tựu câu lạc bộ Ngự Hào nhân viên làm việc, không cần xem người bất kỳ sắc mặt. Đây chính là bọn họ quyền lực. Sở Thục Nhiên và phụ thân hắn lấy ra câu lạc bộ Ngự Hào hội viên thẻ, tự nhiên thành công tiến vào câu lạc bộ. Lần này, bọn họ ở câu lạc bộ hẹn một vị cục quốc an đại năng, liền là muốn thông qua đối phương Internet tra được một ít dấu vết. Nếu Ninh Ba lực lượng không tra được, cũng chỉ có thể vận dụng càng phía trên quan hệ đi thăm dò. Dẫu sao một vị tông sư ở Ninh Ba chết, đối với cục quốc an mà nói, cũng là việc không nhỏ. Vị kia phía sau màn người giật dây không thể nào che giấu hết thảy đầu mối. Đến bên trong, Sở Thục Nhiên kinh ngạc phát hiện. Câu lạc bộ Ngự Hào cao thủ lại có thể tăng lên rất nhiều, bên trong tràn đầy mấy đạo khí tức cường giả. Những cường giả kia tựa như trong bóng tối gắt gao nhìn chằm chằm bọn họ. Ba, người có phát hiện hay không câu lạc bộ ngày hôm nay có điểm không đúng? Sở Thục Nhiên thấp giọng nói. Sở phụ gật đầu một cái, ánh mắt báo cho biết cách đó không xa một cái đi qua đi lại người đàn ông. Thục Nhiên, người có chú ý đến hay không cái đó có chút lưng gù người đàn ông? Sở Thục Nhiên gật đầu một cái, ba, thế nào? Ngươi biết. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Sở phụ nhìn một cái chung quanh, gặp không có ai, mới thấp giọng nói, ta biết hắn,
nhưng là hắn không nhất định biết ta. Bởi vì là người đàn ông này chính là cái này câu lạc bộ ngự hào sau lưng người trưởng đà. Sở Thục Nhiên thân thể mềm mại ngẩn ra, xinh đẹp trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Nàng từ nhỏ đến lớn cũng chỉ nghe nói qua câu lạc bộ ngự hào các loại chỗ đáng sợ, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua câu lạc bộ ngự hào người sau lưng. Mà bây giờ, cái đó người sau lưng lại có thể ở mình cách đó không xa. Đây chính là Ninh Ba vô số gia tộc đều phải lấy lòng nhân vật à. Dẫu sao, cái này câu lạc bộ ngự hào hội viên cực kỳ khó cầu à. Giống vậy thân phận và thực lực căn bản không có được. Một khi tiến vào cái này câu lạc bộ, thì đồng nghĩa với người có thể tiếp xúc tới càng thượng tầng tài nguyên và quan hệ. Cái vòng này, xa xa không phải Ninh Ba gia tộc vòng có thể sánh bằng. Sở phụ con người hơi có vẻ thâm ý nhìn một cái Sở Thục Nhiên, tiếp tục nói, Thục Nhiên, người đừng xem hắn lưng gù, thật ra thì hắn cũng coi là một vị võ đạo tông sư. Thực lực rất mạnh, đây cũng là tại sao không người nào dám động câu lạc bộ ngự hào một trong những nguyên nhân, dĩ nhiên đây không phải là nguyên nhân chủ yếu nhất. Sở Thục Nhiên trong lòng tung lên sóng gió kinh hoàng, theo bản năng nói, vậy nguyên nhân chủ yếu là cái gì? Sở phụ chỉ nói 6 chữ, Nam Giang Vương, Diệp Lăng Thiên. Nghe được mấy chữ này, Sở Thục Nhiên rốt cuộc rõ ràng hết thảy. Mấy chữ này sau lưng ý vị quá nhiều thứ, thậm chí so với cái này câu lạc bộ còn có đáng sợ. Bởi vì là Nam Giang Vương bóng mở cơ hồ bao phủ toàn bộ tỉnh Chiết Giang. Thật lâu, Sở Thục Nhiên mới hoàn hồn lại, nghĩ đến cái gì, nhẹ giọng nói, ba, ta xem người đàn ông kia thật giống như đang đợi người, chẳng lẽ chính là đang đợi Nam Giang Vương. Sở phụ lắc đầu một cái, trực tiếp cả thẻ mở ra một miếng đặc thù cửa, đi vào, ngồi sau đó, mới nói, hắn chờ ai không trọng yếu, chúng ta rất khó chạm được loại cấp bậc này tồn tại, việc cần kíp, vẫn là quan tâm một chút Diêu Kim Cốc nguyên nhân cái chết, cục quốc an vị kia cũng sắp đến. Sở Thục Nhiên nhìn một cái cửa phương hướng, có chút mong đợi cái gì, nhưng là nghe được lời của cha, chỉ có thể tiến vào phòng riêng. Cùng hai người sau khi đi vào, một cái ăn mặc tùy ý chàng trai xuất hiện ở cửa. Diệp Thần dựa theo Diệp Lăng Thiên nói cho hắn vị trí, đi tới câu lạc bộ ngự hào. Khoan hãy nói, cái này câu lạc bộ ngược lại có chút khí phái. Suối phun, ánh đèn, trúc xanh, tạo nên một bộ kiểu khác ý cảnh. Mấu chốt Diệp Thần cảm giác được rõ rệt chung quanh có mấy vị cường giả nhìn chằm chằm mình, một khi mình gây chuyện, những tên kia tất nhiên thời gian đầu tiên ra tay. Diệp Thần không có để ở trong lòng, trực tiếp hướng cửa đi tới, nhưng là rất nhanh, liền bị bốn cái nhân viên an ninh ngăn cản. Xin lấy ra hội viên thẻ. Diệp Thần nào có cái gì hội viên thẻ, vừa mới chuẩn bị lấy điện thoại di động ra đánh Diệp Lăng Thiên điện thoại, một đạo thân ảnh liền từ bên trong bước nhanh tới. Mấy cái nhân viên an ninh thấy thân ảnh kia, con người có giúp một cái, vội vàng rất cung kính cúi người chào nói, đà ra. Nhưng là người đàn ông kia căn bản không xem bọn họ một cái, ngược lại đi thẳng tới Diệp Thần trước mặt, trên mặt xếp chồng nụ cười nói, Diệp tiên sinh. Là ngài sao? Diệp Thần gật đầu một cái. Đà ra thấy đối phương thừa nhận, trong lòng có chút kinh ngạc. Nam Giang Vương để cho hắn chờ đợi một cái người đàn ông họ Diệp. Cũng để cho hắn thận trọng hầu hạ, hắn vốn lấy là sẽ là một cái người đàn ông trung niên, lại không nghĩ rằng đối phương lại có thể như thế trẻ tuổi. Cái này tuổi chừng mới 20 tuổi chừng đi. Hắn chân thực không nghĩ ra, như vậy một cái không đáng kể người, Nam Giang Vương sẽ đích thân gọi điện thoại càng làm cho hắn đứng ở cửa cùng. Bất quá nếu Nam Giang Vương đã giao phó, hắn tự nhiên không thể nói thêm cái gì, cẩn thận hầu hạ chính là... Nói không chừng đối phương là Nam Giang Vương con riêng. Hắn nhìn về phía vậy bốn cái nhân viên an ninh, làm bộ trách mắng nói, các người mấy tên này rốt cuộc dài không có mắt, đây chính là Diệp tiên sinh. Sau này Diệp tiên sinh ra vào, không cần bất kỳ hội viên thẻ. Có nghe hay không? Bốn người sắc mặt đại biến, liền vội vàng gật đầu nói, phải. Đà ra hừ lạnh một tiếng, còn không hướng Diệp tiên sinh nói xin lỗi. Diệp tiên sinh. Thật xin lỗi. Bốn người hai miệng đồng thanh nói. Diệp Thần tự nhiên sẽ không cùng những thứ này người làm dính dấp cái gì, gật đầu một cái, liền hướng bên trong đi tới. Bên trong dẫn đường đi, đúng rồi, Diệp Lăng Thiên đã tới chưa? Nghe được Diệp Thần lại có thể không ngừng kêu Nam Giang Vương tên chữ,
Đà Gia khóe miệng hơi co quắp. Bởi vì là hắn còn từ đối phương trong giọng nói cảm thấy một tia rửng rưng. Giống như đang gọi người làm vậy. Diệp tiên sinh, Nam Giang Vương đại nhân lập tức tới ngay, ngài mời bên trong đi các loại. Đà Gia khom người nói. Diệp thần không nói gì, trực tiếp tiến vào Đà Gia an bài phòng riêng. Phòng riêng hoàn cảnh không tệ, chừng trăm bình, liền kết nối với mặt treo thư họa đều là giá trị không rẻ. Đà Gia theo lui về phía sau một chút đi, nếu như không phải là Nam Giang Vương ý nghĩa, hắn cũng không nguyện hạ thấp tư thái tới hầu hạ thằng nhóc này. Hắn Đà Gia là ai? Đây chính là dẫm một chút chân toàn bộ Ninh Ba cũng biết động đất tồn tại. Lão tử lại muốn như vậy thận trọng hầu hạ một cái thằng nhóc lông đều chưa mọc đủ. Đùa gì thế? Diệp thần uống ly trà, gặp Diệp Lăng Thiên lại có thể còn chưa có xuất hiện, chân mày có chút không vui, vốn muốn đi hỏi một chút cái đó gọi Đà Gia người đàn ông, kết quả phát hiện đối phương đã không thấy bóng dáng. Bất đắc dĩ, Diệp thần không thể làm gì khác hơn là đi phòng rửa tay đi nhà vệ sinh. Nếu như chờ một hồi Diệp Lăng Thiên không xuất hiện nữa, hắn cũng không dự định chờ đợi thêm nữa. Hắn Diệp thần không biết là người bất kỳ dừng lại. Dù là thiên vương lão tử cũng không được. Diệp thần từ phòng rửa tay đi ra, vừa vặn đụng phải một vị bưng trà bánh tiểu mỹ nữ hướng hắn phòng riêng đi tới. Hắn không hy vọng có người đi phòng riêng quấy rầy hắn, liền đối với tiểu mỹ nữ kia phân phó nói, đem đồ vật cho ta đi, chính ta bưng đi vào. Cái đó vóc người dáng đẹp người đẹp phục vụ viên tự nhiên biết Diệp thần chính là bao xương chủ nhân, mặc dù không có cái này trước quy định, nhưng vẫn gật đầu, thận trọng đưa cho Diệp thần. Diệp tiên sinh, nếu như có cần gì, có thể đè xuống cái nút trên bàn nha. Nàng rất rõ ràng, mặc dù đối phương nhìn như trẻ tuổi, nhưng là có thể đi vào câu lạc bộ ngự hào người, đều không phải là nàng có thể đắc tội. Cùng đưa mắt nhìn nữ phục vụ viên rời đi sau đó, Diệp thần liền chuẩn bị bưng trà bánh đi vào hắn phòng riêng. Đột nhiên, sau lưng truyền đến một đạo giọng nữ trong trẻo. Diệp thần, nghe được cái này thanh âm thanh thúy. Diệp thần thân thể cơ hồ hóa đá. Hắn con ngươi lại là dần dần hiện lên một tia lạnh như băng. Sở Thục Nhiên. Ninh Ba Sở ra Sở Thục Nhiên. Hắn vĩnh viễn vậy sẽ không quên cái này thanh âm người phụ nữ. Chính là cái này người phụ nữ ngay trước toàn trường mặt của mọi người cự tuyệt mình. Càng làm cho phế vật hai chữ thành là ác mộng của hắn. Để cho hắn rơi vào vực sâu vạn trường. Nếu như không phải là bởi vì là chuyện này, phụ mẫu cũng sẽ không tiến vào Vân Hồ Sơn Trang Yến Hội. Càng không biết chết. Dĩ nhiên, thật nếu nói, chuyện này cũng không thể toàn trách Sở Thục Nhiên. Diêu Kim Cốc trước khi chết nói với hắn, coi như phụ mẫu không tham gia tiệc rượu kia, cái đó kinh thành người đàn ông vậy sẽ không bỏ qua bọn họ Diệp gia. Hết thảy các thứ này, chẳng qua là một cái âm mưu mà thôi. Diệp thần ý định giết người thu liếm. Hắn không có thói quen giết phụ nữ, nhưng là hắn sẽ nghĩ biện pháp để cho người phụ nữ này một điểm một giọt cảm giác được sợ hãi và hối hận. Cái này so với giết nàng, có lẽ thống khổ hơn. Diệp thần xoay người, lạnh nhạt nhìn lướt qua trước mặt Sở Thục Nhiên. Không hổ là năm đó Hoa Khôi trường học, đã nhiều năm như vậy, Sở Thục Nhiên dung mạo càng phát ra chói lọi, vóc người vậy trổ mã đứng lên, dị thường đầy đặn và câu tâm hồn người. Hắn khí chất vậy rút đi trẻ trung, thay vào đó là vẻ lạnh như băng và xinh đẹp. Chẳng qua là ánh mắt kia lơ đãng lộ ra cao ngạo, vẫn không có đổi. Ninh Ba đệ nhất gia tộc Sở gia, đây chính là Sở Thục Nhiên cao ngạo chỗ. Sở Thục Nhiên mới vừa rồi từ xa nhìn lại, chẳng qua là cảm thấy cái bóng người này có chút giống Diệp thần, nàng cũng không thể chắc chắn, chỉ có thể thử kêu kêu xem. Nhưng là làm đối phương lộn lại sau đó. Nàng vậy linh động con người ngay tức thì tràn đầy kinh ngạc, bởi vì là nàng phát hiện người đàn ông này ngũ quan thật sự có chút giống như Diệp thần. Chỉ bất quá khí chất hoàn toàn tương phản. 5 năm trước Diệp thần tràn đầy hèn yếu và tự ti, mà trước mắt người đàn ông này trong tròng mắt lại có rửng rưng và tự tin. Đối phương liền liền thấy hắn dung mạo cũng chỉ là kinh diễm một giây mà thôi, một giây kế tiếp, ánh mắt liền khôi phục bình thường, giống như nàng là phấn tục hồng vậy. Nàng thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, Diệp thần rơi xuống hồ Đông Tiền, sau đó lại trời nổi mưa, đối phương làm sao có thể còn sống. Coi như đối phương còn sống, hắn mất đi chỗ dựa lớn nhất Diệp gia,
phỏng đoán cũng không dám hồi Ninh Ba. Thời khắc này hắn hẳn chán nản giống như cái chó nhà có tang, làm sao có thể sẽ có trước mắt người đàn ông khí chất. Sở Thục Nhiên lại chú ý tới Diệp Thần trong tay bưng trà bánh, tự nhiên đoán được Diệp Thần thân phận, hẳn là câu lạc bộ ngự hào phục vụ viên. Mặc dù chỉ là phục vụ viên, nhưng cũng không phải người bình thường có thể đảm nhiệm, dẫu sao nơi này tiếp xúc người đều là Ninh Ba thậm chí còn tỉnh Chiết Giang cao cấp nhân vật, nếu như vừa vặn bị một vị đại nhân vật nhìn chúng, nói không chừng phục vụ viên liền một bước lên trời. Thậm chí có người còn nói, cái này câu lạc bộ ngự hào phục vụ viên xa so một ít xí nghiệp nhỏ ông chủ còn náo nhiệt. Có thể ở Sở Thục Nhiên xem ra, phục vụ viên cuối cùng vẫn là phục vụ viên, bất nhập lưu tồn tại. Một người phục vụ viên như thế nào đi nữa một bước lên trời, cũng không khả năng đạt tới nàng bây giờ vị trí. Đường nào cũng về La Mã, nhưng là có vài người chính là sanh ra ở La Mã. Nàng Sở Thục Nhiên chính là người sau. Có chuyện, Diệp Thần thanh âm lạnh như băng vang lên, cho dù trước mặt là cô gái đẹp, còn là một cao ngạo người đẹp, hắn một chút hứng thú cũng không có. Sở Thục Nhiên nghe được đối phương chất vấn, hất cằm, khá là cảm giác ưu việt nói, ta nhận lầm người, người có chút giống như ta một cái bạn học trường cấp 3. Diệp Thần căn bản không có để ý tới đối phương dự định, vừa định xoay người, Sở Thục Nhiên liền lấy ra một bản danh thiếp, tiện tay đưa cho Diệp Thần, nói, ta kêu Sở Thục Nhiên, Ninh Ba Sở gia ngươi hẳn nghe nói qua đi, đây là ta tư nhân danh thiếp, ngươi nếu như muốn đi lên mặt bò, có thể đánh phía trên điện thoại đến tìm ta. Sở Thục Nhiên đáy lòng thật ra thì một mực đắm chìm trong đối với Diệp Thần trong hối hận, bây giờ thấy một cái và Diệp Thần giống người, tự nhiên muốn làm cái gì nghĩ bổ. Coi như đối phương không phải Diệp Thần, chỉ vì tim mình an. Nàng vậy gò má trắng nõn tràn đầy lãnh ngạo và tự tin. Nàng nhận định đối phương không biết cự tuyệt, đây là vô số người khát vọng cơ hội. Bởi vì là câu lạc bộ ngự hào có thể cho đối phương, nàng Sở gia có thể cho 10 lần. Cái này chính là Ninh Ba đệ nhất gia tộc sức. Nếu như không phải là bởi vì là hắn bên ngoài, hắn căn bản không đáng Sở Thục Nhiên cầm ra tờ này danh thiếp. Bót! Diệp Thần tiện tay liền đánh rất vậy tấm danh thiếp. Danh thiếp trên không trung hơi hoạt động, rơi vào Diệp Thần trên chân, bị hắn đạp ở. Sở gia ở ta trong mắt lại là thứ gì, ta không lạ gì, cút. Sở Thục Nhiên cánh tay liền cứng ngắc ở giữa không trung. Nàng nghĩ tới đối phương vô số tấm quỳ liếm hình dáng, lại không nghĩ rằng đối phương sẽ cự tuyệt. Không chút do dự cự tuyệt. Sở gia là thứ gì, khẩu khí thật là lớn. Cho dù ngươi là câu lạc bộ ngự hào phục vụ viên, chẳng lẽ là có thể cuồng đến trong mắt không bỏ được nơi này hội viên? Sở Thục Nhiên cao ngạo trên mặt tràn đầy vẻ nổi nóng, nàng lãnh ngạo thanh âm ở Diệp Thần vang lên bên tai, ngươi thật lấy là câu lạc bộ ngự hào phục vụ viên là có thể coi trời bằng vung, tin không tin ta đi khiếu nại ngươi. Để cho ngươi ở nơi này cái gì cũng không có được. Phục vụ viên. Diệp Thần lãnh đạm nhìn lướt qua đối phương, hồi kính nói, nếu như ta là nơi này phục vụ viên, người chắc là nơi này tiêu phối gà. Nói xong, Diệp Thần liền mở ra cửa phòng VIP, đi vào, chỉ để lại sắc mặt dần dần có chút phát thanh Sở Thục Nhiên. Nghe được gà cái chữ này, Sở Thục Nhiên cả người có chút nổi điên, quả đấm cầm chặt, móng tay lại là có chút rơi vào trong thịt. Lại có người dám nói nàng đường đường Sở gia công chúa là cái loại đó bán thịt mặt hàng. Loại này cao cấp giải trí hội sở, tự nhiên có tiêu phối tiểu thư cung cấp nhân vật lớn hưởng lạc. Nhưng là người bán hàng này có cái gì tư cách làm nhục nàng? Giữa lúc Sở Thục Nhiên dự định khí thế hung hăng mở ra cửa phòng VIP thời điểm, một tiếng giày tiếng truyền tới. Người đang làm gì? Sở Thục Nhiên thân thể mềm mại run lên, quay đầu, ngay tức thì hoa dung thất sắc. Nói chuyện chính là câu lạc bộ ngự hào sau lưng người trưởng đà, đà gia. Coi như nàng là Sở gia công chúa, ở trên địa bàn đối phương, vậy căn bản không đắc tội nổi à? Nàng nhìn sắc mặt có chút lạnh run đà ra, vội vàng khom người, nhẹ giọng nói, đà ra, ta là Sở gia Sở Thục Nhiên, mộ danh đà ra nhiều. Lời còn chưa nói hết, đà ra phất tay một cái, không nhịn được nói, ta quản ngươi là Sở gia vẫn là Chu gia, nếu như lại không cút, từ nay về sau đừng nữa bước vào câu lạc bộ ngự hào nửa bước. Sở Thục Nhiên sắc mặt đại biến, nàng gật đầu một cái, vội vàng hướng mình phòng riêng đi tới. Lúc rời đi,
còn nhìn một cái phòng riêng cửa, thấp giọng nói, coi là ngươi người bán hàng này vận khí tốt. Đà gia nhìn một cái rời đi Sở Thục Nhiên, không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp đứng ở cửa chờ đợi Nam Giang Vương đến. Nói thật, hắn đã ước chừng một năm không thấy Nam Giang Vương. Năm đó ở tỉnh Chiết Giang, nếu như không có Nam Giang Vương, hắn đã sớm hóa là một đạo xương trắng, nào còn có bây giờ mình. Nam Giang Vương không chỉ cứu hắn, lại là cường hóa hắn thực lực, mặc dù cuối cùng chỉ để cho hắn trông nom Ninh Ba cái này địa phương nhỏ, nhưng là có thể là Nam Giang Vương loại này tồn tại dốc sức, hắn cam tâm tình nguyện. Đà gia rất rõ ràng, Nam Giang Vương sân khấu tuyệt đối không đơn thuần tỉnh Chiết Giang. Nói không chừng, hắn muốn bắt lại toàn bộ Hoa Hạ. Đi theo thứ đại nhân vật này làm việc, mới lắp thêm kêu mơ ước. Mới dám để ra nhiệt huyết. Cái người đàn ông nào không hy vọng đi theo khai cương thác thổ kiêu hùng. Một phút sau đó, một cái to lớn người đàn ông xuất hiện ở câu lạc bộ. Người đàn ông tấp đầu, mặt chữ quốc, trong mắt như sắc bén, sắc mặt uy nghiêm. Ăn mặc một kiện hắc áo sơ mi, cổ áo hơi rộng mở, vóc người rất là rắn chắc, áo sơ mi ống tay áo cuốn đến trong cánh tay ở giữa, lộ ra một đạo hắc long xăm, trên cổ treo một cái huy chương. Phía sau nam nhân đi theo hai cái ông già, hơi thở cực kỳ khủng bố, trong mắt sắc bén, bước chân rất nhẹ. Tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ. Đà gia thấy được cầm đầu người đàn ông, có chút kích động, vội vàng nghênh đón đi lên, cung kính nói, Hà Đà ở chỗ này gặp qua Nam Giang Vương. Diệp Lăng Thiên nhìn lướt qua trước mặt nam tử, không có gì diễn cảm, hỏi, người tới sao? Hà Đà gật đầu một cái, Nam Giang Vương, hắn đang bên trong phòng VIP. Hắn trong lòng thật ra thì có chút thất lạc, một năm không gặp, Nam Giang Vương lại có thể chút nào không hỏi hắn tình trạng gần đây, ngược lại chỉ hỏi cái thằng nhóc đó có ở đó hay không. Hắn chân thực không nghĩ ra, cái thằng nhóc đó có thể trọng yếu bực nào, đáng tỉnh Chiết Giang Nam Giang Vương như vậy hương sư động chúng. Diệp Lăng Thiên nghe được câu trả lời thở dài một hơi, sau đó chỉnh sửa một chút quần áo, quả đấm hơi cầm chặt, tựa hồ có chút kích động. Như một màn này. Không chỉ Hà Đà nghi ngờ, Diệp Lăng Thiên sau lưng hai ông cụ vậy kinh ngạc. Bọn họ đi theo Nam Giang Vương mấy năm, cho tới bây giờ không có gặp đối phương cũng như này một mặt, nói khó nghe một chút, có chút vợ xấu xí gặp cha mẹ chồng cảm giác. Kẽo kẹt, Diệp Lăng Thiên còn chưa mở cửa, cửa liền mở ra. Một giây kế tiếp, một cái khá là anh tuấn người tuổi trẻ liền bại lộ ở tầm mắt mọi người. Chính là Diệp Thần, người cuối cùng cũng tới. Không tới nữa, ta có thể dự định đi. Diệp Thần có chút không vui nói. Hắn thời gian rất quý báu, không muốn lãng phí đang đợi trên. Hà Đà nghe được cái này người lại có thể thái độ như thế, vừa định nổi giận, chỉ nghe gặp một tiếng. Hắn bên cạnh Diệp Lăng Thiên lại có thể quỳ xuống. Chân chân thiết thiết quỳ xuống. Giờ khắc này, cả thế giới tựa như cũng rơi vào yên tĩnh như chết. Hà Đà đầu óc trống rỗng, giống như thiếu dưỡng khí vậy, gương mặt trắng bệch. Dần dần chuyển xanh lơ. Không chỉ hắn, liền liền Diệp Lăng Thiên sau lưng hai vị cường giả cũng là ngây dại. Thời khắc này bọn họ nào có nửa điểm cao thủ hình tượng à, từng cái miệng mở lớn, con người cơ hồ muốn trừng ra ngoài. Trời à, ai đặc biệt mụ có thể đứng ra tới giải thích một chút rốt cuộc là cái quỷ gì à? Đây chính là Diệp Lăng Thiên à. Làm cho cả Ninh Ba Văn Phong mất phía Nam Giang Vương Diệp Lăng Thiên à. Nam Giang Vương cái này ba chữ phân lượng, coi như quan phương thế lực và thế lực dưới đất thêm cùng nhau vậy kém hơn à. Nếu như nói Sở gia là Ninh Ba gia tộc cao cấp, như vậy Nam Giang Vương chính là 10.000 cái Sở gia à. Đừng nói Ninh Ba gia tộc không dám chọc, liền liền tỉnh Chiết Giang gia tộc cũng phải xem hắn ánh mắt à. Nhưng là bây giờ, kinh khủng như vậy tồn tại lại có thể quỳ xuống. Muốn biết nhiều như vậy năm qua, Nam Giang Vương chưa bao giờ quỳ qua một cái người, cũng không khả năng quỳ người khác. Dõi mắt toàn bộ tỉnh Chiết Giang, chỉ có người khác quỳ hắn quyền lực. Dưới mắt sốt cuộc là cái quỷ gì à, Nam Giang Vương lại là hướng một cái nhìn như mới 20 tuổi chàng trai quỳ xuống. Cái này đặc biệt mụ không phải là mộng đi. Cơ hồ tất cả mọi người tại chỗ cũng tại chỗ hóa đá. Liền liền cái đó cách đó không xa bưng đồ người đẹp phục vụ viên vậy bị giật mình, ly trà trên tay té xuống đất, biến thành một đạo mảnh vỡ.
vô cùng thanh thúy. Người đây là ý gì? Diệp Thần thanh âm có chút lạnh, hắn không thích như vậy khoe khoang. Diệp Lăng Thiên tự nhiên cảm nhận được thanh niên trước mắt tức giận, vội vàng nói, điện chủ bớt giận. Hắn không nói ngược lại vẫn tốt, một tiếng điện chủ, để cho sau lưng mới vừa tỉnh lại mấy người lại bối rối. Điện chủ, bọn họ thành tựu Nam Giang Vương thủ hạ đắc lực, tự nhiên biết điện chủ hai chữ ý vị như thế nào. Nam Giang Vương trên tay nắm trong tay một chi cường đại thế lực dưới đất. Cổ thế lực này cơ hồ thấm vào đến tỉnh Chiết Giang mỗi cái xó xỉnh. Bọn họ điều khiển cái gọi là quyền thế, điều khiển tỉnh Chiết Giang mạch máu, nắm trong tay Chánh Nghĩa cây cân. Đây cũng là tỉnh Chiết Giang phía chính phủ và gia tộc chân chính kiêng kỵ tồn tại. Mấu chốt chi này kinh khủng thế lực từ vừa mới bắt đầu người trưởng đà vị trí liền chống không. Nam Giang Vương nhấn mạnh, hắn chẳng qua là đại lý nắm trong tay. Còn chân chính người trưởng đà, chính là điện chủ. Mấy năm qua, bọn họ chưa bao giờ gặp qua điện chủ bộ mặt thật, chỉ biết là điện chủ thực lực cực mạnh. Xa ở trên Nam Giang Vương, điện chủ thần bí thành là toàn bộ tỉnh Chiết Giang mê. Nhưng là bây giờ, đáp án hoàn toàn vạch trần. Để cho bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới là, trong truyền thuyết khủng bố như vậy điện chủ lại chính là trước mặt cái này nhìn như có chút đơn bạc chàng trai. Hà Đà hai chân có chút run rẩy, vừa nghĩ tới mới vừa rồi mình lạnh nhạt, hắn cũng không nhịn được quỳ xuống. Không chỉ như vậy, Diệp Lăng Thiên sau lưng hai vị cường giả vậy quỳ xuống. Một màn này, nếu như bị người khác thấy, đủ để tái nhập sử sách. Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Xoay người đi tới trong phòng đi, chỉ để lại một câu nói. Ta nói, ta không phải điện chủ. Diệp Lăng Thiên, người đi vào, những người còn lại, tất cả đều lăn ra ngoài. Diệp Lăng Thiên gật đầu một cái, đứng lên, nhìn một cái người phía sau, phân phó nói, các người ở ngoài cửa trông nom, nếu như có người bất kỳ dám quấy rầy, bất kể là ai, giết. Nam Giang Vương. Nam Giang Vương. Diệp Lăng Thiên đi vào. Lại là đóng cửa lại. Hắn nhìn đưa lưng về phía Diệp Thần, mới vừa muốn nói cái gì, Diệp Thần liền xoay người lại, nghi hoặc nhìn hắn, chất vấn. Diệp Lăng Thiên, ta đến bây giờ còn không hiểu, ngươi tại sao một mực kêu ta điện chủ. Chẳng lẽ liền bởi vì là mấy năm trước ta ở Vân Ma Cốc đem ngươi cứu. Diệp Thần mới vừa bước vào con đường tu luyện thời điểm, bị lão đầu kia mang tới Vân Ma Cốc lịch luyện. Vừa vặn đụng phải bị trọng thương Diệp Lăng Thiên và hắn mấy cái huynh đệ, lúc ấy cái này mấy người đã bị 10 vị võ đạo cường giả vây, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn vốn định thấy chết mà không cứu, nhưng là nghe tới đối phương lại có thể đến từ Hoa Hạ tỉnh Chiết Giang, hắn do dự. Dẫu sao đây cũng là tha hương ngộ cố chi, lại là gợi lên hắn ở Ninh Ba tốt đẹp nhớ lại. Sống chết bây giờ, hắn lựa chọn cứu, lại là vận dụng lão đầu cho hắn trận phù. Đem vậy 10 vị cường giả tại chỗ chu diệt. Một màn này phỏng đoán sâu đậm đóng dấu ở Diệp Lăng Thiên mấy trong lòng của người ta, cho nên hắn mới đúng mình như thế tôn kính. Diệp Lăng Thiên nghe được điện chủ hỏi tới nguyên do, chợt kéo một cái, đem treo trên cổ huy chương kéo xuống. Điện chủ, cái này cái huy chương chính là Lăng Thiên nhận ngươi làm điện chủ lý do. Diệp Thần lúc này mới chú ý tới vậy cái huy chương. Huy chương hình vẽ rất là cổ quái, lại là một cái thị huyết hắc long tựa như ở mây mù trên lượn lờ, che khuất bầu trời, lại là trên cao nhìn xuống nhìn đỉnh núi một vị chàng trai. Đột nhiên, Diệp Thần phát hiện cái gì? Cái này huy chương bên trong xuất hiện người thanh niên kia lại có thể và mình giống. Diệp Thần nhìn hồi lâu, cuối cùng hay là đem huy chương trả lại cho Diệp Lăng Thiên, nói ta xem ngươi đây là tìm người làm theo yêu cầu chứ. Tại sao phải đem ta dáng vẻ thu được đi? Diệp Lăng Thiên lắc đầu như trống lắc vậy, tiến lên một bước, giải thích, điện chủ, ngài hiểu lầm, cái này huy chương chừng trăm năm lịch sử. Tại sao có thể là làm theo yêu cầu đâu, ngài nếu như không tin có thể tìm bất kỳ một vị giám bảo chuyên gia cha xem. Diệp Thần con người có chút ngưng trọng, mặc dù hắn vậy nắm giữ một ít khám phá thiên cơ thuật pháp, nhưng là khám phá trăm năm, trên lý thuyết căn bản không có thể. Bởi vì là trăm năm thời gian, biến số quá nhiều, ai có thể nắm trong tay trăm năm thế cục. Như vậy vấn đề tới, cái này huy chương bên trong lại tại sao có thể có mình? Cũng hoặc là nói huy chương giảm chàng trai chẳng qua là và mình giống.
Cái này huy chương ngươi là từ đâu tới? Diệp Thần còn là tò mò hỏi. Khải bẩm điện chủ, cái này huy chương chính là ta vật gia truyền, cũng là ta Thái Gia Gia để lại cho gia tộc chúng ta vật duy nhất, thực không dám giấu giếm, ta Thái Gia Gia là một vị cao cấp thầy tướng. Ở đó một niên đại, hắn phong thủy thành tựu tuyệt đối gọi là người thứ nhất. Hắn khám xét gia tộc trăm năm sau sẽ hoàn toàn biến mất, duy nhất biện pháp chính là hắn dùng bí pháp khám phá thiên cơ, tìm được một vị mây tía ngọa long cách đế vương. Hắn dùng mình còn sót lại 20 năm tuổi thọ, đổi lấy cái này cái huy chương. Chỉ hy vọng gia tộc vận thế có thể hoàn toàn thay đổi. Hơn nữa, Thái Gia Gia nói cho con cháu của hắn, này huy chương ở giữa đế vương vậy họ Diệp. Trăm năm sau đó sẽ cùng ta gặp nhau. Muốn ta thế hệ này nhất định phải vững vàng chắc chắn, nếu không ta Diệp Lăng Thiên chính là diệt tộc tội nhân à. Điện chủ, không phải ta lựa chọn ngài, là cái này huy chương lựa chọn ngài à. Diệp Thần lắc đầu một cái này cũng quá khoa trương đi, cái này cũng niên đại gì, còn kéo cái gì đế vương đi ra. Bất quá lão đầu tử vậy đúng là đã nói mạng hắn cách có chút đặc thù, là mây tía ngọa long cách, đây cũng là để cho hắn tới Ninh Ba trợ giúp Hạ Nhược Tuyết nguyên nhân trọng yếu. Mây tía ngọa long cách có thể phá vỡ thiên đạo, thay đổi người khác vận thế. Diệp Lăng Thiên gặp Diệp Thần lắc đầu, vội vàng tiếp tục nói, điện chủ, mấy năm này, ta ở tỉnh Chiết Giang nắm trong tay một chi cực mạnh thế lực, mặc dù không cách nào đối kháng kinh thành vị kia thế lực. Nhưng là chỉ cần cho ta đầy đủ thời gian, ta định có thể giết ở kinh thành. Nghe được câu này, Diệp Thần ngay tức thì biến sắc mặt, lạnh lùng nói, cho nên ngươi là đang điều tra ta. Diệp Lăng Thiên vừa nghe, trực tiếp quỳ xuống, thuộc hạ tuyệt đối không dám điều tra điện chủ, chẳng qua là phường ở giữa lời đồn đãi tình cờ nghe được. Biết 5 năm trước Ninh Ba Diệp ra sự tình phát sinh. Chỉ cần điện chủ gật đầu, ta lập tức vận dụng vậy nhánh thế lực giết sạch Vân Hồ Sơn trang tiệc rượu kia tất cả mọi người. Ở tỉnh Chiết Giang, ta Nam Giang Vương vẫn là có nhất định quyền phát biểu. Diệp Thần vung tay lên, cự tuyệt nói, ta Diệp gia thù, không cần người khác báo. Còn nữa, nếu để cho ta phát hiện nữa người dám nhúng tay ta Diệp gia sự việc, sau này chúng ta từ đây chính là người đi đường. Thuộc hạ không dám, xin điện chủ bớt giận. Diệp Lăng Thiên sắc mặt đại biến, hắn cũng biết mình suy nghĩ nhiều quá, tự tay trả thù và người khác báo thù ý nghĩa rõ ràng không giống nhau. Huống chi, hắn từ trước mắt điện chủ trên mình cảm nhận được một cổ khí tức cực kỳ nguy hiểm, cái này chỉ có thể nói rõ, đối phương bây giờ thực lực cực mạnh. Như thực lực này, còn cần hắn nhúng tay cái gì? Hắn hận không được tát mình một bạt tai, cái này điển hình chính là hoàng thượng không gấp thái giám gấp. Diệp Thần nhìn lướt qua Diệp Lăng Thiên, không muốn ở cái đề tài này lên dính dấp cái gì, nói, muốn ta làm ngươi điện chủ vậy không phải là không thể, ngươi phải đáp ứng ta ba cái điều kiện. Diệp Lăng Thiên trong lòng vui mừng, điện chủ, mời nói. Diệp Thần quay lưng lại, một đạo tử tính thanh âm vang khắp toàn bộ phòng riêng. Thứ nhất, không nên dùng ngươi thế lực nhúng tay ta sinh hoạt, không có được ta mệnh lệnh, các người không thể có bất kỳ động tác. Thứ hai, bởi vì là bây giờ ta còn không có đủ thế lực, cho nên ngươi giúp phái ta người thời khắc bảo vệ Tôn Di, người bất kỳ dám động nàng, giết chết không bị tội. Thứ ba, không tặng dư lực đi điều tra cái đó kinh thành người đàn ông tung tích, còn không hề ngừng khai thác năm đó Vân Hồ Sơn trang sự kiện kia, chuyện này không đơn giản như vậy. Diệp Lăng Thiên, cái này ba cái điều kiện ngươi có thể làm được không? Điện chủ, ta có thể. Diệp Lăng Thiên vỗ ngực nói. Được, Diệp Thần nhìn một chút thời gian, hơi trễ, phỏng đoán Tôn Di còn đang chờ mình, liền nói, nên nói ta nói hết rồi, cứ như vậy đi, sau này có chuyện ta sẽ liên lạc ngươi. Nói xong, Diệp Thần liền chuẩn bị rời đi. Đột nhiên Diệp Lăng Thiên thật giống như nghĩ tới điều gì, gọi lại Diệp Thần, điện chủ, chờ một chút. Diệp Thần bước chân dừng lại, còn có việc. Khải bẩm điện chủ, gần đây có mấy đạo lực lượng tựa hồ đang điều tra ngươi. Đạo thứ nhất đến từ Ninh Ba Sở ra, bọn họ đều lấy núi Thiên Náng chung quanh hệ thống theo dõi, hơn nữa tra xét Vân Hồ Sơn trang năm đó hồ sơ, không quá ta đã vận dụng ta lực lượng, phong tỏa liên quan tới ngài hết thảy tin tức. Thứ hai nói tới từ tỉnh Chiết Giang Hạ Gia, bất quá Hạ Gia điều tra tương đối dễ hiểu, không có đi sâu vào. Đạo thứ ba lực lượng ta không cách nào chặn lại, đến từ Cục Quốc An và đội đột kích Long Hồn. Diệp Thần chân mày nhăn mày trước.
Từ mới vừa rồi Sở Thục Nhiên phản ứng tới xem, hiển nhiên không có phát hiện hắn tồn tại. Nhưng là Sở gia làm sao sẽ đi điều tra núi Thiên Nãng quản chế, chẳng lẽ Diêu Kim Cốc chết đã hoài nghi đến lên đầu hắn? Hạ gia ngược lại tốt giải thích, tất nhiên là Hạ Nhược Tuyết vậy nha đầu, phỏng đoán vẫn là vì vậy toa thuốc sự việc. Còn như Cục Quốc An và đội đột kích Long Hồn, Diệp Thần chưa bao giờ nghe, không biết đối phương điều tra mình làm gì. Loại này phía chính phủ lực lượng chẳng lẽ là bởi vì là cha được Trần gia phụ tử nguyên nhân cái chết có quan hệ tới mình vẫn là nói là bởi vì là Diêu Kim Cốc chết. Diệp Thần cảm giác được khá là nhức đầu, hắn sợ phiền toái, mặc dù không sợ hãi những thế lực này, nhưng là những người này nếu như hoài nghi lên mình, đó là rửa cũng rửa không sạch tồn tại. Diệp Lăng Thiên tự nhiên phát giác Diệp Thần nghi ngờ, giải thích điện chủ xin yên tâm, Trần gia phụ tử chết cùng với Diêu Kim Cốc chết. Ta cũng sẽ tìm người đi thay thế, nếu như bị tra được, những người đó không có chứng cứ cũng không dám tùy tiện động ngươi, bất quá hay là mời điện chủ cẩn thận là hơn. Cảm ơn. Diệp Thần nói xong, liền đẩy cửa ra đi ra ngoài. Hà Đà và hai vị cường giả thấy Diệp Thần đi ra, vừa định quỳ xuống, Diệp Thần nói một câu không cần quỳ cũng nhanh bước rời đi. Hắn thật sự có chút không có thói quen những người này như vậy, làm hắn giống như hoàng đế như nhau. Cái này cũng thế kỷ 21, có thể hay không không muốn ngoan cố như vậy. Diệp Thần ra câu lạc bộ, bất ngờ phát hiện một thiếu nữ đang đứng đang chạy trước xe nhìn quanh cái gì. Chính là Sở Thục Nhiên. Sở Thục Nhiên màu đen mái tóc dài tùy ý phi ở đầu vai, một bộ quần đỏ cổ áo mở rất thấp, lộ ra bộ ngực đầy đặn, đùi đẹp thon dài, cám dỗ ánh mắt, thật là quá nóng. Có lẽ bởi vì là trời lạnh, bên ngoài khoác một cái áo khoác. Hắn cằm giơ lên, ánh mắt lãnh đạm, có chút cao ngạo. Khi nàng nhìn thấy Diệp Thần đi ra, trong mắt thoáng qua vẻ tức giận, bước nhanh tới. Và Cục Quốc An nói chuyện kết thúc sau đó, phụ thân rời đi trước, mà nàng đầu óc bên trong đều là cái đó mắng nàng là gà phục vụ viên dáng vẻ. Nàng không chút do dự lựa chọn cùng Diệp Thần kết thúc ca tối. Nàng cũng không tin, ra câu lạc bộ cửa, người một người phục vụ viên còn có thể là thứ gì. Sở Thục Nhiên rất nhanh là đến Diệp Thần trước mặt, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm đối phương, lạnh lùng nói, ngươi nếu như bây giờ hướng ta quỳ xuống nói xin lỗi, ta có thể cân nhắc để cho ngươi còn sống. Uy hiếp, vô cùng lạnh như băng uy hiếp. Nàng Diệp gia có cái này sức. Diệp Thần không chút nào phản ứng đối phương dự định, trực tiếp bỏ qua thân, đi ra bên ngoài. Trong đầu hắn duy nhất đang suy nghĩ chính là không biết cái điểm này có gọi hay không đến xe trở về. Xem ra, cũng nên mua cho mình một chiếc xe, chí ít có thể thay đi bộ. Ngay tại hắn mới vừa kinh qua một chiếc xe thể thao thời điểm, sau lưng một đạo tiếng xé gió tấn công tới. Diệp Thần tự nhiên chú ý tới sau lưng tùy tiện xuất thủ Sở Thục Nhiên. Nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Sở Thục Nhiên lại có thể tu luyện cổ võ. Thậm chí thực lực còn không yếu. Mắt coi quyền đầu thì phải nện ở hắn bả vai trên, Diệp Thần động. Thân thể hơi một bên, Sở Thục Nhiên quả đấm chỉ như vậy vạch qua hắn bả vai, rơi vào khoảng không. Một giây kế tiếp, Diệp Thần đưa tay ra, đổi quyền thành chảo, trực tiếp ụp lên Sở Thục Nhiên cổ tay trên. Dưới chân đạp một cái, một cổ lực lượng vô hình ngay tức thì đem Sở Thục Nhiên lật, vậy quần đỏ dưới lại xuất hiện một màn trắng như tuyết. Sở Thục Nhiên tự nhiên phát giác nàng đã lộ hàng, nhưng là dưới mắt tình huống, đã để cho nàng không để ý tới những thứ này. Nàng chỉ muốn đem cái thằng nhóc này giết. Thiên đại chuyện, có Sở gia chìa vào, giết một người phục vụ viên thì như thế nào? Hơn nữa nàng từ nhỏ đến lớn, lúc nào nhận như vậy làm nhục. Xé kéo. Quần đỏ xé, Sở Thục Nhiên thân thể mềm mại trên không trung lột, vậy thon dài thêm trắng nõn bắp đùi lại là hướng Diệp Thần kẹp đi, mưu toàn bấu vào Diệp Thần cổ. Một khi bấu vào, chỉ cần nhẹ nhàng lắc một cái, trước mặt cái này. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng là Diệp Thần làm sao sẽ bị đối phương như thế dễ dàng bấu vào. Ngay tại Sở Thục Nhiên hai chân đánh tới nháy mắt, Diệp Thần tay phải nhẹ nhàng một nhờ, trực tiếp nhờ ở Sở Thục Nhiên vậy trên cái mông đầy đặn. Sau đó bả vai run một cái, cánh tay chợt ngưng tụ một đạo chân khí. Một cổ lực lượng vô hình trực tiếp đem Sở Thục Nhiên thân thể lật lên. Bành, một tiếng. Sở Thục Nhiên thân thể nặng nề đập vào chiếc xe thể thao kia nắp động cơ trên.
nắp động cơ cơ hồ lõm xuống, truyền đến báo động tiếng. Chỉ một hai chiêu, liền chiến đấu kết thúc. Cơ hồ trong nháy mắt giết. Sở Thục Nhiên gương mặt tái nhợt xuất hiện vẻ bối rối và tức giận. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới câu lạc bộ Ngự Hào phục vụ viên lại có như thực lực này. Đang bị động xuất thủ dưới tình huống, chỉ một hai chiêu là có thể đem mình đồng phục. Làm sao có thể? Hắn thực lực ở võ đạo trong vòng căn bản không yếu à, coi như đối phương đến từ câu lạc bộ Ngự Hào, cũng không khả năng có loại này thân thủ. Dẫu sao hắn cũng như thực lực này, đủ để thành là câu lạc bộ Ngự Hào chỗ thượng khách, làm sao sẽ cam tâm làm một cái kém người một bậc phục vụ viên. Rất nhanh nàng chú ý tới cái gì, lãnh ngạo gương mặt dần dần ửng đỏ. Bởi vì là cái đó nàng xem thường người đàn ông, giờ phút này một đôi bàn tay lại có thể gắt gao đè ở mông của nàng bộ trên. Không chút nào buông tay dự định. Nàng nhưng mà Ninh Ba sở ra con cưng Sở Thục Nhiên. Ninh Ba vô số cao cấp nhân vật muốn quỳ mọp ở dưới gấu quần của nàng. Người theo đuổi nàng từ Nam Đại đường phố có thể xếp hàng ngày nay cao ốc. Nhưng là ở nàng trong mắt, Ninh Ba những thiên tài này nhân vật, nàng một cái đều coi thường. Cho nên nhiều năm qua như vậy, căn bản không có người có tư cách nhập hắn pháp nhãn. Càng đừng đề ra đụng phải hắn thân thể. Nhưng mà trước mắt, mình nhất tư mật vị trí lại có thể bị một cái nho nhỏ phục vụ viên đụng vào. Mấu chốt đối phương căn bản không có buông tay dự định. Nàng mặt đều đỏ đến cổ gốc, vừa xấu hổ vừa giận. Không nghĩ nhiều nữa, nàng cắn răng, hung ác nói, thằng nhóc, ta bỏ mặc ngươi là ai, đắc tội ta Sở Thục Nhiên. Đụng ta thân thể, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi căn bản không biết Ninh Ba Sở ra ở các người loại này con kiến hôi trước mặt ý vị như thế nào. Ngươi coi như ở câu lạc bộ Ngự Hào ngây ngô 10 năm, vậy nhảy ra chúng ta Sở ra lòng bàn tay. Lời nói rơi xuống, Sở Thục Nhiên cảm giác được rõ rệt bàn tay của đối phương rời đi. Nàng trong lòng cười lạnh một tiếng, đối với Diệp Thần càng phát ra khinh bỉ. Nhân vật nhỏ chính là nhân vật nhỏ. Đụng gặp chân chính đồ vật khổng lồ chỉ có thể nhận túng. Nàng mới vừa muốn nói chuyện, đụng, một tiếng, nàng hoàn toàn bối rối. Bởi vì là nàng cảm giác được rõ rệt một cái người đàn ông bàn tay trùng trùng vỗ vào nàng cái mông trên. Nhẹ nhàng run rẩy, rất đau, lại có một loại khác thường. Nàng không nói được, thậm chí có chút thoải mái. Ngay sau đó, hắn bên tai truyền tới một đạo thanh âm đạm mạc. Sở Thục Nhiên, ngươi thật lấy là ngươi Sở ra chính là trời ở Ninh Ba. Ở trong mắt người khác, hoặc giả là như vậy. Nhưng là ở ta trong mắt, ngươi Sở ra cái gì cũng không phải. Cho dù ngươi Sở ra có quyền thế ngút trời, nắm trong tay Ninh Ba kinh tế, cho dù ngươi có bữa phú tài, bước vào tu luyện một đường. Nếu như tới phiên ngươi chọc ta, ta không ngại đem Sở ra và ngươi từ đây ở Ninh Ba trong hoàn toàn xóa đi. Ta chỉ cảnh cáo một lần. Dứt lời, Diệp Thần phất tay áo đi, chỉ để lại nằm ở xe thể thao trên Sở Thục Nhiên. Hắn ngực và gò má dán chặt xe thể thao, có thể rõ ràng cảm nhận được xe thể thao lạnh như băng, cùng với chung quanh dùng mình. Cái mông truyền tới hơi tê dại cảm giác còn vô cùng rõ ràng. Sở Thục Nhiên mới vừa rồi ở cửa câu lạc bộ, nghĩ tới ta vô số lần làm nhục đối phương cảnh tượng, cũng nghĩ tới đối phương quỳ xuống đất cầu xin tha thứ thật đáng buồn. Lại không có nghĩ tới mình sẽ luân lạc tới chật vật như vậy tình cảnh. Chân chính thật đáng buồn lại có thể sẽ là mình. Vậy mấy câu uy hiếp trắng trợn giống như phản âm vậy ở bên tai nàng không ngừng vang lên. Giá rét thấu xương. Đem Sở ra từ Ninh Ba hoàn toàn xóa đi. Khẩu khí thật là lớn. Dõi mắt toàn bộ Ninh Ba, thậm chí còn tỉnh Chiết Giang, có ai cái này tư cách ở nàng Sở Thục Nhiên trước mặt nói những lời này. Nàng tỉnh hồn lại. Kiểu tóc có chút xốc xếch, quần đỏ giống như bị người thi bạo vậy, nứt ra rất nhiều, một mảnh xuân quang liền bại lộ như vậy ở trong không khí. Cũng may những cái kia giữ cửa an ninh cũng đứng ở bên trong, cũng không có chú ý tới nơi này tình huống. Sở Thục Nhiên nghĩ tới điều gì, hướng Diệp Thần Viễn đi phương hướng nhìn lại, nhưng phát hiện nơi đó chỉ còn lại một mảnh bóng tối. Tên này rốt cuộc là ai? Tại sao ta từ trên người hắn cảm giác được một cổ sợ hãi? Giống như đối phương vẫy tay bây giờ, thật có thể tiêu diệt Sở ra. Sở Thục Nhiên quả đấm cầm thật chặt, đột nhiên, trong óc nàng xẹt qua một đạo 5 năm trước hình ảnh.
năm đó trên đài. Một cái kêu là Diệp Thần nam sinh cầm micro ngay trước mặt của mọi người hướng nàng bày tỏ. Nàng nhận lấy micro, nhưng ngay trước mặt của mọi người không chút lưu tình cự tuyệt hắn, lại là nói hắn là một cái chính cống phế vật. Nàng thậm chí rõ ràng nhớ rất đúng Phương lúc ấy cúi đầu, nặn chặt quả đấm, thừa nhận làm nhục và uy hiếp dáng vẻ. Vô cùng buồn cười. Rất thú vị. Nhưng là... mình bây giờ không phải là cùng tên kia giống nhau như đúc sao? Bị ủy khuất làm nhục. Yên lặng chịu đựng. Đây chẳng lẽ là báo ứng? Người đàn ông kia rốt cuộc là ai? Nàng căn bản không nhận là mới vừa rồi người đàn ông sẽ là 5 năm sau Diệp Thần. Ở nàng trong mắt, Diệp Thần chỉ biết hèn yếu chịu đựng, căn bản sẽ không giống như người đàn ông này như nhau thô bạo. Có ít người tính cách, cả đời vậy không đổi được. Rạng sáng 1 giờ, khu nhà ở đại đô vùng lân cận, một mảnh đen nhánh. Diệp Thần tùy tiện tìm nhà bữa ăn khuya than ăn chút gì và uống một chút ít rượu. Ngày hôm nay thấy Sở Thục Nhiên, lại không khỏi làm để cho hắn nghĩ tới chuyện 5 năm trước. Nếu như Sở Thục Nhiên là một người đàn ông, hắn trở về giết chính là. Mấu chốt đối phương là phụ nữ. Bất quá nếu như bị hắn tra được Sở gia dính dấp đến chuyện này bên trong, hắn tự nhiên sẽ không chút lưu tình diệt Sở gia. Còn như Sở Thục Nhiên, trong trí nhớ, người phụ nữ này cũng không có xuất hiện ở Vân Hồ Sơn Trang. Hơn nữa khi đó đối phương chẳng qua là một học sinh trung học, làm sao có giết ý tưởng của cha mẹ. Uống rượu xong, Diệp Thần liền hướng khu nhà ở Đại Đô đi. Trước lúc 11 giờ hơn Tôn Di từng gọi điện thoại cho Diệp Thần, hỏi hắn tối hôm nay có trở về hay không ngủ. Diệp Thần lấy là Tôn Di phải đợi mình, liền lừa gạt nàng nói ngày hôm nay không trở về nhà, để cho nàng đi ngủ sớm một chút. Cái điểm này, phỏng đoán Tôn Di đã sớm ngủ đi. Diệp Thần rón rén mở ra nhà trọ cửa, hơi đi phòng vệ sinh rửa mặt một chút, liền trở lại gian phòng của mình. Làm hắn nằm đến chăn thời điểm, thân thể ngẩn ra, thậm chí có chút cứng ngắc. Bởi vì là hắn phát hiện mình bên cạnh nằm một người. Hơn nữa còn là một cái chỉ mặc trước đồ lót và quần lót người phụ nữ. Diệp Thần bất đắc dĩ cười một tiếng, xem ra Tôn Di bởi vì là chuyện lúc trước còn có chút sợ hãi, cho nên mới ở trong gian phòng của mình cùng mình. Hắn cũng không nghĩ nhiều, thuận thế ôm chầm nữ nhân trong ngực, trực tiếp ôm vào trong ngực. Mặc dù hắn và Tôn Di không có thọt phá tầng kia giấy, nhưng là Diệp Thần đã sớm đem nàng làm người phụ nữ mình, ôm chung một chỗ ngủ tự nhiên không có gì. Còn như tiến hơn một bước, hắn cũng sẽ không cưỡng cầu, chỉ chờ Tôn Di gật đầu. Khoan hãy nói, lần này cảm giác và buổi sáng cảm giác một chút cũng không giống nhau. Trước Tôn Di mặc rất nhiều quần áo, mà hiện ở nữ nhân trong ngực cơ hồ chỉ còn lại hai kiện vải cực kỳ thiếu đồ lót, hai người cơ hồ da thịt dán. Mấu chốt thịt cảm vậy có chút không giống. Ừ tương đương. Nữ nhân trong ngực tựa hồ cảm giác được cái gì, rên rỉ một tiếng, vặn vẹo một cái mông, hướng Diệp Thần trong ngực càng phát ra tựa sát, lại là đưa ra mảnh khảnh tay gắt gao ôm lấy Diệp Thần. Giống như ôm búp bê vậy. Diệp Thần vốn định thừa dịp lúc này và Tôn Di tiến hơn một bước, nhưng là bởi vì hắn mới vừa rồi uống rượu cũng không có dùng tu vi phong điệu huyệt đạo, cho nên men say đã dần dần tấn công tới. Được rồi, tới, ngày, phương trưởng, ngủ trước đi. Một đêm yên lặng. Ngày thứ hai, buổi sáng 7 giờ. À, một đạo tiếng kêu sợ hãi cơ hồ vang khắp cả nhà, điều này không khỏi làm Diệp Thần nhướng mày một cái, hắn chậm rãi mở mắt ra. Một giây kế tiếp, một cái bóng đen hướng mặt hắn gò má quạt tới đây. Diệp Thần bản năng bắt được tay đối phương, vừa định dùng chân khí đem tay đối phương cổ tay gãy. Hắn tầm mắt đã rõ ràng. Hắn thấy được một cái đẹp lạnh lùng thiếu nữ, lạnh như băng con ngươi mang một tia sát ý. Đối phương tóc có chút xốc xếch, hiển nhiên mới vừa tỉnh ngủ không lâu. Mấu chốt đối phương trên người chỉ có một kiện màu hồng bra, ngạo nhân đỉnh núi bại lộ không bỏ sót. Không đúng, vóc người này hiển nhiên không phải Tôn Di. Tôn Di vóc người rõ ràng muốn tốt hơn một chút. Hắn lần nữa đưa mắt tập trung ở vậy khuôn mặt của cô gái trên. Vậy mặt tuyệt mỹ bàng. Một giây kế tiếp, Diệp Thần giật mình. Đối phương không những không phải Tôn Di, mà là tập đoàn Hoa Mỹ Tổng Giám Đốc Hạ Nhược Tuyết. Đây rốt cuộc cái quỷ gì? Hạ Nhược Tuyết thật tốt biệt thự không dừng được,
chạy trên giường mình tới là làm gì? Diệp Thần, người tên khốn kiếp, người tại sao phải bò giường ta đi lên? Hạ Nhược Tuyết cực kỳ thanh âm lạnh như băng vang khắp ở toàn bộ gian phòng. Diệp Thần liếc một cái Hạ Nhược Tuyết, dậy thân mặc vào quần áo, nhàn nhạt nói, làm ơn, những lời này hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng, đây là phòng của ta, ngươi nếu như không tin có thể xem ta tủ, trong này cũng đều là quần áo ta. Hạ Nhược Tuyết đầu óc trống rỗng. Nàng mơ mơ hồ hồ nhớ được ngày hôm qua mẫu thân đột nhiên tới Ninh Ba, nói cho nàng Hạ gia xuất hiện một ít không thể khống chế biến cố. Hạ gia không thể lại để cho nàng lỗi do tự mình gánh đi xuống, muốn nàng trong vòng một tuần lễ lập tức hồi tỉnh Chiết Giang Hạ gia. Hạ Nhược Tuyết rất rõ ràng, một khi nàng rời đi Ninh Ba, trở lại Hạ gia, nàng liền phải đối mặt quan hệ thông gia vận mệnh. Gả cho một cái mình không thương người đàn ông. Bất đắc dĩ, nàng rời đi biệt thự, tìm một nơi địa phương uống rượu, vốn định học người khác mượn rượu tiêu sầu, nhưng phát hiện rượu vật này chân thực khó uống, đầu vậy chóng mặt. Biệt thự là khẳng định không thể trở về, nàng vốn định đặt khách sạn ở một đêm, nhưng là vừa nghĩ tới Hạ gia thực lực, nàng chỉ cần quyết định khách sạn, mẫu thân tất nhiên lập tức sẽ xuất hiện ở cửa khách sạn. Nàng cuối cùng nghĩ tới Tôn Di. Hạ Nhược Tuyết ở Ninh Ba không có quá nhiều bạn, nàng quá mức cao ngạo, duy nhất quan hệ không tệ hẳn cũng chỉ có Tôn Di. Cũng may Tôn Di nói cho nàng có quá mức gian phòng trống không, có thể để cho nàng ủy khuất một đêm. Sau đó nàng liền đi tới khu nhà ở Đại Đô, tắm liền ngủ rồi. Tỉnh lại liền không giải thích được gặp được cái này để cho nàng hận thấu xương Diệp Thần. Có chút máu chó, nhưng là chỉ như vậy thiết thiết thực thực xảy ra. Nàng đường đường Hạ gia đại tiểu thư, lại có thể bị một người đàn ông ngủ. Mấu chốt đối phương là một cái du thủ tốt dỗi dãnh người đàn ông. Nàng trông nom nhiều năm như vậy trinh tiết chẳng lẽ chỉ như vậy không có. Bất quá thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, nếu như Hạ gia không thể kháng lực quá mức to lớn, nàng vẫn là phải trở về, đến lúc đó bên gối ngủ cũng sẽ là một cái khác xa lạ người đàn ông. Mặc dù nàng ghét Diệp Thần, nhưng là đánh trong đáy lòng nàng vẫn là có chút hiếu kỳ trước mắt người đàn ông. Diệp Thần gặp Hạ Nhược Tuyết tựa hồ muốn khóc lên, tự nhiên biết đối phương đang suy nghĩ gì, hắn ho nhẹ một tiếng, nếu sự việc cũng xảy ra, ta sẽ phụ trách. Thật ra thì hắn biết tối hôm qua căn bản cái gì đều không phát sinh, nhưng là lại như thế nói, hai người cũng là da thịt gần gũi, thua thiệt là đối phương. Hạ Nhược Tuyết nghe được Diệp Thần mà nói, cả người lại là nổi nóng, phụ trách. Diệp Thần, ngươi lấy cái gì phụ trách? Ngươi thật cho là có một bản nhặt được phương thuốc là có thể ở cái thế giới này đứng lại gót chân. Ngươi biết cái thế giới này quy tắc vận chuyển sao? Diệp Thần, ngươi căn bản không biết. Giống như ngươi loại này ở xã hội tầng dưới chót sinh tồn nhân vật nhỏ, căn bản không rõ ràng càng phía trên thế giới ý vị như thế nào. Ngươi căn bản phụ trách không dậy nổi. Hạ Nhược Tuyết cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại, nàng biết những lời này đối với Diệp Thần nói, đối phương căn bản nghe không hiểu. Nàng nhìn một cái mình bại lộ vóc người, trợn mắt nhìn Diệp Thần nói, chuyện này chờ một hồi tìm lại ngươi tính sổ, ngươi bây giờ xoay người, ta muốn thay quần áo. Diệp Thần căn bản không có phản ứng đối phương dự định, trực tiếp đi phòng tắm đánh răng. Thế giới này quy tắc vận chuyển. Ha ha, hắn so người bất kỳ đều biết. Còn như càng phía trên thế giới thì như thế nào, hắn Diệp Thần nếu như muốn, Hạ Nhược Tuyết chỉ có thể ở chân núi ngửa mặt trông lên hắn. Dĩ nhiên, hắn không cần phải và một người phụ nữ giải thích những thứ này. Ra gian phòng, hắn thuận tiện đi nhìn một cái Tôn Di gian phòng, mới vừa rồi Hạ Nhược Tuyết gọi lớn như vậy thanh, Tôn Di lại có thể một chút phản ứng cũng không có, không thể nào đâu. Cũng may Tôn Di gian phòng căn bản không có người, Diệp Thần phỏng đoán hẳn là đi xuống mua điểm tâm. 5 phút sau đó, Hạ Nhược Tuyết mới mặc quần áo đi ra, khi thấy phòng khách Diệp Thần, mới vừa muốn nói chuyện. Tôn Di liền sách sớm một chút trở về. Tôn Di tuyệt đối không nghĩ tới Diệp Thần sẽ xuất hiện ở nơi này, hiếu kỳ nói, ồ, Diệp Thần, ngươi không phải ở bên ngoài sao? Sớm như vậy tới nhà trọ làm gì? Diệp Thần vừa mới chuẩn bị giải thích, Hạ Nhược Tuyết trực tiếp đưa ra tay thanh tú bưng kín hắn miệng, khá là khẩn trương nói, tên này mới vừa không gõ cửa liền tiến vào, đem ta đánh thức. Nói xong, nàng lại nhẹ giọng đối với Diệp Thần nói, chuyện tối ngày hôm qua, ngươi không thể đối với người bất kỳ nói. Nếu không, ta...
Tạm thời bây giờ Hạ Nhược Tuyết không biết nên như thế nào uy hiếp. Diệp Thần tránh thoát Hạ Nhược Tuyết tay Thanh Tú, từ Tôn Di trong tay nhận lấy bữa ăn sáng, nghiêm túc nói, bụng có chút đói, không ăn điểm tâm, muốn tới cọ một lần. Tôn Di gặp Diệp Thần lại có thể trực tiếp ăn, vội vàng nói, có thể đây là Hạ Tổng bữa ăn sáng à? Hạ Nhược Tuyết gặp Diệp Thần không có một tia phong độ lịch sự, thở phì phò cầm lên tay để ra túi, trừng mắt một cái Diệp Thần, trực tiếp đi ra bên ngoài, không cần, ta đi công ty ăn. Tôn Di biết Hạ Nhược Tuyết tức giận, huống chi Hạ Nhược Tuyết lần này xe cũng không có mở ra, tựa hồ và trong nhà náo loạn mâu thuẫn, nàng đối với Diệp Thần dặn dò mấy câu, liền đuổi theo. Hạ Tổng, đợi một chút, ta đưa ngươi. Diệp Thần tự nhiên không biết để ý tới Hạ Nhược Tuyết, bất qua tối ngày hôm qua ôm đối phương ngủ cảm giác ngược lại không tệ. Điểm tâm ăn xong sau này, Diệp Thần lần nữa cầm ra khối kia toàn thân mực đen đá, muốn thử nghiệm tiến vào trong đó, lần này mặc dù trở ngại ít đi một tia, nhưng là vẫn là không cách nào hoàn toàn tiến vào. Xem ra, phải ra tốc tu luyện. Không có đan đỉnh, cho dù Thompson Riviera có vô số dược liệu, Diệp Thần không hề tính toán tay luyện chế đan dược, chỉ có thể chờ Chu Nhân Đức nói vậy buổi đấu giá. Không nghĩ nhiều nữa, Diệp Thần nhắm mắt lại, ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Hắn quanh thân quanh quẩn vô số chân khí, tựa như tiên nhân. Không biết qua bao lâu, một chàng chuông điện thoại di động cắt đứt Diệp Thần tu luyện, hắn mở mắt ra, chậm rãi thở ra một ngụm chọc khí, ngón tay vô căn cứ nắm chặt, điện thoại di động đó giống như là có linh tính vậy, trực tiếp bay đến Diệp Thần trong tay. Hắn nhìn lướt qua, phát hiện là Thẩm Hải Hoa đánh tới. Diệp tiên sinh, không có quấy rầy ngài đi. Bên đầu điện thoại kia truyền tới một đạo thanh âm cung kính. Tập đoàn Thanh Hòa sự việc có xếp đặt, Diệp Thần nói. Bên đầu điện thoại kia vội vàng nói, Diệp tiên sinh, ta bên này để cho đoàn đội sửa sang lại ra hai cái phương án, có thể được tính cao đến 90%, muốn không muốn phát cho ngài xem. Diệp Thần không hiểu buôn bán, trực tiếp cự tuyệt nói, không cần, ta tin tưởng ngươi. Ngươi chỉ cần nói cho ta bây giờ phải làm gì? Thẩm Hải Hoa tuyệt đối không nghĩ tới Diệp Thần sẽ như vậy tín nhiệm hắn, cả người có chút kích động, một hồi lâu mới nói. Diệp tiên sinh, bây giờ đặt ở chúng ta trước mặt chủ yếu có hai vấn đề, thứ nhất, chúng ta bộ tư pháp đã lấy được năm đó tập đoàn Thiên Chính bị ác ý xâm chiếm chứng cứ, vậy chứng minh tập đoàn Thanh Hòa và tập đoàn Thiên Chính liên lạc, nhưng là bởi vì năm đó có một phần văn kiện là ngài và ngài mẫu thân từ ký bỏ quyền hiệp nghị. Ngài bây giờ không cách nào thừa kế tập đoàn Thiên Chính cổ quyền. Diệp Thần ngẩn ra, lúc này mới nhớ tới, 5 năm trước, tiệc rượu kia trước một buổi tối, Trịnh Cảnh Minh tìm được nhà bọn họ. Lừa gạt hắn và mẫu thân ký tên một phần văn kiện, nói là hàng năm có thể được một khoản công ty quá mức huê hồng. Hắn và mẫu thân vẫn luôn rất tín nhiệm Trịnh Cảnh Minh, tự nhiên xem cũng không có xem liền ký xuống. Bây giờ Diệp Thần quay đầu lại muốn. Cảm thấy có chút buồn cười. Trịnh Cảnh Minh thật là xuống một miếng thật là lớn cờ à. Thua thiệt phụ mẫu như vậy tín nhiệm hắn, kết quả đã sớm có nghiêng nuốt hết thảy ý tưởng. Thẩm Hải Hoa, cần ta làm gì? Diệp Thần thanh âm bình tĩnh, nhưng mang sát cơ lạnh như băng. Trịnh Cảnh Minh, không sống qua 3 ngày. Thẩm Hải Hoa giải thích, ta bên này có một phần văn kiện, chỉ cần in ra, Trịnh Cảnh Minh tự mình ký tên và giấu tay là được rồi. Chỉ bất quá Trịnh Cảnh Minh bên kia an ninh thế lực rất mạnh, ta liền gặp mặt cũng không thấy được, cho nên. Thẩm Hải Hoa lời còn chưa nói hết, Diệp Thần liền ngắt lời nói, người đem văn kiện phát ta tối hôm nay sẽ để cho hắn ký xong chữ cho ngươi. Bên đầu điện thoại kia Thẩm Hải Hoa ngẩn ra, hắn không hiểu Diệp Thần có thể có biện pháp gì. Mặc dù Diệp Thần y thuật thông trời, nhưng là muốn thấy Trịnh Cảnh Minh cũng khó à, đối phương lại không có bị bệnh. Dù là Diệp Thần cho thấy thân phận, Trịnh Cảnh Minh vẫn không sẽ gặp hắn, ngược lại sẽ bởi vì làm tâm bên trong áy náy ẩn núp hắn. Cái vấn đề thứ hai là cái gì? Diệp Thần nói. Thẩm Hải Hoa vậy không do dự, tiếp tục nói cái vấn đề thứ hai chính là tập đoàn Thiên Chính. Bây giờ tập đoàn Thanh Hòa đã bị một cái kêu là thanh môn dân gian thế lực khống chế. Cái này thanh môn ta có thể điều tra tư liệu rất ít, nếu như phải đem tập đoàn Thiên Chính đoạt lại, phải diệt trừ cái thế lực này. Thanh môn. Diệp Thần nhướng mày một cái, suy đoán hẳn là Ninh Ba thế lực dưới đất, loại này tồn tại,
hắn tự nhiên không sợ, nói thẳng. Cái vấn đề thứ hai vậy giao cho ta, ta chỉ hỏi một mình ngươi chuyện, nếu như hai vấn đề này đều giải quyết, ngươi có thể ở 3 ngày bên trong bắt lại tập đoàn Thanh Hòa, đổi tên tập đoàn Thiên Chính sao? Thẩm Hải Hoa có chút bối rối, hắn căn bản không nghĩ tới cái này hai cái lớn nhất khó khăn trực tiếp bị Diệp Thần một tay kéo xuống. Hắn vốn đang dự định và Diệp Thần thảo luận phương án thứ hai. Bây giờ nhìn lại, Diệp Thần căn bản không cần nghe cái thứ hai bảo thủ phương án. Hắn trầm tư hồi lâu, cắn răng nói, nếu như Diệp tiên sinh có thể giải quyết hai vấn đề này, ta 3 ngày bên trong là có thể bắt lại tập đoàn Thanh Hòa. Được. Điện thoại cúp. Sau đó, Diệp Thần lại gọi điện thoại cho Diệp Lăng Thiên, hỏi hắn muốn Trịnh Cảnh Minh địa chỉ cùng với Thanh Môn tin tức. Diệp Lăng Thiên nhiều lần ám chỉ, chuyện này có thể giao cho hắn, nhưng đều bị Diệp Thần cự tuyệt. 5 năm trước thù, hắn không hy vọng mượn người bất kỳ tay đi báo. Hắn muốn cho những cái kia kinh tởm mặt mũi người, năm đó nuốt vào nhiều ít. Bây giờ liền 100 lần phun ra. Ninh Ba đường số 2, cao ốc Thanh Hòa. Nơi này từng là Thiên Đăng cao ốc địa chỉ bất quá 5 năm trước Thiên Chánh đại hạ bởi vì là thi công tồn tại vấn đề, bị toàn bộ đẩy xuống. Sau đó nơi này liền xây xong cao hơn cao ốc Thanh Hòa. Cao ốc Thanh Hòa tổng cao mấy trăm mét, cơ hồ là Ninh Ba kiến trúc cao nhất. Khí thế khoáng đạt. Không lâu lắm, một người thanh niên xuất hiện ở cao ốc Thanh Hòa trước. Chàng trai ngẩng đầu lên, nhìn cao ốc chóp đỉnh khảm nạm tập đoàn Thanh Hòa 4 chữ to, cười lạnh một tiếng. Hắn cầm trong tay một phần văn kiện, trên đó viết cổ quyền không điều kiện chuyển nhượng hiệp nghị. Diệp Thần lần này mặc vào trước mua Armani Tây Trang, vóc người thẳng, hơn nữa cả người khí chất, tựa như buôn bán tinh anh, cả người đều mang trời xanh cao quý bất phàm hơi thở. Ngược lại để cho không thiếu người đẹp tới bắt chuyện. Soái ca, người ở tập đoàn Thanh Hòa làm gì, buổi tối có rảnh sao? Cùng uống một ly mà. Một người vóc dáng bại lộ, mặt đầy nùng trang cô gái chủ động tới và Diệp Thần chào hỏi, một đôi tay thậm chí chuẩn bị hướng Diệp Thần ngực mò đi. Người phụ nữ vóc người lồi lõm, ánh mắt rất lớn, đặt ở người bình thường trong mắt, tuyệt đối coi là lên nữ thần cấp bậc tồn tại. Nhưng là đoạn này thời gian, Diệp Thần vậy thấy được rất nhiều cao cấp người đẹp, tự nhiên đối với trước mắt phấn tục hồng không có nửa điểm hứng thú. Cút, Diệp Thần hơi né tránh, con người hiện lên một tia lạnh ý. Mỹ nữ kia hiển nhiên bị sợ hết hồn, thấp giọng mắng liền một câu, không biết chuyện hứng thú, áo não rời đi. Diệp Thần trong lòng không có một tia gợn sóng, nhìn một cái trên tay văn kiện, cười lạnh một tiếng, trực tiếp hướng cao ốc Thanh Hòa đi tới. Trịnh Cảnh Minh, ngươi chuẩn bị xong chưa? Tập đoàn Thanh Hòa. Diệp Thần như vậy ăn mặc ngược lại là thể hiện giá trị, bảo an toàn bộ hành trình mặt mày vui vẻ chào đón, cơ hồ không thể nào phát sinh lần trước ở tập đoàn Hoa Mỹ sự việc. Người dựa vào y trang, có đạo lý. Liền liền đến lễ tân, tiểu mỹ nữ cũng là gương mặt đỏ ửng, ánh mắt né tránh. Người tốt, ta tìm thị trường bộ Mạnh tổng giám nói công việc hợp tác. Diệp Thần từ tính thanh âm vang lên. Tiểu mỹ nữ lúc này mới thanh tỉnh, nháy mắt to, khá là lễ phép nói, người tốt, Mạnh tổng giám ở tầng 21, thang máy quẹo trái đã đến, cần giúp tiên sinh thông báo một tiếng sao? Diệp Thần cười một tiếng, không cần, chúng ta thật ra thì còn là bạn học cũ, đang chuẩn bị cho hắn một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Tiểu mỹ nữ tựa như bị Diệp Thần nụ cười điện đến, cúi đầu căn bản không dám cùng Diệp Thần ánh mắt nhìn thẳng, làm nàng lấy dũng khí, chuẩn bị hỏi Diệp Thần điện thoại lúc đó, nàng phát hiện vậy người đẹp trai đã không thấy. Diệp Thần tiến vào thang máy, nhấn lầu 28. Căn cứ Diệp Lăng Thiên tin tức, Trịnh Cảnh Minh chỗ làm việc ở lầu 39. Cái này một tầng cơ hồ là cao ốc Thanh Hòa lầu cuối, vô cùng là thần bí. Mà tập đoàn Thanh Hòa lầu 28 trở lên thang máy đều cần đặc thù giấy thông hành, hắn tự nhiên không thể nào đi lên. Đến lầu 28, Diệp Thần đi thẳng tới phòng rửa tay. Không có một bóng người. Hắn không do dự nữa, trực tiếp phá vỡ phòng vệ sinh bên ngoài cửa sổ, thân thể một bước, liền đứng ở lầu 28 cửa sổ dọc theo. Nếu như từ lên đi xuống xem, ước chừng khoảng 100 thước, người bình thường đủ để hù ra bệnh tim. Sau đó, hắn nhìn một cái lầu 39 vị trí, khóe miệng buộc vòng quanh một đạo độ cong. Một giây kế tiếp,
dưới chân phun trào ra một tia đợt khí, đầu gối cong, bỗng nhiên bùng nổ. Thân thể lại nhảy 5 mét cao. Một cái tay trực tiếp chộp vào khác một hộ cửa sổ dọc theo trên. Cánh tay chân khí bùng nổ, thân thể lần nữa hướng phía trên đi. Mà cửa sổ dọc theo trên lại xuất hiện một đạo sâu đậm 5 ngón tay dấu vết. Diệp Thần tốc độ càng lúc càng nhanh, giống như Spider-Man vậy, chớp mắt bây giờ đã đến 38 lầu. Bởi vì là lầu 39 là toàn bộ phong bế, Diệp Thần chỉ có thể chỉ một cái phá vỡ 38 lầu cửa sổ, cả người nhảy vào. Đi tới bên trong, Diệp Thần bản năng cảm thấy khí tức cường giả hướng bên này cướp tới. Xem ra cái này tập đoàn Thanh Hòa thật không đơn giản, một tòa văn phòng cao ốc lại còn sẽ có cổ võ giả trấn thủ, có ý tứ. Diệp Thần cũng không gấp trước đi ra ngoài, từ trong túi móc ra thuốc lá, ngón tay ở bao thuốc lá phần đáy nhẹ nhàng vỗ một cái, một điếu thuốc liền bay ra, gắn lên miệng. Mấy giây sau đó, toàn bộ gian phòng bị khói mù lượn lờ. Bành! Đột nhiên, cửa mở ra. Hai cái gầy gò nam tử vọt vào, ngay tức thì ở trong khói mù phát hiện Diệp Thần bóng người. Người nào? Lời còn chưa nói hết, Diệp Thần chân phải động một cái. Hai mảnh miếng thủy tinh mảnh trực tiếp từ dưới chân bắn ra. Phốc, phốc, miếng thủy tinh mảnh trực tiếp đâm vào hai người ấn đường, máu tươi tràn ra, bọn họ ngay cả động tư cách cũng không có, liền ngã trên đất. Diệp Thần không có tiếp tục động thủ, cùng một điếu thuốc hoàn toàn hút xong, mới hướng hai cái ngã xuống đất người đàn ông đi tới. Hắn phát hiện cổ hai người lên đều xăm một đạo xăm một miếng màu xanh cửa. U ám mà vừa thần bí. Thanh môn. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, sau đó cong ngón tay bắn ra, chỉ gặp tàn thuốc vạch qua lau một cái độ cong, trực tiếp bắn vào một người trong đó xăm trên. Tựa như biểu thị phá vỡ thanh môn. Diệp Thần từ trong lòng ngực lấy ra văn kiện, dửng dưng như thường hướng bên ngoài đi, tựa như thật sự là tới tập đoàn Thanh Hòa nói chuyện làm ăn. Mặc dù toàn bộ hành lang đều có quản chế, nhưng là Diệp Thần không lo lắng chút nào. Bởi vì là hắn đã sớm để cho người khống chế hết thảy. Diệp Lăng Thiên trên tay không chỉ nắm trong tay cổ võ thế lực, còn nắm giữ thế giới cao cấp hacker. Xóa sạch một ít thứ tự nhiên dễ dàng. Thời gian Diệp Thần vậy đụng phải mấy vị thanh môn cường giả, đều bị hắn một chiêu kết thúc sinh mạng. Mặc dù những người này và hắn không thù, nhưng là hắn lúc tới đã từ Diệp Lăng Thiên trong miệng biết thanh môn đại khái tình huống. Nhất định chính là không chuyện ác nào không làm thổ phỉ. Những người này rời rạc ở không rõ ràng vùng, dựa vào cổ võ và tập đoàn Thanh Hòa, cơ hồ nắm trong tay Ninh Ba 30% xí nghiệp gia. Những xí nghiệp gia này liên tục không ngừng là bọn họ chuyển vận lợi ích. Đồng thời, tập đoàn Thanh Hòa còn làm ma túy và thuê giết người làm ăn. Ở Ninh Ba nhất định chính là ung thư vậy tồn tại. Giết thì đã có sao? Diệp Thần giải quyết 38 lầu người, tìm nửa ngày, cuối cùng tìm được đi thông lầu 39 thang lầu. Chỉ bất quá lầu 39 cửa là một miếng cơ giới cửa sắt, cần phải đi qua chỉ tay và hồng màng mới có thể thông qua. Công nghệ cao, Diệp Thần cười lạnh một tiếng, nhưng là người tu luyện trước mặt, chẳng qua là một đống rác mà thôi. Lời nói rơi xuống, Diệp Thần đưa bàn tay nhẹ nhàng đặt ở trên cửa, sau đó bỗng nhiên phát lực. Đan điền chân khí ẩm ẩm xông ra. Cửa sắt ngay tức thì vặn vẹo biến hình. Gắng gượng bị Diệp Thần vặn ra. Đồng thời, lầu 39 báo động vang lên. Chỉ gặp mười mấy võ trang cao thủ ngay tức thì xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Những người này không riêng gì cổ võ giả, trên mình lại là phối hợp vũ khí hạng nặng, thực lực có chút đáng sợ. Thậm chí hơn 10 đạo hồng ngoại tuyến trực tiếp rơi vào Diệp Thần trên mình. Tựa hồ chỉ cần Diệp Thần động một cái, tất nhiên thành tổ ong vỏ vẽ. Diệp Thần không có vẻ bối rối, cầm trong tay cơ hồ vặn vẹo cửa tiện tay ném xuống đất, nhất thời phát ra một đạo nặng nề thanh âm. Sau đó hắn mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía mọi người nhàn nhạt nói náo nhiệt như vậy à. Những thứ này võ trang cao thủ ngẩn ra, không nghĩ tới một cái tây trang thẳng chàng trai lại có thể sẽ xuất hiện ở nơi này. Mấu chốt đối phương bị mười mấy cây súng chĩa về phía còn có thể như vậy dửng dưng. Tên này là điên tử sao? Nhưng là khi bọn hắn tầm mắt rơi trên mặt đất vặn vẹo cửa lúc đó, sắc mặt rối rít thay đổi. Trong mắt càng bị vẻ kinh hoàng bao trùm.
phải biết cánh cửa này nhưng mà nước Mỹ BST-339 tinh vi hạng nặng phòng bạo cửa. Và ngân hàng Thụy Sĩ cấp SSS tủ sắt vật liệu như nhau à? Chắc như bàn thạch, dù là chịu đựng cường lực phá sập vậy hoàn hảo không tổn hao gì à? Viên đạn không cách nào xuyên thấu. Đạn đại bác cũng không thể để cho nó biến hình. Nhưng là trước mắt, như vậy như bức cửa lại bị một người thanh niên gắng gượng vặn vẹo. Giống như đồ chơi vậy. Cái này muốn dạng gì lực lượng kinh khủng mới có thể làm được à? Trời à, cái này mẹ hắn là cái quỷ gì? Tất cả mọi người đều bị dọa sợ không nhẹ, trực tiếp đưa đến thế giới rơi vào yên tĩnh như chết. Hồi lâu, Diệp Thần phá vỡ lần này yên tĩnh, nói ta không thích hồng ngoại tuyến chiếu lên trên người cảm giác, đặc biệt không thích. Một giây kế tiếp, Diệp Thần động. Bước chân đạp một cái, trực tiếp đạp phách tường trên. Đám người kia vậy ý thức được sự việc siêu thoát khống chế, không do dự nữa, mưa mau như tiếng súng vậy vang lên. Mười mấy viên đạn hướng Diệp Thần bắn tới đây. Diệp Thần không có vẻ bối rối, một cái tay chộp vào vậy phiến vặn vẹo cửa sắt trên, chân khí bộc phát ra, cửa sắt trực tiếp bị hắn lật, lại là hung hãn hướng đám kia võ trang cao thủ đập tới. Viên đạn toàn bộ rơi vào cửa sắt trên, truyền tới đùng đùng thanh âm, mười mấy người thấy bóng đen to lớn kia. Theo bản năng muốn tránh, đã không còn kịp rồi. Tốc độ quá nhanh. Bành. Đi đôi với một tiếng vang thật lớn, cửa hung hãn đập vào vậy mười mấy người trên thân hình. Có ít người thân thể lại có thể tại chỗ bị đập nát vụn. Có thể tưởng tượng Diệp Thần lực lượng có khủng phố dường nào. Cũng may có hai người tránh thoát cái này cửa sắt đụng, còn sống. Bọn họ ý thức được trước mặt cái này tây trang khéo léo nam tử là cao thủ. Mới vừa dự định trở về mật báo tin tức, một cái bóng đen đã xuất hiện ở bọn họ trước mặt, chặn lại đường đi của bọn họ. Hai người kia hoàn toàn hù dọa, vừa định bắn súng, một đôi bàn tay trực tiếp nắm trên tay bọn họ sa mạc chi ưng, chỉ nghe gặp rác rác một tiếng, sa mạc chi ưng trực tiếp biến thành hai nửa. Hai người kia hoàn toàn điên rồi. Trước mắt cái này người thanh niên rốt cuộc là dạng gì quái vật à? Chẳng lẽ là võ đạo tông sư? Hai người kia trong lòng rất rõ ràng, đối phương như thực lực này. Bọn họ căn bản không chạy khỏi. Một tiếng, hai người trực tiếp quỳ xuống Diệp Thần trước người, thân thể run rẩy, nơi đùng quần lại là truyền tới một cổ đi tiểu suối quẩy. Đừng giết ta, chúng ta là người thanh môn. Diệp Thần trên cao nhìn xuống nhìn hai người, nhàn nhạt nói, Trịnh Cảnh Minh, bây giờ ở đâu? Hai người kia hoàn toàn bị sợ không được. Liền vội vàng chỉ cuối hành lang một cánh cửa, nói Trịnh. Trịnh Tổng đang ở bên trong và nước Mỹ người nói chuyện làm ăn. Bậy bên ngoài báo động, hắn đã nghe được, Diệp Thần nói. Hai người kia liền vội vàng lắc đầu, giải thích, không phải vậy, bên ngoài và thanh âm bên trong hoàn toàn ngăn cách, căn bản không nghe được, nhưng là động tĩnh bên này hẳn đã bị 37 lầu bộ phận an ninh nghe được, bọn họ lập tức sẽ đuổi tới. Diệp Thần như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, cũng không để ý cái này hai người, trực tiếp hai tay cắm ở túi, hướng cuối hành lang vậy cánh cửa đi tới. Ngay tại Diệp Thần liền mấy chục bước thời điểm, hai người kia gặp thoát khỏi nguy hiểm, lẫn nhau xem nhìn một cái, không do dự nữa, từ trong mắt cá chân lấy ra một cái cỡ nhỏ vũ khí, vừa mới chuẩn bị bắn súng, Diệp Thần trong tay chợt bắn ra hai món khí lưu. Khí lưu thành hình, như dao gâm vậy phá không tới. Phốc phốc, hai tiếng, trực tiếp bắn thủng hai người cổ họng, huyết dịch tiệm nhiễm, ngã trên đất. Cùng lúc đó, tập đoàn Thanh Hòa Lầu 39 khép kín phòng họp. Trịnh Cảnh Minh bên trái ngồi ba cái tóc vàng mắt xanh người đàn ông, đều là nước Mỹ nhân viên gián điệp cùng với nhà buôn súng ống đạn dược. Nước Mỹ đối với Hoa Hạ một mực cực kỳ cảm thấy hứng thú. Bọn họ biết trên mặt nổi không cách nào nắm trong tay Hoa Hạ. Nhưng là một khi nắm trong tay Hoa Hạ thế lực dưới đất, thì chẳng khác nào khống chế được Hoa Hạ chỗ hiểm. Ninh Ba thành tựu tỉnh Chiết Giang thành phố bến tàu, một khi bị bọn họ bắt lại, vậy đối với nước Mỹ dã tâm mà nói, tuyệt đối là đi tới một bước dài. Trịnh Cảnh Minh bên phải ngồi hai cái thanh môn cường giả. Tập đoàn Thanh Hòa bề ngoài là một nhà nghề chế tạo tập đoàn, nhưng là trên thực tế lại bị thanh môn thấm vào, Trịnh Cảnh Minh đối với thanh môn mà nói. Chẳng qua là con rối mà thôi. Nhìn như Trịnh Cảnh Minh nắm trong tay tập đoàn Thanh Hòa, nhưng là trên thực tế người điều khiển nhưng là thanh môn.
phòng họp, một cái mũi ưng trung niên nam tử nhìn về phía Trịnh Cảnh Minh, nghiêm túc nói, Trịnh tiên sinh, chúng ta nước Mỹ là mang thành ý mà đến, chỉ cần ngươi là chúng ta nước Mỹ cung cấp Ninh Ba bến tàu thuyền bè ra vào số người cùng với phần kia tỉnh Chiết Giang quân bị sân bay bản đồ, chúng ta nước Mỹ sẽ là người cung cấp mạnh nhất võ trang dụng cụ. Ta biết các người Hoa Hạ cổ võ giả rất mạnh, chúng ta cũng có đặc biệt là cổ võ giả thiết kế vũ khí, có thể để cho bọn họ thực lực biên độ lớn tăng lên, chỉ cần ngươi gật đầu, chúng ta hợp tác thì biết để cho chúng ta hai bên cũng lợi nhuận tối đại hóa. Trịnh Cảnh Minh con người có chút nghiêm túc, hắn biết chuyện này có rất lớn nguy hiểm, hơi lơ là, chính là tội phản quốc. Nhưng là ích lợi to lớn trước mặt, hắn có chút động lòng. Không nắm được chủ ý hắn nhìn về phía bên phải hai vị thanh môn cường giả, hai người cũng nhắm mắt lại, tựa hồ không phát biểu bất kỳ ý kiến. Người đàn ông mũi ưng gặp Trịnh Cảnh Minh còn không có định đoạt, vừa tiếp tục nói, Trịnh tiên sinh, lại thêm hạng nhất, chúng ta nước Mỹ nguyện ý là quý tập đoàn cung cấp 10 đài cao tinh vi tự động dụng cụ, ta nghĩ, đây đối với quý tập đoàn phát triển rất cần phải có đi. Trịnh Cảnh Minh nghe được câu này, cũng không nhịn được nữa. Một máy cao tinh vi tự động dụng cụ giá thị trường ở 50 triệu. 10 chiếc liền ngoài ý muốn 500 triệu. Mấu chốt những thiết bị này căn bản là có giá cả vô giá tồn tại à. Trịnh Cảnh Minh không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp đứng dậy, đưa tay ra một cái tay, cười nói, Mai tiên sinh, người nói lên những thứ này điều kiện để cho ta làm sao cự tuyệt. Hợp tác vui vẻ, trở lại nước Mỹ, xin giúp ta hướng đặc biệt lãng tiên sinh hỏi thăm sức khỏe. Người đàn ông mũi ưng trong mắt tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Không nghĩ tới sự việc nhanh như vậy có thể nói tiếp. Nước Mỹ chỉ muốn bắt Ninh Ba bến tàu, bọn họ gián điệp lực lượng là có thể một điểm một giọt thấm vào, đến lúc đó liền có thể khống chế toàn bộ Ninh Ba thế lực dưới đất. Một khi khống chế thế lực dưới đất, bọn họ là có thể hướng mạng nhện vậy lan tràn, cho đến lan tràn toàn bộ Hoa Hạ bản đồ, đem Hoa Hạ gây ra mình đầy thương tích. Trịnh tiên sinh. Hợp tác vui vẻ. Làm hai cái tay thật chặt cầm thời điểm ở chung với nhau, dị biến nổi lên. Bành! Phòng họp cửa đột nhiên nổ tung, hai khối sắt thép cánh cửa trực tiếp vặn vẹo biến hình, lại là đập gãy bàn họp trên. Vậy hai vị nhắm hai mắt mâu thanh môn cường giả cũng là đứng dậy, trong mắt bắn ra một đạo thực cốt ý định giết người. Thật tốt người Hoa không làm, lại có thể đi làm nước Mỹ chó. Một đạo thanh âm lạnh như băng rơi xuống. Vang khắp ở toàn bộ phòng họp. Tất cả mọi người rối rít nhìn về phía cửa, chỉ thấy đứng ở cửa một cái ăn mặc Âu phục thẳng thớm chàng trai. Trong tay thanh niên cầm một phần văn kiện, ngược lại có chút giống như thương vụ tinh anh. Trịnh Cảnh Minh gắt gao nhìn chằm chằm vị kia tây trang chàng trai, không biết tại sao, luôn cảm giác có chút quen mắt. Diệp Thần. Hắn đầu óc bên trong theo bản năng liền hiện ra danh tự này, nhưng là rất nhanh liền bị hắn quên đi. Cái đó Diệp gia phế vật sớm liền chết không thể chết lại, lại làm sao có thể xuất hiện ở nơi này. Đối phương chẳng qua là lớn lên có chút giống mà thôi. Mấu chốt có người xông tới, làm sao bên ngoài những cái kia võ trang cường giả một chút phản ứng cũng không có. Thật là một đám phế vật. Diệp Thần không để ý tất cả mọi người phản ứng, đi thẳng tới Trịnh Cảnh Minh trước mặt, cầm trong tay văn kiện đặt ở hắn trên bàn, thuận tiện từ bên cạnh cầm lấy một cây viết. Ký hắn. Hắn thanh âm mang giọng ra lệnh, giống như nói một kiện không thể nghi ngờ sự việc. Trịnh Cảnh Minh nhìn lướt qua trong văn kiện mấy chữ, con người có giúp một cái. Cổ quyền không điều kiện chuyển nhượng. Thằng nhóc này đầu óc tự trêu chọc sao, lại có thể liền tập đoàn Thanh Hòa cổ quyền cũng dám muốn. Hắn cả đời gặp qua rất nhiều cuồng người, nhưng là từ không có gặp qua khủng như vậy người. Trực tiếp giết tới tập đoàn Thanh Hòa lầu cuối. Thậm chí để cho hắn Trịnh Cảnh Minh ký một phần vô cùng buồn cười văn kiện. Ai cho hắn gan này? Thanh môn vậy hai người cao thủ hừ lạnh một tiếng, đã hướng đi tới bên này. Nước Mỹ vị kia mũi ưng nam tử, ánh mắt báo cho biết đứng bên người nước Mỹ cường giả, nhẹ giọng nói, giết hắn. Ai cũng không có tư cách phá xấu xa bọn họ nước Mỹ kế hoạch. Người phá hư, chết. Vậy nước Mỹ cường giả ngay tức thì từ hông ở giữa lấy ra một cái đặc thù vũ khí, không chút do dự, trực tiếp nhắm Diệp Thần đầu lâu. Liền ở đối phương vừa mới chuẩn bị sát na bóp cò, Diệp Thần giơ tay lên ở giữa bút thép, trực tiếp bắn đi ra ngoài. Phốc xích, một tiếng,
bút thép trực tiếp bắn thủng cái đó nước Mỹ cường giả ấn đường. Đóng vào vách tường trên. Trên tường thậm chí lộ ra một vẻ đỏ tươi máu. Như một đóa hoa mai. Hắn tròng mắt trợn to, tràn đầy kinh hoàng, thân thể lại là hướng phía sau ngã xuống. Một chiêu toi mạng. Hai vị thanh môn cường giả ngồi không yên, trong tay rối rít xuất hiện một cái đoản đao, trực tiếp hướng Diệp Thần tới. Diệp Thần không chút nào động thủ dự định, hai người kia tu vi hắn đã sớm nhìn thấu, nửa bước hóa cảnh. Mặc dù dõi mắt toàn bộ tỉnh Chiết Giang, cũng coi là lần trước phương cường giả. Nhưng là ở hắn Diệp Thần trong mắt, cái gì cũng không tính. Hai chuôi đoản đao mang theo sức lực hướng gió trước Diệp Thần tới, trực thủ hắn chỗ hiểm. Trong đó một dao lại là chém thẳng vào Diệp Thần thiên linh cái. Tốc độ cực nhanh. Giống vậy võ đạo cường giả căn bản không tránh thoát, nói không chừng thân thể cũng biết bị chém thành hai khúc. Ngay tại đoản đao muốn chạm được Diệp Thần ngay tức thì, một cổ khí tức vô hình ở Diệp Thần quanh thân ngưng tụ thành hình, lăng liệt ý định giết người bỗng nhiên bùng nổ. Phốc, một tiếng, toàn bộ phòng họp tiệm nhiễm máu tươi. Tất cả mọi người thấy có máu xuất hiện, rối rít trong lòng vui mừng, cũng lấy là cái đó khách không mời mà đến đã bị chém giết. Nhưng là khi bọn hắn thấy được hình ảnh trước mắt lúc đó, mỗi một người nụ cười cũng hoàn toàn đọng lại. Chỉ gặp hai cái tay cụt đập vào trên trần nhà, lại là máu trong vắt rơi vào bàn họp trên. Nhìn thấy mà giật mình. Mấu chốt cái đó tây trang chàng trai giờ phút này hoàn hảo không tổn hao gì. Bọn họ thậm chí liền hắn làm sao ra tay đều không thấy được. Mà vậy hai cái thanh môn cường giả cánh tay đã cắt ra. Máu tươi chảy ròng. Một chiêu dưới, hai vị nửa bước hóa kính cường giả, lại có thể bị chém đứt liền hai cánh tay. Làm sao có thể? Trịnh Cảnh Minh bị sợ sắc mặt tái nhợt, hắn nhưng mà biết thanh môn an bài ở hắn nơi này hai vị cao thủ có kinh khủng dường nào. Đã từng hai người chu diệt qua mười mấy vị thuê sát thủ, một trường có thể vỗ gãy một cái cây lớn. Tình cảnh kia, hắn đời này cũng không quên được. Nhưng là trước mắt tây trang chàng trai vậy là cái gì quỷ? Còn không chờ hắn kịp phản ứng, hai cái thanh môn cường giả cảm giác một cổ đau tê tâm liệt phế ý, cả người kêu lên. Hai người sợ lui về phía sau một bước, kinh hoàng nhìn Diệp Thần, đồng nói, võ đạo tông sư. Ngươi lại là tông sư cảnh. Giờ khắc này, cả thế giới tựa như đều an tĩnh lại. Võ đạo tông sư cái này bốn chữ ý vị như thế nào, tất cả mọi người tại chỗ cũng rất rõ ràng. Nhưng là Ninh Ba loại địa phương nhỏ này tại sao có thể có trẻ tuổi như vậy võ đạo tông sư à? Một cái trong đó thanh môn cường giả ý thức được không đúng, vừa mới chuẩn bị hướng bên ngoài chạy đi, một đạo khí nhận hoa phá trường không trực tiếp đâm thủng tim hắn. Bành, hắn thân thể ngã xuống, trong mắt dữ tợn trợn mắt nhìn. Chết không nhắm mắt. Thấy một màn này, Trịnh Cảnh Minh cùng với một cái khác bị thương thanh môn cường giả hoàn toàn không dám động, thân thể cơ hồ cứng ngắc. Diệp Thần không gấp trước giải quyết cái này hai người, con người rơi vào nước Mỹ còn sót lại trên hai người. Từng bước đi tới. Bước chân rất nhẹ, nhưng là đối với vậy hai cái nước Mỹ người mà nói, chính là tử thần bước chân. Một cái trong đó nước Mỹ nhà buôn súng ống đạn dược biết trước mắt tây trang tiểu tử chính là hoa hạ cổ võ giả, chút nào không dám khinh thường, đưa tay ra trực tiếp hướng súng bên hông mò đi. Một giây kế tiếp, cò súng bóp. Trực tiếp hướng Diệp Thần chán bắn tới. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, căn bản không cho Diệp Thần cắt đứt cơ hội. Hắn thậm chí đã thấy thằng nhóc TQ đầu lâu ở trước mặt hắn nổ tung hình ảnh. Thằng nhóc TQ, người đi cho lão tử chết đi. Bành! Phòng làm việc truyền tới một tiếng súng vang, tất cả mọi người trong lòng vui mừng, coi như thằng nhóc này là cổ võ giả thì như thế nào. Vũ khí nóng uy lực cũng không phải là hắn có thể chống cự. Chỉ cần thằng nhóc này vừa chết, tất cả nguy cơ cũng giải trừ. Diệp Thần tự nhiên biết đối phương bắn súng, con người đông lại một cái, nghiêm túc, hắn đan điền chân khí phun trào. Bước chân nhẹ nhàng đạp một cái, trước mặt lại ngưng tụ ra một đạo bức tường khí. Viên đạn đụng vào bức tường khí trên, tốc độ bỗng nhiên giảm bớt. Sau đó, Diệp Thần thân thể hơi nghiêng, đồng thời lộ ra một cái tay tới, lại trực tiếp nắm viên đạn. Đinh! Viên đạn bị nhét vào trên bàn hội nghị, thanh âm vô cùng thanh thúy. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều bối rối, đầu óc trống rỗng.
Trời ạ! À, viên đạn lại có thể đều bị tiếp nhận, gắng gượng tiếp nhận. Đây rốt cuộc là cái gì ma quỷ? Vậy hai cái nước Mỹ toàn thân người đều đã như vậy ướt đẫm. Hắn biết Hoa Hạ cho tới nay đều rất thần bí, lại không nghĩ rằng cái thế giới này sẽ có người có thể tay không tiếp lấy viên đạn. Cái đó nhà buôn súng ống đạn dược ngay tức thì rõ ràng tới, chuẩn bị tiếp tục bắn súng, Diệp Thần cũng sẽ không lại cho hắn cơ hội. Hắn bắt được trên bàn viên đạn, nhẹ nhàng bắn ra, vẫn còn cho ngươi. Viên đạn ở trong không khí kịch liệt va chạm, một giây kế tiếp, trực tiếp bắn vào trong thanh vũ khí sắp khai hỏa kia. Bành! Vũ khí trực tiếp nổ tung, mảnh vỡ lại là đâm vào nhà buôn súng ống đạn dược trên cổ, bị mất mạng tại chỗ. Không nên giết ta, ta vẫn là nhân viên ngoại giao, ngươi nếu như động ta, nước Mỹ đại sứ quán tất nhiên sẽ thi khó khăn với Hoa Hạ. Người đàn ông mũi ưng nhìn một cái đồng bạn mình thi thể, hoàn toàn luống cuống, lui về phía sau mấy bước, ta có tiền, trên người có rất nhiều đô la, ta dùng số tiền này tới mua mạng ta như thế nào? Tiền, Diệp Thần từ trong túi mò ra một khối nhân dân tệ đem chơi tiếp, ta không thiếu tiền, hơn nữa ta càng thích nhân dân tệ một ít. Người đàn ông mũi ưng mặt liền biến sắc, mới vừa muốn nói cái gì, Diệp Thần tiếp tục mở miệng, Ninh Ba là ta từ nhỏ lớn lên địa phương, Hoa Hạ cũng là ta quốc gia. Ta không cho phép người khác phá xấu xa ta sinh hoạt, càng không cho phép người bất kỳ phá xấu xa ta Hoa Hạ dẹp yên ngoại bang. Người vi phạm, chết. Vèo, một tiếng, Diệp Thần trong tay tiền xu bắn đi ra ngoài. Một giây kế tiếp, trực tiếp bắn thủng người đàn ông mũi ưng thân thể. Cuối cùng mang máu tươi vững vàng không vào trong vách tường. Lại một cái người bị giết chết. Diệp Thần thần sắc bình thản, nhìn một cái trên bàn điện thoại di động, trực tiếp cầm tới, đặt ở trong túi. Hắn khẳng định, đánh Ninh Ba bến tàu chủ ý hẳn còn có người, đến lúc đó đem điện thoại di động này giao cho Bách Lý Băng, cũng coi là Ninh Ba làm một chuyện. Làm xong hết thảy các thứ này, hắn liền nhìn về phía vị kia bị thương Thanh Môn Cường giả cùng với Trịnh Cảnh Minh. Vậy Thanh Môn Cường giả và Trịnh Cảnh Minh gặp Diệp Thần tới, toàn bộ thân thể cũng run rẩy. Bọn họ nhưng mà mắt thấy toàn quá trình à. Tên này nhất định chính là giết người không nháy mắt ma quỷ. Thủ đoạn như vậy và hắn ăn mặc Âu phục thân sĩ hình tượng hoàn toàn xa lạ. Thanh Môn Cường giả cũng chịu không nổi nữa loại này chết uy áp, mở miệng nói, ta bỏ mặc ngươi là ai, chúng ta Thanh Môn nơi nào đắc tội ngươi, ngươi vì sao phải như vậy đuổi tận giết tuyệt. Một khi ngươi giết ta, Thanh Môn môn chủ nhất định sẽ tìm được ngươi, tự tay giết chết ngươi. Diệp Thần tựa vào trên bàn hội nghị, đốt một điếu thuốc, tựa hồ ở nghiêm túc nghe đối phương uy hiếp. Hồi lâu, hắn tròng mắt mới nhìn về phía hai người dưới đất, mở miệng nói xong. Thật là ta, thứ nhất, chọc ta không phải Thanh Môn, mà là tập đoàn Thanh Hòa. Thứ hai, bây giờ ta thay đổi chú ý, tối hôm nay sẽ là Thanh Môn tồn tại sau cùng một buổi tối. Cái đó Thanh Môn Cường giả trong mắt trợn to, sau đó cười lạnh nói, ngươi lấy là cái thế giới này ngươi một vị võ đạo tông sư sao, chúng ta Thanh Môn môn chủ vậy bước vào tông sư cảnh. Ta xem ngươi là đùa lửa tự thiêu, đắc tội Thanh Môn, chúng ta còn biết giết sạch cả nhà của ngươi. Nói còn chưa nói lối ra, Diệp Thần đã tới trước người của hắn, rắc rắc. Một tiếng, trực tiếp vặn gãy cổ. Để cho ngươi thất vọng, ta đã không có người nhà. Toàn bộ phòng họp chỉ còn lại Trịnh Cảnh Minh và Diệp Thần hai người, bầu không khí vô cùng ngưng trọng. Trịnh Cảnh Minh nghĩ tới điều gì, vội vàng đứng lên, run rẩy cầm ra bút, ở trên bàn phần kia trên văn kiện ký tên, lại là in dấu tay. Ta ký, ta cái gì cũng ký, chỉ cần ngươi thả qua ta. Chúng ta không thù không oán, ta có thể làm ngươi con rối, ta có thể giúp ngươi điều khiển tập đoàn Thanh Hòa. Tập đoàn tất cả tiền tất cả thuộc về ngươi. Chỉ cần lưu ta một mạng chó. Diệp Thần cười, đi tới trước cửa sổ sát sàn, nhìn Ninh Ba phong cảnh, chắp hai tay sau lưng, một cổ vô hình sát khí phun trào toàn thân. Trịnh Cảnh Minh cũng xem ngu, cái này trên người tại sao có thể có đỏ sát. Mấu chốt thấy tên này trên người vậy cổ đỏ sát, hắn ngay cả hô hấp đều có chút khó khăn. Hồi lâu, một đạo lạnh như băng thấu xương thanh âm ở toàn bộ phòng họp vang lên. Trịnh Cảnh Minh, người thật quên ta là ai chăng? Chẳng lẽ liền 5 năm trước Vân Hồ Sơn Trang cái đêm khuya kia ngươi cũng dám quên sao? Nghe được câu này,
Trịnh Cảnh Minh con người cơ hồ phóng đại, hắn gắt gao nhìn chằm chằm trước cửa sổ sát sàn cái đó người mặc Âu phục chàng trai. Hơn một năm trước thân ảnh đơn bạc tựa như và cái này người thanh niên hình bóng từ từ chồng lên nhau. Càng ngày càng quen mắt. Hắn thân thể cơ hồ run rẩy. Không biết là tức giận, vẫn là kinh ngạc. 5 năm trước, Vân Hồ Sơn Trang. Cái đêm khuya kia, hắn cả đời cũng sẽ không quên. Cái đêm khuya kia, hắn hôn mắt nhìn mình huynh đệ chết ở mình trước mặt. Cái đêm khuya kia, hắn vậy chứng kiến Diệp gia một đêm bây giờ từ Ninh Ba xóa đi. Từ đó về sau, hắn lấy được hắn trăm phương ngàn kế hết thảy. Hắn hưởng thụ quyền thế và kim tiền mang đến khoái cảm. Nhưng là cho dù như vậy, đến mỗi thời điểm đêm khuya vắng người, hắn luôn có thể từ trong ác mộng thức tỉnh. Trong mộng, hắn nhìn thấy cái đó một nhà ba người dương ra máu trong vắt tay hướng hắn tới lấy mạng. Hắn không tin tà, lại càng không tin quỷ hồn tồn tại. Nhưng là giờ khắc này trong mộng quỷ hồn tới thật. Cái đó trước cửa sổ sát sàn tây trang chàng trai xoay người lại, vậy lạnh như băng con ngươi và năm đó Diệp gia tên phế vật kia giống nhau như đúc. Mặc dù khí chất có long trời lỡ đất thay đổi, nhưng là Trịnh Cảnh Minh chắc chắn sẽ không nhận sai. Thanh niên trước mắt chính là Diệp Thần. Cái đó biến mất 5 năm Diệp gia phế vật Diệp Thần. Trịnh Cảnh Minh sợ sau lưng lạnh cả người, lại là di động hai chân, lui đến xó xỉnh, ngươi. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi là người vẫn là quỷ. Diệp Thần khóe miệng phác họa một đạo tà mị nụ cười, từng bước hướng Trịnh Cảnh Minh đi tới. Khi đi đến Trịnh Cảnh Minh trước mặt, hắn bước chân dừng lại, trên cao nhìn xuống nhìn Trịnh Cảnh Minh, nói, 5 năm trước, ngươi hại ta cửa nát nhà tan, chẳng lẽ nhanh như vậy liền đem ta quên sao? Trịnh Cảnh Minh đã hoàn toàn chắc chắn thanh niên thân phận. Hắn há hốc miệng ba, kinh hô, ngươi là Diệp Thần, ngươi. Ngươi lại có thể không có chết. Năm đó ngươi rõ ràng rơi đến hồ Đông Tiền, bị nước sông cuốn đi. Làm sao có thể? Ngươi đang buồn bực ta tại sao không có chết, đúng không? Diệp Thần nhặt lên trên đất một cây súng, trong mắt vô cùng bình tĩnh, hoặc giả là bởi vì là ông trời không muốn để cho ta chết, hắn cảm thấy ta Diệp gia số mệnh không nên tuyệt, cho nên để cho ta còn sống. Trịnh Cảnh Minh không để ý tới hết thảy, vội vàng nói, Diệp Thần, ngươi nghe ta nói, sự việc không phải ngươi nghĩ như vậy, thúc thúc làm sao có thể? Bành! Một tiếng súng vang. Viên đạn xuyên qua Trịnh Cảnh Minh đầu gối, nổ bể ra. Ngươi không phải chú ta, cho tới bây giờ đều không phải là. À, Trịnh Cảnh Minh đau toát ra mồ hôi lạnh, làm hắn thấy đầu gối không ngừng chảy máu, sắc mặt ảm đạm. Hắn trong lòng vô cùng kinh hãi. Cái đó Ninh Ba đỉnh đỉnh nổi danh Diệp gia phế vật lúc nào đổi được như vậy kinh khủng. Tên này khi nào thì bắt đầu tu luyện. Còn nữa, hắn là như thế nào phá vỡ tầng tầng ngăn trở. Đi tới nơi này tầng chót. Mụ, ai có thể nói cho hắn phế vật này 5 năm rốt cuộc đi làm cái gì à? Trịnh Cảnh Minh, ta không quá vui vẻ dùng loại này vũ khí nóng. Diệp Thần tiếp tục nói, một giây kế tiếp, vậy vũ khí trực tiếp bị Diệp Thần tạo thành một đoàn. Gắng gượng tạo thành một đoàn cục sắt. Trịnh Cảnh Minh thấy một màn này, sợ cũng phải lớn hơn đi tiểu không cầm được. Tên này ma quỷ à? Ta càng thích đơn giản thô bạo. Diệp Thần thanh âm rơi xuống. Một giây kế tiếp, hắn một cước dậm ở Trịnh Cảnh Minh khác một cái chân lên, chỉ nghe gặp rắc rắc. Một tiếng, Trịnh Cảnh Minh xương gãy lìa. Máu thịt mơ hồ. Một cái chân hoàn toàn phế. Trịnh Cảnh Minh thật là muốn điên, cường đại đau đớn để cho hắn cơ hồ bất tỉnh, nhưng là Diệp Thần ở trên cổ hắn nhẹ điểm một cái, hắn lại tỉnh lại. Diệp Thần, cầu ngươi thả qua ta đi. Xem ở nhiều năm như vậy phân thượng. Hắn khổ khổ cầu khẩn, hắn không có lựa chọn nào khác. Diệp Thần cười, cười vô cùng điên cuồng, ta tha ngươi, năm đó ngươi tại sao không buông tha ta Diệp gia? Thì tại sao không buông tha ta phụ mẫu? Ta phụ mẫu nơi nào thật xin lỗi ngươi? Bành, Trịnh Cảnh Minh một cái tay vậy hoàn toàn gãy lìa. Hắn đã trở thành một tên phế vật. Trịnh Cảnh Minh muốn cắn lưỡi tự vận, nhưng không làm được. Hắn phát hiện một cổ lực lượng vô hình bao quanh hắn, để cho hắn căn bản không có thể có bất kỳ động tác. Cái này CMN quá đau khổ, hắn loáng thoáng nhớ được mới vừa rồi Diệp Thần không biết điểm hắn nơi nào một chút, sau đó cũng không quản Diệp Thần làm gì, hắn cũng vô cùng thanh tỉnh,
mấu chốt thống khổ cảm vậy tăng cường gấp mấy chục lần không dứt. Trịnh Cảnh Minh, thân thể con người huyệt vị rất huyền diệu, có thể cứu người, cũng có thể giết người, còn có thể để cho người hưởng thụ được vô cùng vô tận thống khổ. Diệp Thần thanh âm cực kỳ bình thản, giống như ở kể lể một kiện cực kỳ chuyện bình thường tình. Người hẳn không biết, Trần gia phụ tử đã bị ta giết, năm đó đám tiệc người sắp đặt Diêu Kim Cốc cũng bị ta giết, ngươi là cái thứ tư, ngươi hẳn cảm giác được vui mừng, dẫu sao ta để cho ngươi sống lâu như vậy. Trịnh Cảnh Minh trong mắt trợn to. Hắn đột nhiên nghĩ đến mấy ngày trước tin tức, Trần gia phụ tử bị giết, vẫn không có tìm được người hiểm nghi phạm tội. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới lại là Diệp Thần làm. Còn nữa, Diệp Thần lại có thể vậy đem vị kia họ Diêu nhân vật lớn giết. Trời à! Họ Diêu tựa hồ cũng là một vị võ đạo tông sư à! Thằng nhóc này là ma quỷ sao? Võ đạo tông sư vậy không buông tha. Hắn chẳng lẽ muốn đem năm đó dính dấp đến Vân Hồ Sơn Trang tất cả mọi người đều giết sao? Người điên, triệt triệt để người điên. Diệp Thần, người giết nhiều người như vậy, ngươi sẽ phải chịu báo ứng. Trịnh Cảnh Minh chật vật đưa tay ra, chỉ Diệp Thần nói. Diệp Thần cười một tiếng, báo ứng. Có thể phải để cho ngươi thất vọng, mạng ta, cả thiên đạo cũng nắm trong tay không được. Có ai tư cách tới bắt? Nói xong, Diệp Thần trong tay xuất hiện 10 cây ngân châm bắn ra, trực tiếp đâm vào Trịnh Cảnh Minh một ít huyệt vị. Trịnh Cảnh Minh cảm giác được thân thể xuất hiện cái gì khác thường, hoảng sợ nói, ngươi đối với ta làm cái gì? Diệp Thần đốt một điếu thuốc, hướng phòng họp cửa đi tới. Khi đi đến cửa lớn thời điểm, chân hắn bước dừng lại, lão đầu nói cho ta qua, thân thể con người huyệt vị có thể để cho thầy thuốc và Diêm Vương cướp số mệnh. Cũng có thể để cho những cái kia thần cao cao tại thượng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Diệp Thần nói xong câu này nói liền biến mất. Cùng hắn sau khi đi, Trịnh Cảnh Minh liền cảm giác được một cổ kinh khủng đau đớn tấn công tới. Hắn thân thể dần dần đỏ lên, như muôn vàn con kiến cắn xé. Loại này đau, cơ hồ phóng đại ngàn lần không dứt. À, hắn thống khổ kêu lên. Hắn thân thể lại là bành trướng lên, không biết qua bao lâu, ầm ầm nổ, hóa là một bãi máu sương mù. Diệp Thần lúc rời đi, đối diện đụng phải một cái ăn mặc sạch sẽ phục, mang mũ lưỡi trai người đàn ông. Hắn có thể cảm giác được đối phương rất nguy hiểm, cho là người thanh môn, mới vừa muốn ra tay, người đàn ông kia trực tiếp tháo cái nón xuống, cung kính nói, điện chủ, là Nam Giang Vương để cho ta tới, ta là người quét đường, đặc biệt phụ trách dọn dẹp một ít đồ không sạch sẽ. Diệp Thần đem chân khí thu hồi, gật đầu một cái. Hắn mặc dù không hy vọng và Nam Giang Vương dính dấp quá nhiều, nhưng là hắn rất rõ ràng, Nam Giang Vương thế lực có thể để cho hắn tiết kiệm đi rất nhiều phiền toái. Hơn nữa hắn sở dĩ và Nam Giang Vương giữ một khoảng cách, chính là hy vọng chi này lực lượng không bị người ngoài biết. Hắn và Nam Giang Vương quan hệ, phải núp ở bóng tối chỗ sâu. Không bị người bất kỳ phát hiện. Mà điện chủ thân phận, chỉ có ở tình huống vạn bất đắc dĩ hạ mới có thể công bố trí. Bất quá hắn ngược lại có chút tò mò, nếu như năm đó những người đó biết tầng này thân phận, lại sẽ là dạng gì diễn cảm. Diệp gia phế vật, ha ha, cái thân phận này ngược lại là mê hoặc không ít người, có lẽ ta còn muốn cảm ơn Sở Thục Nhiên. Bởi vì là nàng năm đó câu nói kia, để cho những thứ này cao cao tại thượng người căn bản sẽ không nghĩ đến Diệp gia phế vật sẽ trở về báo thù. Diệp Thần ngồi thang máy đi tới đại sảnh. Lễ tân cái đó tiểu mỹ nữ một mực ở hết nhìn đông tới nhìn tây, khi thấy Diệp Thần thời điểm, ánh mắt đều có chút sáng lên, vội vàng chào hỏi, tiên sinh, ngài thấy Mạnh Tổng giám liền sao? Diệp Thần giơ lên trên tay văn kiện, hợp đồng đã ký, sau này nói không chừng ta sẽ thường xuyên đến nơi này. Cái đó tiểu mỹ nữ tâm thần run lên, kích động nói, quá tốt. Diệp Thần nhíu mày một cái, ừ. Cái đó tiểu mỹ nữ mới ý thức tới mình thất thố. Sờ một cái lỗ mũi, xấu hổ nói, tiên sinh, còn không biết tên của ngài đâu, ta kêu Mạnh Tiểu Kỳ, sau này nếu như ngài cần trước thời hạn hẹn trước gặp mặt đều có thể liên lạc ta, đây là ta danh thiếp, phía trên có ta WeChat số. Một cái khác lễ tân nhìn một cái Mạnh Tiểu Kỳ cười hì hì nói, Tiểu Kỳ, người cái này không trượng nghĩa nha, mới rồi có cái người đàn ông hỏi ngươi muốn WeChat, ngươi chết sống không cho, tại sao bây giờ ngươi chủ động đưa cho cái này người đẹp trai danh thiếp?
Mạnh Tiểu Kỳ trừng mắt một cái đồng nghiệp, gương mặt đỏ ửng. Diệp Thần thuận tay nhận lấy vậy tấm danh thiếp, cười cười nói, ta kêu Diệp Thần, cảm ơn. Hắn nhưng trong lòng muốn, xem ra sau này vẫn phải nhiều mặc cái này bộ tây trang à, lại có số đào hoa ra chỉ tác dụng. Diệp Thần ra tập đoàn Thanh Hòa, vừa mới chuẩn bị đánh chiếc xe đi tìm Thanh Môn, một cái mảnh khảnh tay đột nhiên từ sau lưng hắn đưa ra, trực tiếp vỗ vào hắn bả vai trên. Diệp Thần. Hắn theo bản năng bắt được cái tay kia, muốn đem người phía sau một cái qua vai té, nhưng là rất nhanh hắn liền dừng lại. Bởi vì là vỗ bả vai hắn người này hắn biết, Ninh Ba bót cảnh sát cảnh hoa Bách Lý Băng. Chỉ bất quá hôm nay Bách Lý Băng không có mặc trước đồng phục, mà là một bộ áo sơ mi lắp thêm bò con, rất là nghỉ ngơi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Diệp Thần hiếu kỳ nói. Bách Lý Băng vặn vẹo một cái tay mình cánh tay, suýt nữa bị Diệp Thần làm chật khớp, nàng liếc một cái Diệp Thần, những lời này hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng, ta ở vùng lân cận thi hành nhiệm vụ, ngươi ngược lại là làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này. Bách Lý Băng lại chú ý tới Diệp Thần tây trang dày ra lối ăn mặc, hơi có chút kinh ngạc, lại nói ơ, ngươi mặc như vậy, ta thiếu chút nữa không nhận ra được, ngươi đây là tới tập đoàn Thanh Hòa tìm việc làm. Bằng ngươi thủ đoạn, còn cần tìm việc làm. Ta hẳn không có nghĩa vụ trả lời của ngươi đi. Nói xong, Diệp Thần liền đi ra bên ngoài. Bách Lý Băng luôn cảm giác không đúng, mới vừa nghĩ đuổi theo đi, bành. Một tiếng kinh thiên vang lớn từ phía trên truyền tới. Bách Lý Băng theo bản năng ngẩng đầu lên, rất nhanh liền phát hiện cao ốc Thanh Hòa tầng chót khói dày đặc cuồn cuộn, thế lửa liễu nguyên. Đột nhiên, trong mắt của nàng tràn đầy kinh hoàng, bởi vì là một cái bóng đen đang nhanh chóng hướng nàng nơi này tới. Nổ trực tiếp đưa đến lầu cuối một khối dáng vóc to kiến trúc hòn đá rơi xuống. Tốc độ nhanh đến mức tận cùng. Bách Lý Băng muốn tránh hiển nhiên không còn kịp rồi. Nàng có thể thấy rõ ràng hòn đá bên trong có từng cây một gãy mất cốt sắt, một khi nện xuống, nàng Bách Lý Băng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn hai chân có chút run rẩy, sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh, nàng nghĩ tới mình vô số loại kiểu chết, dẫu sao làm chuyến đi này liền phải đối mặt rất nhiều nguy hiểm, nhưng là nàng từ không nghĩ tới mình sẽ bi thảm đến bị một khối trời cao đá đập chết. Nàng đến bây giờ thậm chí còn không có lãnh hội qua cái loại đó tình yêu nam nữ vui thích. Ở nơi này ngàn cân treo sợi tóc đang lúc, Diệp Thần động. Hắn tại chỗ hóa là một đạo tàn ảnh, trực tiếp đánh về phía Bách Lý Băng, làm ôm lấy Bách Lý Băng sát na, hắn hai chân bỗng nhiên phát lực. Thân thể trệ không? Bành! Hắn ôm Bách Lý Băng trực tiếp nện ở trên đất, trên mình vậy bộ Armani tây trang vậy bởi vì là ma chảy mấy phần. Đá lớn rơi xuống, ở cách đó không xa mặt đất đập ra một cái hố sâu to lớn. Đám người chung quanh thét chói tai. Bách Lý Băng giờ phút này đầu óc trống rỗng, nàng chưa từng nghĩ Diệp Thần sẽ ở tình huống nguy hiểm như vậy hạ cứu mình. Tên này không muốn sống nữa sao? Hai người rõ ràng không có nửa điểm quan hệ à? Nàng có thể cảm giác được rõ rệt đối phương một cái tay ôm eo, một cái tay nâng nàng cái mông lực lượng. Nếu như đổi thành bình thường, nàng đã sớm nổi giận. Nhưng là giờ phút này, nàng trong lòng chỉ có sống sót sau tai nạn vui mừng. Diệp Thần, cảm ơn, ngươi. Bách Lý Băng nhẹ giọng nói, nàng sắc mặt có chút tái nhợt, hiển nhiên bị sợ quá sức. Diệp Thần bò dậy, ôm Bách Lý Băng đặt ở một bên, nhìn cách đó không xa đá lớn bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Vậy cái gọi là người quét đường chính là như vậy làm việc. Coi như muốn phá hủy chứng cứ vậy không cần phải đem tầng chót cũng nổ đi. Mặc dù như vậy sạch sẽ gọn gàng, nhưng là động tĩnh này cũng quá lớn liền đi, hoàn toàn không để ý tới người khác sống chết. Nếu như hắn không cứu Bách Lý Băng, phỏng đoán thì tương đương với mình hại chết nàng. Không lâu lắm, có mấy cái ăn mặc đồ thường người đàn ông hướng Bách Lý Băng bên này chạy tới, lo lắng nói, đội trưởng. Người có sao không? Bách Lý Băng cái này mới thanh tỉnh lại, sắc mặt khôi phục trong trẻo lạnh lùng, mấy người các ngươi còn lo lắng cái gì? Phía trên phát sinh nổ, lập tức phong tỏa hiện trường, tìm kiếm tiếp viện. Còn có, mấy người các ngươi lập tức đi tra xem tình huống. Đội trưởng. Mấy người vội vàng vọt vào tập đoàn Thanh Hòa. Giờ phút này, toàn bộ tập đoàn Thanh Hòa cũng rối loạn nồi, bên trong nhân viên tất cả đều vọt ra, một mảnh hỗn loạn. Thậm chí xảy ra một ít đạp tai nạn.
Bách Lý Băng đi tới Diệp Thần trước mặt, nhẹ giọng nói, chuyện mới vừa rồi may mà ngươi, còn nữa, trên mình ngươi cái này bộ ác mani, ta sẽ bồi ngươi. Diệp Thần nhìn một cái mình quần áo, lắc đầu một cái, không cần, xem ra ta thật không thích hợp mặc cái này loại quần áo, ngày thứ nhất lại có thể liền phá, ta xem ta vẫn là đàng hoàng mặc mình vậy mấy kiện cũ quần áo tốt. Bách Lý Băng mới vừa muốn nói cái gì, nàng con ngươi có giúp một cái, chú ý tới mấy cái theo đám người lao ra người đàn ông. Những người đàn ông này trong mắt không hoảng hốt chút nào, chỉ có nghiêm túc. Đồng thời, cổ của bọn họ lên xăm phiến thần bí cửa. Người Thanh Môn. Bách Lý Băng đoạn này thời gian cũng đang điều tra cái thế lực này, Thanh Môn nhất định chính là Ninh Ba Ung Thư, nhưng là Ninh Ba cảnh sát căn bản không lấy được có lợi chứng cớ, chỉ biết là Thanh Môn và Ninh Ba tập đoàn Thanh Hòa có chút liên lạc. Cho nên mấy ngày nay, Bách Lý Băng một mực mang mấy tên thủ hạ ở tập đoàn Thanh Hòa vùng lân cận nằm vùng. Bây giờ bị nàng chộp được tốt như vậy cơ hội sẽ tự nhiên sẽ không bỏ rơi. Hắn cũng không đoái hoài tới Diệp Thần, nói thẳng, ta bây giờ có chuyện, chờ xử lý xong lại tới tìm ngươi, chỉ như vậy. Nói xong, Bách Lý Băng lên một chiếc đại chúng xe. Mắt xem những cái kia người Thanh Môn đã lái xe rời đi, nàng tự nhiên muốn theo sau. Nàng rất rõ ràng, những người này như vậy khẩn trương rời đi, nhất định là có nguyên nhân. Nói không chừng chính là đi bọn họ đại bản doanh. Chỉ cần vỗ lấy chứng cớ, liền có thể điều động tăng viện, đến lúc đó đem đám này ung thư một lưới bắt hết. Diệp Thần nhìn Bách Lý Băng thân ảnh đi xa bất đắc dĩ lắc đầu một cái, theo sau chiêu một chiếc xe taxi, nói, sư phụ, đến thành Tây đường Thái Ninh số 112. Tài xế kia ngẩn ra, kinh ngạc nói, tiểu huynh đệ, người đi đâu là làm gì? Nơi đó quá lệch, hơn nữa chỉ có mấy nhà công xưởng bỏ hoang mà thôi, người có phải hay không lầm? Diệp Thần đem 500 đồng tiền đưa tới, nói thẳng, sư phụ, đi ngay ta nói địa chỉ này. Tài xế kia thấy 500 nguyên, cười hắc hắc một tiếng, được rồi. Ngài nói kia đi ngay kia. Hắn chuyến này đại khái chỉ cần 40 bưu phí, cứ như vậy ngày hôm nay liền sạch sẽ được lợi 460, dĩ nhiên tình nguyện. Diệp Thần xuyên thấu qua cửa sổ nhìn tòa kia khói dày đặc cuồn cuộn cao ốc Thanh Hòa, trong mắt híp lại. Ba ngày sau, ta muốn Ninh Ba tất cả mọi người đều biết, người tập đoàn Thiên Chính trở về. Thành Tây đường Thái Ninh, công xưởng bỏ hoang. Bách Lý Băng chú ý tới Thanh Môn xe đã dừng lại, nàng không dám tiếp tục lái đi vào, trực tiếp ngừng xe ở liền một cái chỗ khuất, xuống xe, thận trọng đi theo lên. Ta còn buồn bực tại sao không tìm được đám người này trụ sở chính, nguyên lai ở chỗ này. Bách Lý Băng thân thể nhảy một cái, trực tiếp tránh thoát cửa mấy người cha xem, chui vào. Hắn thực lực đặt ở người bình thường trong mắt tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ, vừa có phong phú phản điều tra kinh nghiệm, muốn tránh thoát cửa điều tra tự nhiên dễ như trở bàn tay. Đến bên trong, nàng phát hiện có rất nhiều container ra ra vào vào, mặc dù trong lòng kinh ngạc, nhưng đã đến người khác bàn cũng không dám bại lộ quá nhiều, chỉ có thể dùng điện thoại di động chụp lén lấy chứng. Nàng vốn định gọi tiếp viện, nhưng phát hiện cái này một phiến khu vực cũng không có tín hiệu, hẳn là bị tận lực che giấu. Rất nhanh, nàng liền thấy từ tập đoàn Thanh Hòa đi ra ngoài vậy mấy cái người đàn ông. Đà chủ đại nhân, Thanh Hòa bên kia xảy ra chuyện, lầu cuối xảy ra nổ, chúng ta an bài ở Thanh Hòa phần lớn người đều chết hết, liền liền Trịnh Cảnh Minh cũng không có sống sót. Một cái trong đó người đàn ông cúi đầu nói. Người đàn ông đứng trước mặt một cái trung niên nam tử người mặc quần áo đen, trên mình phun trào ra một tia võ giả hơi thở. Trung niên nam tử kêu Từ Định Phong, chính là Thanh Môn một vị đà chủ, trông coi tập đoàn Thanh Hòa mấy chi lực lượng. Từ Định Phong hừ lạnh một tiếng, mắng thật là một đám phế vật, chúng ta Thanh Môn ở Thanh Hòa an bài nhiều người như vậy, lại có thể cũng chỉ có các người sống sót. Vậy mấy cái người đàn ông vội vàng quỳ xuống. Đà chủ, chúng ta vậy không biết chuyện gì xảy ra. Nơi đó có vũ khí nóng chập chờn, ta hoài nghi là có cao thủ phải đối phó chúng ta Thanh Môn. Một cái trong đó người đàn ông vội vàng nói. Lời nói rơi xuống. Từ Định Phong một chưởng bấu vào người đàn ông kia thiên linh cái trên. Nói chuyện nam tử ngay tức thì khóe miệng khạc ra một ngụm máu tươi, con người trắng bệch, thân thể hướng phía sau ngã xuống. Cái này còn cần ngươi nói. Rất rõ ràng, chính là có người phải đối phó chúng ta Thanh Môn.
phế vật. Khác một người đàn ông thấy một màn này, hoàn toàn không dám nói tiếp nữa. Từ Định Phong ánh mắt lại rơi vào còn dư lại trên người mấy người. Người cảm thấy các người cũng là phế vật sao? Hắn âm u thanh âm vang lên, làm cho lòng người hàn. Phải. Mấy người kia sợ không dám thở mạnh một cái. Từ Định Phong cười lạnh một tiếng, ánh mắt đột nhiên rơi vào Bách Lý Băng chỗ ẩn thân, nói các người đúng là phế vật, lại còn đem người mang đến nơi này. Núp trong bóng tối Bách Lý Băng sắc mặt đại biến, nàng biết mình bị phát hiện. Một giây kế tiếp, không do dự nữa, trực tiếp hướng lối ra đi. Nếu đã tới, ngươi còn muốn đi ra chúng ta thanh môn sao? Từ Định Phong nổi giận gầm lên một tiếng, chớp mắt bây giờ liền đi tới Bách Lý Băng sau lưng, một móng lộ ra, trực tiếp nắm Bách Lý Băng quần áo, sau đó chợt phát lực, trực tiếp đem Bách Lý Băng bỏ rơi trở về. Bách Lý Băng trong mắt tràn đầy kinh ngạc, tuyệt đối không nghĩ tới đối phương lại là cổ võ giả. Mấu chốt thực lực còn cao với mình. Một giây kế tiếp, nàng mất đi trọng tâm. Chỉ nghe gặp bành, một tiếng, thân thể của nàng nặng nề đập vào vách tường trên. Sắc mặt tái nhợt, Từ Định Phong khóe miệng lau một cái tà cười, từng bước hướng Bách Lý Băng đi tới. Không nghĩ tới lại còn là một người đẹp. Ta đây là tò mò ngươi một cô gái tới chúng ta thanh môn là làm gì? Bách Lý Băng biết bản thân có phiền toái, nàng sớm biết chờ chi viện. Dưới mắt, nàng cơ hồ không có bất kỳ đường lui. Nàng chỉ có thể lấy ra trong tay chứng kiện, lạnh lùng nói, ta khuyên các người bó tay chịu trói. Ta đồng nghiệp đã biết địa phương này, ta một khi xảy ra chuyện, các người thanh môn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nàng vốn lấy là đối phương sẽ kiêng kỵ mấy phần. Lại không nghĩ rằng Từ Định Phong cười lạnh một tiếng, không nghĩ tới lại có thể tới một người vô cùng phẩm nàng, đáng tiếc không có mặc vậy thân đồng phục, nếu không tuyệt đối sẽ rất thoải mái đâu. Bách Lý Băng trên mặt tràn đầy nổi nóng, chợt giơ chân lên, trực tiếp hướng Từ Định Phong đá vào, người tự tìm cái chết. Tốc độ cực nhanh, lại là mang từng cơn sức lực phong. Mắt xem một cước này thì phải đá trúng Từ Định Phong, Từ Định Phong động, hắn tay phải vỗ mạnh một cái. Bách Lý Băng ngay tức thì cảm giác bắp chân truyền tới một hồi đau nhói. Sau đó, Từ Định Phong lại là bắt được Bách Lý Băng chân, chợt quăng ra ngoài. Trực tiếp quăng 7-8 cái thanh môn thủ hạ trước mặt. Bách Lý Băng cảm giác được ngũ tạng lục phủ đều bị tổn thương, chân phải vậy cơ hồ chặn. Thời khắc này nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Từ Định Phong hoạt động nửa mình dưới, lại là mở ra dây nịt ra, nhìn về phía những cái kia thanh môn thủ hạ. Ta cái này làm đà chủ vậy chưa cho thủ hạ nhiều ít phúc lợi, nếu không cái này nàng mọi người ngày hôm nay liền cùng nhau hưởng dụng đi. Những cái kia thanh môn thủ hạ nghe được câu này, cả người cũng phấn khởi tới cực điểm. Dưới người người phụ nữ mặc dù bị thương, nhưng là gương mặt kia và vóc người đơn giản là cực phẩm à. Cảm ơn, đà chủ. Ha ha, đà chủ huy vũ. Bách Lý Băng lòng hoàn toàn rơi xuống đáy cốc. Nàng chết cũng sẽ không để cho những thứ này rác dưới làm nhục. Nàng ngàn không nên vạn không nên hành động đơn độc à. Nàng thậm chí có chút hối hận đi tới cái này địa phương nhỏ. Thật tốt ngây ngô ở gia tộc không tốt sao. Nàng không để ý tới cái gì, giận dữ hét, các người động ta một chút thử một chút, ba ta là Tây Nam quân khu Bách Lý Hùng. Ta ra một chút việc, các người toàn bộ thanh môn đều phải chôn theo. Từ Định Phong ngẩn ra. Hắn nhưng mà nghe qua Bách Lý Hùng uy danh. Đây chính là thủ trưởng cấp bậc tồn tại, coi như kinh thành gia tộc lớn cũng phải cấp Bách Lý Hùng mặt mũi. Mấu chốt đối phương còn là một vị võ đạo tông sư à. Nhưng là lớn mạnh như vậy tồn tại, con gái hắn làm sao có thể sẽ ở Ninh Ba làm cảnh sát. Từ Định Phong cười lạnh một tiếng, ta quản ba ngươi là ai, coi như là Bách Lý Hùng thì như thế nào, chờ một hồi làm chết ngươi. Chúng ta thì biết đem ngươi xử lý sạch sẽ, ai cũng không phát hiện được. Ha ha, mọi người cùng nhau tiến lên. Bách Lý Băng sắc mặt ảm đạm tới cực điểm, nàng thà chết cũng không nguyện ý rơi được loại này bị vũ nhục kết cục à. Mắt xem Từ Định Phong liền muốn đi qua, nàng theo bản năng chuẩn bị cắn lưỡi tự vận. Ngay tại lúc này, một đạo cực kỳ thanh âm lạnh như băng từ trên nóc nhà truyền tới, này, nếu người ta không muốn, tại sao còn muốn mạnh tới? Nghe được cái thanh âm này, Bách Lý Băng trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng. Là Diệp Thần. Đây là Diệp Thần thanh âm.
Từ Định Phong con người đông lại một cái, thân thể cấp tốc lui về phía sau, sau đó hướng đỉnh đầu nhìn. Chỉ gặp một cái ăn mặc Âu phục chàng trai đứng ở một cây cốt sắt trên. Chàng trai chắp hai tay sau lưng, thần sắc sửng dưng, tựa như đại sư. Mấu chốt như vậy sức nặng, cốt sắt lại không có một tia vặn vẹo. Từ Định Phong bản năng cảm giác được vẻ nguy hiểm, móc ra bên hông vũ khí nóng, hướng về phía Diệp Thần, bóp cò. Thằng nhóc, ngươi biết ngươi bây giờ ở đâu sao? Lại dám tới Thanh Môn địa bàn, ta xem ngươi là tìm chết. Diệp Thần khóe miệng phác họa một đạo độ cong, bước chân đạp một cái, cốt sắt vặn vẹo, hắn thân thể trực tiếp từ trời cao nhảy xuống. Sức lực gió lay động, tây trang trực tiếp bị thổi lên, như mang màu đen phi phong. Uyển như thiên thần hạ phàm. Xin lỗi, ta không chỉ muốn tới Thanh Môn, ta còn muốn giết sạch Thanh Môn tất cả mọi người. Giết sạch Thanh Môn tất cả mọi người. Từ Định Phong cười. Tất cả Thanh Môn thủ hạ cũng cười. Cười vô cùng lớn tiếng. Ngươi biết Thanh Môn có nhiều ít cường giả sao? Đừng nói là một vị võ đạo tông sư tới, coi như mấy vị võ đạo tông sư tới, vậy không nhất định động liền Thanh Môn. Một vị Thanh Môn thủ hạ lại còn chỉ trước đã rơi xuống đất Diệp Thần, cười lạnh nói, người mẹ hắn là thứ gì, ngay cả chúng ta Thanh Môn cũng dám động. Hắn chính là muốn biểu hiện cho đà chủ xem. Nếu như không cẩn thận đưa cái này tiểu tử cuồng vọng chém giết, đà chủ mở một cái lòng nói không chừng liền ban thưởng cái gì cho hắn. Hắn hai chân phát lực, cả người giống như báo săn mồi vậy, nếu như mãnh hổ xuống núi thế, đi thẳng tới Diệp Thần trước mặt. Hai quả đấm nhốn nháo trước kinh khí, một quyền hướng Diệp Thần mặt đập tới. Một quyền này một xem lực đạo chừng mấy trăm cân, chỉ cần nện xuống, Diệp Thần hẳn phải chết. Có thể đi vào Thanh Môn, làm sao có thể không chút thực lực. Mép người kia lộ ra lau một cái nụ cười tàn nhẫn. Hắn thích giết người, càng thích nhìn người khác không giúp chết ở trên tay hắn. Ngay tại quả đấm sắp chạm được Diệp Thần nháy mắt, Diệp Thần động. Hắn ánh mắt run lên, thân thể hơi một bên, quả đấm chỉ như vậy sát bên người mà qua. Đồng thời, hắn chân trái bước ra, đầu gối cong, trực tiếp nện ở người kia bụng trên. Bành! Người nọ chỉ cảm thấy một cổ cực kỳ nhọn đau đớn truyền khắp toàn thân, ngũ tạng lục phủ tựa như đều bị một cổ lực lượng dạo dực chạy đi. Hắn cũng không nhịn được nữa, khạc ra một ngụm máu tươi. Nhưng là hết thảy các thứ này vẫn chưa kết thúc, Diệp Thần bàn tay lộ ra. Trực tiếp nắm đối phương thân thể, một giây kế tiếp, chợt hướng Bách Lý Băng chung quanh Thanh Môn đệ tử đập tới. Cái này đập một cái thật là mang theo Hoành Tảo Thiên Quân thế lực. Không thể địch nổi. Bành! Chớp mắt bây giờ, những cái kia đối với Bách Lý Băng có ý tưởng Thanh Môn đệ tử toàn đều ngã xuống đất, người ngưỡng mã phiên. 3 giây. Toàn bộ quá trình chỉ dùng 3 giây. Bên trong phòng phần lớn Thanh Môn đệ tử cũng mất đi năng lực tác chiến. Đây cũng quá qua kinh khủng đi. Bách Lý Băng dương cái miệng nhỏ nhắn, mắt đẹp đều là kinh hãi. Nàng bởi vì là ra đời quan hệ, từ nhỏ liền cùng võ đạo tiếp xúc, sau khi trưởng thành, lại là làm đặc cảnh, đối với chiến đấu không có ai so nàng càng có quyền lên tiếng. Nàng phát hiện trước mắt Diệp Thần mỗi một cái động tác cũng vô cùng dứt khoát lưu loát, không có một tia sặc sỡ, nhất định chính là một đầu máy chiến đấu vậy. Ninh Ba tại sao có thể có người đáng sợ như vậy? Nàng biết Diệp Thần chính là năm đó rơi xuống hồ Đông Tiền cái đó Diệp gia phế vật. Nhưng là ngắn ngủi 5 năm, một tên phế vật là như thế nào trưởng thành đến như thế kinh khủng đến nước. Coi như ngày ngày tu luyện và chiến đấu cũng không khả năng à. Bót bót bót, một hồi tiếng vỗ tay đột nhiên vang lên. Từ Định Phong vỗ tay hướng Diệp Thần đi tới, không nghĩ tới Ninh Ba lại có người cường giả loại này. Xem ra vẫn là phải ta ra tay mới được à. Hắn từ chiến đấu mới vừa rồi trong, đã đại khái nhìn thấu Diệp Thần tu vi, hẳn là nội kình đỉnh phong. Hoa Hạ cổ võ cảnh giới phân là, ngoại kình, nội kình tiểu thành, nội kình đại thành, nội kình đỉnh phong, nửa bước hóa cảnh tông sư. Mà hắn vừa vặn so Diệp Thần cao một cảnh giới, nửa bước hóa cảnh. Đây cũng là hắn lên làm Thanh Môn đà chủ một trong những nguyên nhân. Ở Ninh Ba, dưới tông sư, hắn cơ hồ vô địch. Cho nên trước mắt cái thằng nhóc này, hắn không để ý chút nào. Thằng nhóc, ta bỏ mặc ngươi là ai, tới từ nơi nào, chỉ cần ngươi quỳ xuống ta trước mặt, ta liền.
Lời còn chưa nói hết, hắn phát hiện Diệp Thần đã động. Ngươi quá nhiều lời nhảm nhí. Diệp Thần thanh âm vô cùng lạnh như băng, giống như tử thần kêu nhẹ. Chỉ gặp Diệp Thần tại chỗ hóa là một đạo tàn ảnh, chớp mắt bây giờ liền xuất hiện ở trước mặt hắn, một quyền đánh ra. Từ Định Phong cũng không đoái hoài tới khác, cuồn cuộn kinh khí tạo thành, một quyền đập ra ngoài. Ngươi chính là nội kình đỉnh phong lại có thể cũng dám và ta đối quyền, ngươi cái này cái rác dưới, đi chết đi. Bành! Hai quyền đụng vào nhau. Một giây kế tiếp, Từ Định Phong tự tin gương mặt cơ hồ vặn vẹo. Là đau vặn vẹo. Lại là chuyển là sợ hãi. Hắn cảm giác được một cổ cực kỳ kinh khủng lực lượng xông vào tay hắn cánh tay. Hắn xương toàn bộ vỡ vụn. Đúng cánh tay máu thịt tiệm nhiễm. Trực tiếp bị gắng gượng đập gãy. Ngươi lại có thể không phải nội kình đỉnh phong, ngươi là tông sư. Lời còn chưa nói hết, Diệp Thần một trưởng vỗ ở hắn đầu lâu trên, hắn khóe miệng khạc ra một ngụm máu tươi, trong mắt dữ tợn, thân thể lại là nặng nề ngã trên đất. Hoàn toàn tĩnh mịch, ta nói, ngươi quá nhiều lời. Diệp Thần bỏ lại một câu nói, liền hướng Bách Lý Băng đi tới. Như thế nào? Có không có thương tổn được chỗ hiểm. Diệp Thần đem Bách Lý Băng bế lên, sau đó, nhẹ nhàng đặt lên cách đó không xa trên ghế salon. Bách Lý Băng lắc đầu một cái, tay thanh tú theo bản năng đè ở trên đùi, ta không có chuyện gì, đúng rồi, ngươi làm sao? Làm sao tới nơi này? Cũng lúc này, liền đừng cho ta trang. Diệp Thần trực tiếp đem Bách Lý Băng tay cầm mở. Xé kéo, một tiếng. Hắn trực tiếp bạo lực đem Bách Lý Băng quần vỡ ra tới, ngay tức thì, một đôi thon dài thêm trắng nõn bắp đùi bại lộ ở Diệp Thần trước mắt. Thậm chí liền màu hồng nội y nhỏ cũng lộ ra. Ngạch, lại là Peppa Pig hình vẽ. Diệp Thần ngẩn ra, chợt ngoài miệng nín một nụ cười châm biếm. Chẳng ai nghĩ tới một cái như này sấm rền gió cuốn bót cảnh sát đội trưởng lại có thể sẽ mặc loại này phong cách quần lót. Bách Lý Băng gương mặt như trái táo đỏ vậy. Vội vàng cầm vải rách ngăn trở mình nửa người dưới, lại là tức giận nói, Diệp Thần, người đang làm gì? Người phải thừa dịp người gặp nguy sao? Người tên tiểu nhân hèn hạ này, tin không tin? Hắn thanh âm hơi ngừng. Bởi vì là nàng cảm giác được Diệp Thần bàn tay nhẹ nhàng ở bắp đùi của nàng lên vuốt ve, đồng thời có một cổ nhiệt lưu ở trong thân thể không ngừng nhốn nháo. Nàng có thể cảm giác được rõ rệt nhiệt lưu xuất hiện, để cho nàng bắp đùi đau đớn dần dần giảm bớt. Nguyên bản không thể hoạt động bắp đùi, giống như bị hồi phục vậy, lại tràn đầy sức sống. Cái này, Bách Lý Băng mắt đẹp đều là kinh ngạc, nghi hoặc. Nàng không hiểu Diệp Thần đến tột cùng là làm sao làm được, trên cái thế giới này còn có loại này y thuật thần kỳ. Nàng thật là chưa bao giờ nghe. Nhiệt lưu thậm chí từ từ chui vào hắn toàn thân, một loại trước đó chưa từng có cảm giác thư thích tấn công tới. Nàng thậm chí không nhịn được rên rỉ đứng lên, tương đương rất thoải mái. Nói ra những lời này nháy mắt, nàng vội vàng che miệng, nàng phát hiện Diệp Thần đang nhìn chằm chằm mình xem. Bách Lý Băng, người tại sao có thể ở trước mặt một người đàn ông phát ra loại thanh âm này? Mắc cỡ chết người. Người xuống đi một chút, cảm giác thế nào? Diệp Thần nói. Bách Lý Băng gật đầu một cái, nàng thử nghiệm tính đứng lên, không có chút nào chỗ đau. Lại có thể khỏe thật. Nàng lại nhảy một chút, hoàn toàn không có bất kỳ thương thế. Nàng thậm chí giơ cao chân đá một cước, mới vừa đá ra, nàng mới chú ý tới mình quần đã bị xé ra, vừa nhanh tốc thu hồi chân thon dài. Cái đó, Diệp Thần, cảm ơn nhiều, ngươi tại sao có thể có thủ đoạn thần kỳ như vậy, nếu như ngươi đi làm bác sĩ? Tuyệt đối. Nàng lời còn chưa nói hết, Diệp Thần cũng đã xoay người rời đi. Diệp Thần, người cái này là muốn đi đâu? Diệp Thần bước chân dừng lại, không quay đầu lại, nói ta nói phải giải quyết người thanh môn, người đừng theo kịp, ta sẽ không cứu ngươi lần thứ hai. Còn nữa, điện thoại di động này cho ngươi, phải cùng thanh môn có chút quan hệ. Diệp Thần đem túi điện thoại di động ném ra ngoài, đây là từ những cái kia nước Mỹ người trên tay lấy được, đồ vật bên trong đối với Ninh Ba Bót cảnh sát mà nói phải hữu dụng. Bách Lý Băng theo bản năng nhận lấy Diệp Thần ném tới điện thoại di động, đôi mi thanh tú một nhăn mày. Nàng liếc mắt liền nhìn ra điện thoại di động này là nước Mỹ gián điệp chuyên dùng điện thoại di động. Coi như và thanh môn không liên quan,
bên trong tất cả đều là một ít quốc gia cơ mật văn kiện. Mấu chốt Diệp Thần là từ chỗ nào lấy được? Nàng không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp hướng lối ra đi tới. Nàng phải lập tức hướng tổng bộ báo cáo, dẫu sao chuyện này quá lớn. Vốn lấy là bên ngoài còn có chút thanh môn thủ hạ, nhưng là làm nàng đi ra bên ngoài, nhưng phát hiện trên đất nằm một cái cổ thi thể lạnh như băng. Ước chừng mấy chục người. Những người này lại có thể tất cả đều bị Diệp Thần giải quyết. Bách Lý Băng theo bản năng che miệng, coi như hắn công tác để cho nàng thấy quen người chết, thấy một màn trước mắt vẫn là có chút kinh hãi. Nàng thậm chí phát hiện những thi thể này có một đạo cộng tính, đó chính là trên cổ lau một cái vết máu, tựa như bị người một kiếm phong hầu. Mấu chốt nàng căn bản không có thấy Diệp Thần trên tay có bất kỳ vũ khí. Đột nhiên, nàng con người co rúm một cái, chú ý tới mấy mảnh dính máu tươi lá cây. Thậm chí có mấy lá cây còn rơi vào mặt đất mấy cm. Giống như đinh đi lên thiết mảnh vậy. Cái này, đây là hái lá tổn thương người. Cho dù Bách Lý Băng biết Diệp Thần rất mạnh, nhưng là như thế giết người vậy quá khoa trương đi. Nàng căn bản không vừa định giống lúc đó hình ảnh. Đám người này có bao nhiêu tuyệt vọng. Trong óc nàng đột nhiên nghĩ đến Từ Định Phong trước khi chết thật giống như nói ra tông sư hai chữ. Chẳng lẽ Diệp Thần là một vị võ đạo tông sư? Hoa Hạ có tuổi trẻ như vậy tông sư sao? Vô số nghi ngờ ở Bách Lý Băng đầu óc quanh quẩn, nàng sâu đậm nhìn một cái công xưởng bỏ hoang, sau đó liền bước nhanh hướng giấu xe địa phương đi tới. Nàng biết, Diệp Thần ngày hôm nay có thể thật muốn giết sạch người thanh môn. Cùng lúc đó, Diệp Thần mang Từ Định Phong thi thể, thông qua thang máy phân biệt, trực tiếp xuống đến âm 3 tầng. Căn cứ Diệp Lăng Thiên tin tức, chân chính thanh môn trụ sở chính ngay tại âm 3 tầng, phía trên chẳng qua là che giấu tai mắt người tồn tại. Đinh! Thang máy cửa mở ra. Có mấy vị ở cửa thang máy trông nom thanh môn cường giả vừa định và Từ Định Phong chào hỏi. Nhưng phát hiện Từ Định Phong thi thể trực tiếp té ở cửa. Mấy người kia sắc mặt đại biến. Vừa định giữ vang bên hông điện thoại vô tuyến, một đôi bàn tay trực tiếp từ trong thang máy đưa ra ngoài. Rắc rắc, một tiếng, vậy hai bàn tay trực tiếp vặn gãy tay hắn cánh tay, lại là đem cánh tay hắn quấn hắn cổ trên, lại nghe gặp rắc rắc. Một tiếng, toàn bộ thân thể ngã trên đất. Hoàn toàn chết. Mấy người còn lại vậy ngay tức thì mất đi năng lực tác chiến. Diệp Thần hướng bên trong đi tới. Đến mức đều bị hắn dễ như trở bàn tay chém chết. Vòng ngoài một ít thanh môn thủ hạ, thực lực căn bản không mạnh, nhiều lắm là nội kình đại thành, và Từ Định Phong so sánh, kém quá nhiều. Hắn vốn không muốn giết những thứ này nhỏ rồi. Nhưng là làm hắn nghe được cái này những người này nói chuyện phím nội dung, đều là gian giết, cướp đoạt loại, có vài người thậm chí ở kế hoạch thứ 7 chủ nhật đi cướp đoạt mấy cái thành đại học cô gái tới hưởng thụ. Hắn thay đổi chú ý. Hắn không cái gì người lương thiện, vậy không muốn làm cái gì anh hùng, nhưng là để cho hắn khó chịu, hắn một cái cũng sẽ không lưu. Đây là hắn nguyên tắc. Bất chi bất giác, hắn vậy bộ Armani Tây Trang đã dính đầy máu tươi, Diệp Thần cả người giống như từ biển máu bên trong bò ra vậy. Cùng lúc đó, âm 3 tầng chỗ sâu nhất, thanh môn tổng đà. Tổng cộng 11 cái ghế. Hai bên tất cả 5 cây. Phân biệt ngồi thanh môn bất đồng nhân viên nồng cốt. Những người này cũng là thanh môn cao thủ mạnh nhất. Mà phía trên nhất một cái ghế thái sư, ngồi một cái đầu phát xám trắng, cả người trung sơn trang ông già. Ông già xúc trước một toát ngắn mà cứng rắn râu cá chê, một đôi tông màu nâu ánh mắt lõm sâu ở hốc mắt bên trong, từ xa nhìn lại, uy nghiêm 10 phần. Đột nhiên, ông già lên tiếng, hắn thanh âm giống như cổ gõ chuông, hùng hậu có lực. Mới vừa rồi ta nhận được điện thoại, tập đoàn Thanh Hòa xảy ra chuyện, không chỉ chúng ta còn rối chết, vậy mấy cái nước Mỹ người cũng đã chết, còn như chuyện nguyên nhân còn đang điều tra, ta có dũng khí dự cảm bất tường. Có người muốn đối với chúng ta thanh môn ra tay. Ngồi ở bên phải cái thứ hai trung niên nam tử đứng lên, nói, môn chủ, chúng ta thanh môn cắm rễ Ninh Ba lâu như vậy, lại là từ từ đem thế lực phát triển đến tỉnh Chiết Giang, ai dám động chúng ta tay. Phải biết chúng ta thanh môn chính là Ninh Ba địa đầu xà, những cái kia đánh chúng ta chủ ý đều chết hết. Bên trái một cái trường bào ông già cũng đứng lên, môn chủ, thuộc hạ nguyện ý chờ lệnh đi điều tra. Bất kể là nguyên nhân gì,
ta nhất định đem cái đó phía sau màn thế lực bắt tới. Người còn lại rối rít đứng dậy, biểu đạt thái độ. Phần lớn đều là khinh thường. Dẫu sao Thanh Môn sừng sững Ninh Ba lâu như vậy, cảnh sát và phía chính phủ lực lượng cũng không dám động bọn họ, ai dám. Trọng yếu nhất chính là bọn họ môn chủ nhưng mà một vị võ đạo tông sư, không chỉ như vậy, bọn họ còn có hai vị chuẩn tông sư cường giả. Mặc dù còn chưa bước vào, cũng không thể nhỏ thứ. Thanh Môn môn chủ thở dài một hơi nói, ta sợ không phải Ninh Ba thế lực, ta sợ càng phía trên lực lượng. Trường Bào ông già chau mày, kinh ngạc nói, môn chủ, cái này không thể nào đi, Ninh Ba và phía trên những địa phương kia so với hoàn toàn là địa phương nhỏ, ai sẽ vừa ý nơi này. Ngoài ra mấy vị Thanh Môn cường giả vừa định tỏ thái độ, Thanh Môn môn chủ làm thủ hiệu chớ có lên tiếng. Do dự hồi lâu, môn chủ mới nói, còn lại thế lực ta cũng không sợ, ta chỉ sợ một người, đó chính là Nam Giang Vương Diệp Lăng Thiên. Nghe được cái này thanh âm, cả thế giới đều yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đều biết mấy chữ này ý vị như thế nào. Nam Giang Vương, nắm trong tay toàn bộ tỉnh Chiết Giang thế lực dưới đất. Lại là không ngừng đem lực lượng hướng kinh thành kéo dài. Loại này đồ vật khổng lồ nếu như muốn nhằm vào bọn họ. Bọn họ liền sống tư cách cũng không có. Nhưng là điều này có thể sao? Nam Giang Vương làm sao có thể nhìn tại Ninh Ba cái này địa phương nhỏ? Toàn người tỉnh Giang Nam đều biết, hắn mục tiêu không có ở đây tỉnh Chiết Giang, cũng không ở Kinh Thành, mà là cả Hoa Hạ. Truyền thuyết này ở giữa người đàn ông muốn nắm trong tay Hoa Hạ thế cục, điều khiển hết thảy. Môn chủ, ta cảm thấy ngài suy nghĩ nhiều. Ngài sở dĩ như thế nghĩ chắc là bởi vì là mấy ngày trước Nam Giang Vương tới Ninh Ba đi, theo ta nói biết, Nam Giang Vương chỉ bất quá vì gặp vậy câu lạc bộ Ngự Hào Đà Gia mà thôi, dẫu sao Đà Gia là thủ hạ hắn. Chỉ mong đi, Thanh Môn môn chủ như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, chợt nghĩ tới điều gì, lại nói, nhóm kia thuốc giả sự việc thế nào. Đông Nam Á đám người kia hẳn chuẩn bị xong chưa? Môn chủ xin yên tâm, bên kia vạn sự đã sẵn sàng. Chỉ thiếu gió đông, chỉ cần đem thuốc dẫn xuống sông thành, chúng ta kiếm cũng không phải là mấy trăm triệu vấn đề, đây chính là mấy tỷ. Ha ha! Cả nhà tất cả mọi người đều nở nụ cười. Tập đoàn Thanh Hòa dù là vứt bỏ, cũng không có quan hệ. Bởi vì là chỉ muốn cái này hạng mục thành công, bọn họ Thanh Môn chính là lớn nhất người được lợi, còn như những cái kia nửa chết nửa sống bệnh nhân, nhốt bọn họ Thanh Môn chuyện gì. Liền tại tất cả người đắm chìm vui sướng lúc đó, bành. Một tiếng, một đạo kinh thiên vang lớn tại tất cả người nhĩ tế nổ tung. Chỉ gặp cách đó không xa cửa trực tiếp chia năm xẻ bảy. Vô số mạt gỗ hướng tại chỗ mỗi một người bắn tới, có chút thậm chí như mũi tên vậy đâm vào trên tường. Nhập mộc ba điểm. Ai có thể ngờ tới Thanh Môn tổng đà cửa đều có người dám phá. Tìm không chết được. Rốt cuộc là ai tìm chết? Bên ngoài đám phế vật kia làm sao không ngăn cản. Ta đây muốn xem ai dám phá Thanh Môn. Cả nhà đập ra nồi, lại là rối rít hướng cửa nhìn lại. Vô số mạt gỗ và bụi bặm trong dần dần hiển lộ ra một đạo thân ảnh. Khi thấy rõ thân ảnh kia, mỗi một người đang ngồi đều ngơ ngẩn. Cái bóng người này đủ để thành là bọn họ cả đời này mộng yểm. Đó là một cái người mặc âu phục lãnh ngạo chàng trai. Tây trang trên đều là máu tươi. Giống như trong biển máu mò ra vậy. Tay của thanh niên xách một cái máu trong vắt thi thể, nhẹ nhàng một vung, trực tiếp nhét vào trước mặt bọn họ. Chính là một vị Thanh Môn nồng cốt cao tầng. Hắn nhưng mà nửa bước hóa kính thực lực à. Nhưng là giờ phút này đã chết. Thanh Môn những người còn lại hẳn đều ở nơi này đi. Một đạo lười biếng thanh âm từ chàng trai trong miệng khạc ra. Sau đó, chàng trai móc túi ra một điếu thuốc, chậm rãi đốt, quỷ dị chính là tay hắn lên lại có thể không có dính vào một tia máu tươi. Giết nhiều người như vậy, tay làm sao biết giọt máu không dính. Sau đó, chàng trai từng bước hướng bọn họ đi tới. Bước chân rất nhẹ, nhưng là cả thế giới tựa như đều là người thanh niên kia bước chân. Giờ phút này tất cả mọi người tầm mắt cũng không có nhìn về phía chàng trai, mà là nhìn về phía hắn sau lưng. Bọn họ thấy ngoài cửa nằm một cái cổ thi thể. Ngổn ngang. Không có người nào đứng. Tất cả Thanh Môn thủ hạ toàn bộ tiêu diệt.
lực một người giết sạch thanh môn tất cả mọi người. Tên này là ma quỷ sao? Một cổ chết ý lan tràn ở cả nhà, tạm thời bây giờ lại không có người nói chuyện. Không biết qua bao lâu, thanh niên bước chân dừng lại, một vị thanh môn cường giả cái này mới tỉnh hồn lại, thân thể chợt xông ra ngoài, bên hông đoản đao một chuyển, mang theo từng cơn kình khí hướng Diệp Thần cổ bổ tới. Một dao dưới, hữu tử vô sanh. Ai cho ngươi tự tin? Diệp Thần thanh âm nhàn nhạt rơi xuống, một giây kế tiếp, thân thể lui về phía sau một bước, sau đó cánh tay lộ ra, trực tiếp nắm tay đối phương cổ tay. Vậy thanh môn cường giả hiển nhiên cũng không phải ăn chay, bước chân trên đất đạp dậy, thân thể 90 độ vặn vẹo, bay lên không một cước hướng Diệp Thần bả vai hung hăng đè xuống. Xông ta thanh môn, chết! Một cước này có chừng mấy trăm cân lực lượng, một khi nện xuống, hắn có lòng tin để cho trước mặt tiểu tử thành là phế nhân. Diệp Thần khóe miệng phác họa một đạo độ cong, một cái tay khác lộ ra, trực tiếp nắm đối phương mắt cá chân. Cường đại lực trùng kích ở tay hắn bên trong ngay tức thì dừng lại. Vậy thanh môn cường giả sắc mặt đại biến, hắn con ngươi lại là xuất hiện một màn kinh hãi. Mình chém vân chân lại có thể bị đối phương cản lại. Hơn nữa còn là dễ như trở bàn tay cản lại. Làm sao có thể? Do không được hắn kinh ngạc, Diệp Thần bỗng nhiên phát lực, chợt đem trên tay người đàn ông nện xuống đất. Đồng thời bước chân giơ cao, bỗng nhiên đánh xuống. Phốc! Một cước rơi xuống, cái đó thanh môn cường giả trong miệng khạc ra từng ngụm máu tươi, trực tiếp ngất đi. Giờ khắc này, cả nhà rơi vào yên tĩnh, ngay cả tiếng hô hấp cũng không có. Tất cả thanh môn cường giả toàn trợn to hai mắt, giống như pho tượng, ngây ngốc lăng tại chỗ. Dám làm bọn họ mặt giết người, thằng nhóc này rốt cuộc có bao nhiêu cuồng. Thanh môn môn chủ đột nhiên đứng lên, vậy đục ngầu trong mắt nổ bắn ra ra một đạo ý định giết người. Thanh môn thành lập dòng dã 10 năm. Ai dám ở trước mặt hắn giết người? Cho tới bây giờ không có. Thằng nhóc, ngươi có phải hay không quá mức? Ta thanh môn và ngươi không thù không oán, vì sao phải ra này ngoan thủ? Môn chủ thanh âm lạnh như băng như lôi âm cuồn cuộn rơi xuống, những cái kia thanh môn cường giả vậy xúc thế đãi phát. Chỉ cần môn chủ một câu nói, lập tức lên đường chém chết người này. Qua, Diệp Thần đem trong miệng khói dập tắt, trên tay các người thuốc giả, những cái kia chết đi đàn bà và con nít, chẳng lẽ cũng không qua sao? Môn chủ bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nghe ra đối phương tựa hồ là tới hành hiệp trượng nghĩa, liền nói, thằng nhóc, cho dù ngươi cả người tu vi thì như thế nào? Cái thế giới này không có người nghĩ đơn giản như vậy, nắm quyền trong tay lợi mới là vương đạo. Ngươi nếu như muốn tới thanh môn khuông phủ tránh nghĩa, vậy ngươi đến nhầm. Thanh môn lại kêu tử môn, người tiến vào, đều chết hết. Không quá ta xem ngươi thực lực không tệ, chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập thanh môn, bên ngoài những người đó và chuyện, ta đều nguyện ý không nhắc chuyện cũ. Không chỉ như vậy, ta còn nguyện ý cho ngươi ở nhà này bày một cái ghế. Nghe được câu này, chung quanh thanh môn cường giả cũng không bình tĩnh. Môn chủ đây là dự định mời chào thằng nhóc này à, mấu chốt trả lại cho đối phương gia nhập tổng đà nồng cốt quyền lợi trung tâm điều kiện à. Vị trí này nhưng mà bọn họ đánh 10 năm giang sơn, chảy máu chảy mồ hôi hợp lại tới. Thằng nhóc này có tài đức gì? Môn chủ, người này sát tâm nặng như vậy, không thể à. Môn chủ, đúng vậy, thu thằng nhóc này, tương đương với dưỡng hổ vi hoạn à. Tất cả mọi người đều lên tiếng khuyên nhủ. Nhưng là môn chủ một cái ánh mắt trợn mắt nhìn đã qua, bọn họ lại không dám nói tiếp nữa. Môn chủ tự nhiên có hắn cân nhắc, hắn đã cảm nhận được Diệp Thần tu vi, vô cùng có thể tông sư cảnh. Nếu như thanh môn nhiều đi nữa một vị tông sư, vậy tiến vào tỉnh Chiết Giang thật sự có cơ hội. Thanh môn ngày hôm nay tổn thất mấy trăm người cũng không bằng nhiều một vị tông sư trọng yếu. Giờ khắc này, tất cả ánh mắt cũng tập trung ở Diệp Thần trên mình. Chờ đợi hắn câu trả lời. Lại không nghĩ rằng Diệp Thần cự tuyệt. Hắn nhìn về phía thanh môn môn chủ, nhàn nhạt nói, muốn ta gia nhập thanh môn. Các người cũng phối hợp. Còn nữa, sau ngày hôm nay, Ninh Ba lại không thanh môn. Vô cùng cuồng ngông. Hết sức phách lối. Lời nói rơi xuống, Diệp Thần động, hắn thân thể trực tiếp ở đó chút thanh môn trong cường giả rời rạc. Đây là một môn khinh công pháp quyết. Tên là Thương Long Huyễn Thân Quyết,
có thể đem người tốc độ lên đến mức tận cùng, vậy cao thủ căn bản không sợ tới ống tay áo. Hắn không dám xem thường. Mặc dù hắn tu luyện công pháp cực kỳ bá đạo, thực lực vậy vượt xa võ đạo tông sư, nhưng là vậy thanh môn môn chủ và còn lại mấy vị cường giả liên hiệp, vẫn là có chút nguy hiểm. Hắn phải đem những người này lập tức chém chết, không cho bọn họ liên hiệp cơ hội. Chỉ gặp Diệp Thần ngay tức thì xuất hiện ở một vị thanh môn cường giả trước mặt, chân khí bọc toàn bộ cánh tay, một quyền hung hăng đập ra. Phốc! Người nọ trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, đụng vào tường, mất đi sức sống. Đồng thời, Diệp Thần đã tới còn lại mấy vị thanh môn cường giả trước mặt, bước chân đạp một cái, thân thể nhảy lên, đùi phải mang theo chân khí cuồn cuộn, lấy hoành tảo thiên quân thế hướng những cường giả này bổ tới. Đến mức, một mảnh hỗn độn. Có mấy vị thanh môn cường giả đầu lâu lại là gắng gượng đầu bị hắn một cước đánh xuống. Nhìn thấy mà giật mình. Cả nhà máu tanh nồng nặc vị tràn ra, làm cho lòng người sợ hãi. Một phút sau đó, cả nhà đứng chỉ có hai người. Diệp Thần, thanh môn môn chủ, người sau trong mắt chỉ còn lại vô tận sợ hãi và rung động. Hắn không phải là không muốn ra tay, mà là hắn ra tay cũng vô ích à. Đối phương thủ đoạn cực kỳ thô bạo, hơn nữa mỗi một chiêu đều là sát chiêu, trực thủ tánh mạng. Xông lên ở trong đám người, nhất định chính là máy giết người. Làm sao ra tay? Càng là mấu chốt là, Diệp Thần nhịp bước, hắn căn bản xem không hiểu à, giống như tại chỗ xuất hiện không mấy đạo tàn ảnh vậy. Rất nhiều thanh môn cường giả chính là lấy là tàn ảnh là Diệp Thần đây, một chiêu chém xuống, nhưng rơi vào khoảng không. Ngược lại vì vậy lộ ra sơ hở, rơi vào chỗ chết. Vậy hắn bây giờ phải nên làm như thế nào? Theo như đối phương đánh. Nói dễ, thật đánh, lấy thanh niên này cổ tay chi hung ác. Hắn không chống nổi ba chiêu. Thanh môn môn chủ cả người cũng già mấy phần, hắn lui về phía sau mấy bước, đặt mông ngồi ở ghế thái sư trên. Ngươi rốt cuộc là ai? Diệp Thần nhưng lạnh lùng liếc hắn một cái, thanh âm u hàn, Ninh Ba Diệp gia, Diệp Thần. Ninh Ba Diệp gia, Diệp Thần. Thanh môn môn chủ nghe được mấy chữ này, tựa như gặp quỷ giống vậy nhìn Diệp Thần. Ninh Ba Diệp gia. Ninh Ba có thể có mấy cái Diệp gia? Trừ cái đó 5 năm trước bị diệt môn Diệp gia trở ra còn có ai? Diệp Thần, danh tự này hắn vậy rất là quen tai. Năm đó Ninh Ba phát sinh sự kiện kia, hắn cũng có nơi biết rõ, chết ba trong lỗ, thì có một cái kêu là Diệp Thần. Chỉ bất quá nghe nói vậy Diệp Thần là một vòng bài xích phế vật, dưới mắt làm sao có thể thành là một vị võ đạo tông sư. Đột nhiên, hắn nghĩ tới điều gì? Hắn rốt cuộc rõ ràng đối phương tại sao phải đối với thanh môn đuổi tận giết tuyệt. Chỉ vì là tập đoàn Thanh Hòa đời trước chính là tập đoàn Thiên Chính. Mà tập đoàn Thiên Chính, 5 năm trước chính là Diệp gia sản nghiệp. Năm đó càng bị bọn họ thanh môn và một ít Ninh Ba thế lực tự tay từng bước xâm chiếm. Cái này Diệp Thần, lại có thể hồi tới báo thù. Giờ phút này, thanh môn môn chủ trên mặt không có chút nào màu máu, hắn sớm hẳn nghĩ tới. Từ tập đoàn Thanh Hòa xảy ra chuyện bắt đầu, hết thảy đều bị người đàn ông này nắm trong tay. Nhưng là ai có thể nghĩ đến, một người chết lắc mình một cái lại trở thành một vị võ đạo tông sư. Lại là mang sát khí ngút trời trở về báo thù. Diệp Thần từng bước đến gần, trong mắt vô cùng bình thản, tựa như tiếp theo phải làm là một kiện vô cùng tầm thường chuyện nhỏ. Ngay tại hai người chỉ có một bước chi diêu thời điểm, thanh môn cửa chủ động. Hắn không có lựa chọn, dù sao đều phải chết, còn không bằng lấy số mệnh tương bác. Hắn chợt đứng dậy, bước chân ở trước người nhẹ một chút, toàn bộ thân thể mang theo dậy một hồi kình khí nhảy lên, đồng thời, tay phải chợt bắt dưới người ghế thái sư. Giơ lên thật cao, kình khí chấn động, hướng Diệp Thần hung hăng vỗ xuống. Diệp Thần không chút nào động dự định, cứ mặc cho do đối phương nện xuống. Bành, một tiếng, cái ghế vỡ vụn. Hóa thành từng đạo mạt gỗ. Quỷ dị chuyện xảy ra, cái ghế này căn bản không có đập phải Diệp Thần thân thể. Diệp Thần vẫn đồ sộ không nhúc nhích, như núi vậy. Môn chủ trợn to mắt mâu, bởi vì là hắn phát hiện Diệp Thần quanh thân mơ hồ bây giờ lại có thể xuất hiện một đạo khí ba lại là tạo thành một hớp đồ sộ chung đem Diệp Thần bao phủ trong đó. Đạo này lực lượng hoàn toàn là đập vào không khí trên à.
Liên Liên mạt gỗ cũng không có dính vào Diệp Thần Tây Trang một tia. Đây là ngưng khí hóa lá chắn. Ngươi không phải tông sư cảnh, ngươi cũng không phải cổ võ giả. Ngươi là người tu luyện. Những lời này cơ hồ là thanh môn môn chủ hô lên, thanh âm thậm chí có chút nhọn. Kinh ngạc. Sợ hãi. Không người nào có thể hiểu giờ phút này thanh môn môn chủ trong lòng rốt cuộc tung lên dạng gì sóng gió kinh hoàng. Cổ võ giả đỉnh cấp chính là hóa cảnh tông sư, cũng chính là cái gọi là tông sư cảnh. Lại phía trên cảnh giới liền cơ hồ không có. Cho nên cùng là võ đạo tông sư, thực lực nhưng có thể chênh lệch rất lớn. Nhưng là người tu luyện nhưng hoàn toàn khác nhau. Cổ võ giới tông sư cảnh đối với người tu luyện mà nói chỉ bất quá mới vừa bắt đầu mà thôi. Đây cũng là hắn từ một vị biến mất mấy chục năm bạn trong miệng nơi được. Hắn chưa bao giờ gặp tu luyện người, lấy hắn địa vị cũng không có tư cách chạm được loại này tồn tại. Nhưng là trước mắt nhưng xuất hiện. Cái này ăn mặc âu phục chàng trai chính là một vị người tu luyện. Diệp Thần nghe được câu nói kia hơi có chút bất ngờ, lại có thể bị ngươi nhận ra, xem tu luyện người ở Hoa Hạ cũng không phải bí mật gì. Một tiếng. Thanh môn môn chủ trực tiếp quỳ xuống. Diệp đại sư, mời ngươi nhiễu ta một mạng. Ta nguyện ý là ngươi nô bộc, là ngươi khai thác giang sơn. Đúng rồi, người tới Ninh Ba nhất định còn không có mình thế lực đi. Ta có thể giúp ngươi, ta có tài nguyên, có nhân mạch, có kim tiền. Ta có thể cho Diệp đại sư hết thảy mong muốn. Thanh môn môn chủ kích động nói. Hắn tựa như tìm được mình giá trị. Hắn khẳng định, chỉ cần đi theo trước mắt cái này người thanh niên. Toàn bộ Hoa Hạ cũng biết thành là hắn chiến trường. Không cần. Thanh âm lạnh như băng vang lên, ở thanh môn môn chủ trong đầu giống như sấm sét giữa trời quang. Một giây kế tiếp, chỉ gặp một đạo mang theo chân khí cuồn cuộn đao gió ở thanh môn môn chủ cổ vạch qua. Máu tươi rào rào chảy ra. Hắn theo bản năng che mình cổ, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, nói tại sao? Tại sao còn muốn giết ta? Diệp Thần hai tay cắm túi. Đi ra bên ngoài. Bóng người tịch mịch. Hắn trước khi rời đi, ở trong phòng chỉ để lại một câu nói. Xin lỗi, Nam Giang Vương đã thủ hạ ta, mà ngươi, không xứng. Nghe được câu này, thanh môn môn chủ con ngươi bỗng nhiên phóng đại. Hết thảy cũng liên hệ. Hắn rốt cuộc rõ ràng Nam Giang Vương vì sao tự mình tới Ninh Ba. Lại chính là vì cái này Tây Trang chàng trai. Hắn lại cũng không khống chế được. Trên cổ máu tươi bùng nổ, ngã trên đất. Máu tươi tiệm nhiễm đất đai. Thanh môn, lúc này tiêu diệt. Từ nay về sau, Ninh Ba lại không thanh môn. Nửa giờ sau đó, một hồi tiếng còi xe cảnh sát vang lên. Bách Lý Băng mang Ninh Ba bót cảnh sát người toàn bộ chạy tới. Toàn bộ công xưởng bỏ hoang cũng bị phong tỏa. Một ít nhân viên chấp pháp cũng là coi như là gặp qua việc đời. Nhưng là thấy nhiều như vậy thi thể vẫn là không nhịn được tránh đến bên cạnh nôn mửa. Bách Lý Băng nhìn một cái bên người đồng nghiệp, phân phó nói, tất cả mọi người trước bỏ mặc những thứ khác, đều đi chung quanh tìm kiếm một chút, thanh môn đại bản doanh hẳn ở những địa phương khác. Nàng đột nhiên có chút bận tâm Diệp Thần. Cho dù Diệp Thần là một vị võ đạo tông sư, nhưng là nàng nghe nói thanh môn cũng có mấy vị võ đạo tông sư à. Dẫu sao Diệp Thần chỉ có một người. Mà hắn đối mặt là cắm rễ Ninh Ba 10 năm thế lực dưới đất. Nếu như Diệp Thần ra chút chuyện, nàng cả đời đều không cách nào an lòng. Đội trưởng, mau tới đây, có phát hiện, nơi này có chiếc thang máy thông xuống phía dưới. Bách Lý Băng lập tức vọt tới, thông qua trong thang máy thi thể, bọn họ rất nhanh đi tới âm 3 tầng. Làm cửa thang máy mở ra trong nháy mắt. Bên người hắn vị kia cảnh sát viên trong dạ dày chỉ cảm thấy rời sông lấp biển. Kềm nén không được nữa, phun ra ngoài. Đội trưởng, ta, hả, thật xin lỗi, hả. Bách Lý Băng nhìn trước mắt hết thảy, mắt đẹp tràn đầy kinh hãi. Nàng trước mặt là mấy trăm cổ thi thể, máu chảy thành sông, đáng sợ trình độ vượt xa phía trên hết thảy. Mấu chốt người xuất thủ thủ đoạn cực kỳ dữ tợn, căn bản không cho những thứ này cơ hội phản ứng. Bách Lý Băng từng bước hướng bên trong đi tới, thân thể của nàng khẽ run. Nổi da gà cũng nổi lên đi ra. Nàng không cách nào tưởng tượng Diệp Thần chỉ dựa vào lực một người có thể tàn sát nhiều người như vậy. Bất kỳ hình ảnh đều không cách nào tăng kiến thức. Rất nhanh, nàng đi tới thanh môn tổng đà.
Nàng mảnh khảnh tay sờ cơ hồ tan vỡ cửa, sắc mặt càng phát ra tái nhợt. Sau đó, nàng trong tầm mắt thấy được một vị ông già. Cái này ông già, nàng biết, chính là thanh môn phía sau màn người trưởng đà. Một đời kiêu hùng chỉ như vậy bỏ mình, nàng thậm chí chú ý tới đối phương trong mắt trợn to, giống như trước khi chết thấy được cực kỳ kinh khủng sự việc vậy. Diệp thần, người đến tột cùng là làm sao làm được, người rốt cuộc ở chỗ này làm cái gì? Bách Lý Băng thân thể chỉ như vậy đứng, sau lưng âm lạnh ý để cho nàng dùng mình. Nàng thậm chí cảm giác một đôi mắt ở bóng tối chỗ sâu nhìn chằm chằm mình, giống như tới từ địa ngục tử thần. Nàng biết, đây là Diệp thần ánh mắt. Không biết qua bao lâu, nàng tỉnh hồn lại, từ trong túi lấy điện thoại di động ra. Có tín hiệu. Nàng phát ra một cú điện thoại. Trên màn ảnh viết mấy chữ Hoa Hạ đội đột kích Long Hồn, ứng kình. Điện thoại thông. Đại sư huynh, Ninh Ba thời tiết muốn thay đổi. Xa ở hải ngoại ứng kình nghe được Bách Lý Băng những lời này, có chút kinh ngạc. Ninh Ba không phải là cái đó Bách Lý Băng làm cảnh sát địa phương nhỏ sao? Địa phương nhỏ thời tiết thay đổi quan hắn chuyện gì? Sư muội, rốt cuộc phát sinh cái gì? Bách Lý Băng suy nghĩ một chút, liền nói, ngươi chờ một chút, ta vỗ cái video phát ngươi. Không lâu lắm, ứng kình trên WeChat liền nhận được một cái video. Làm hắn xem nhiều lần nháy mắt, sắc mặt thay đổi, vội vàng lại cho Bách Lý Băng bá liền trở về. Ngươi nơi đó rốt cuộc phát sinh cái gì? Ngươi không có chuyện gì xảy ra đi, chân thực không được thì trở lại thủ trưởng bên người đi. Bách Lý Băng do dự mấy giây. Đối ứng kình nói, còn nhớ được mấy ngày trước trong video người thanh niên kia sao? Ngươi nói Diệp thần. Đúng, đại sư huynh, thật ra thì, những thứ này đều là Diệp thần một người làm, hắn không chỉ cứu ta, còn một người diệt toàn bộ thanh môn, liền liền thanh môn mấy vị võ đạo tông sư cũng bị hắn chém giết. Bên đầu điện thoại kia ứng kình yên lặng mấy giây, đột nhiên, một đạo thanh âm lạnh như băng truyền tới, sư muội, ta lập tức ngồi máy bay tới Ninh Ba, nhớ. Dù sao cũng không nên cùng lại người này có bất kỳ tiếp xúc, người này cực kỳ nguy hiểm. Còn có thanh môn vụ án các người toàn bộ dừng tay, ta sẽ phái người đặc biệt phụ trách. Sư huynh, nhưng mà ngươi nhiệm vụ. Ta trên tay nhiệm vụ không có cái này trọng yếu, ta ngược lại là phải xem cái này Diệp thần rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt. Ninh Ba quảng trường Vạn Đạt Wanda Plaza. Diệp thần đã đem trên người có máu quần áo hủy diệt. Ăn mặc một kiện áo sơ mi trắng lần nữa đi tới Armani thương hiệu tiệm. Tiệm trưởng liếc mắt một cái liền nhận ra Diệp thần, chất đầy nụ cười chạy tới, Diệp tiên sinh, ngài là tới mua quần áo sao? Diệp thần gật đầu một cái, tùy tiện chọn hai bộ quần áo. Cho ta bọc lại. Được, Diệp tiên sinh, xin chờ một chút. Không lâu lắm, Diệp thần liền từ Armani trong tiệm đi ra. Một bộ tây trang, một bộ đồ dạo phố. Đồ dạo phố mặc vào người, còn như tây trang thì đánh gói mang đi, đến lúc đó Tôn Di hỏi tới cũng tốt đối phó. Bất quá Diệp thần luôn cảm giác Armani đồ dạo phố có chút không thoải mái, bất đắc dĩ, lại đến một nhà Adidas cửa hàng bán độc quyền mua bộ đồ thể thao. Thay cả người vận động trang, ngược lại là ung dung không thiếu. Diệp thần vừa mới chuẩn bị rời đi Vạn Đạt, trong tầm mắt ngược lại là thấy được một người quen. Hạ Nhược Tuyết. Giờ phút này Hạ Nhược Tuyết đang một nhà tiệm cà phê bên trong ngồi, lòng không bình tĩnh, dùng muỗng canh không ngừng khuấy động cà phê. Mà trước mặt nàng thì ngồi một vị nở nang cô gái, khí chất cao quý, nhìn như 30-40 tuổi, bao dưỡng rất tốt, da thịt trắng nõn, không có một tia nếp nhăn. Mấu chốt, vẫn cùng Hạ Nhược Tuyết có mấy phần giống nhau, không ra ngoài dự liệu, hẳn là Hạ Nhược Tuyết mẫu thân. Khí chất này và bên ngoài. Nói là Hạ Nhược Tuyết tỷ tỷ cũng không quá đáng. Người có tiền sinh hoạt à, lại còn uống trà chưa? Diệp thần cảm khái một câu, liền hướng lối ra đi tới, mà bên trong Hạ Nhược Tuyết đã cầm lên ly cà phê, vừa mới chuẩn bị uống, mắt đẹp tự nhiên chú ý tới ngoài cửa sổ đi qua Diệp thần. Nàng trên mặt lộ ra một vẻ vui mừng, vội vàng buông xuống ly cà phê, hướng bên ngoài bước nhanh tới. Mụ, người chờ ta một chút. Diệp thần, người đợi một chút, người đi nhanh như vậy làm gì? Rất nhanh, Hạ Nhược Tuyết liền đuổi kịp Diệp thần. Diệp thần bước chân dừng lại, nghi hoặc nhìn trước mặt khá là đẹp lạnh lùng Hạ Nhược Tuyết.
Làm gì, ta chẳng qua là đi ngang qua mà thôi, ngươi không biết còn chuẩn bị mời ta uống cà phê đi. Hạ Nhược Tuyết mắt đẹp mang vẻ tức giận, dầu gì nàng vậy coi là cô gái đẹp, tên này có cần phải dùng loại này chê giọng sao? Nàng nhìn một cái chung quanh, ưỡn ngực nói, ngươi trước ngủ. Chuyện ta còn không có tìm ngươi tính sổ đây. Này, rõ ràng là ngươi ngủ với ta, đó là giường ta à? Hạ Nhược Tuyết cũng không dự định truy tìm loại này chi tiết, đôi mắt to xinh đẹp chuyển động, nói ta bỏ mặc, chính là ngươi ngủ với ta, bây giờ cho một mình ngươi bồi thường ta cơ hội, chỉ cần ngươi giúp ta, chúng ta xóa bỏ. Thật xin lỗi, chưa ra hình dáng gì, ta không để cho ngươi bồi thường liền coi là tốt, tạm biệt. Diệp Thần nói xong cũng chuẩn bị đi. Hạ Nhược Tuyết sao có thể để cho Diệp Thần đi à, hai tay gắt gao ôm chặt Diệp Thần cánh tay. Thậm chí cũng chạm được hắn ngạo nhân đỉnh núi, nàng vậy xem thường. Diệp Thần coi như là phục, Hạ Nhược Tuyết giàu gì cũng coi là tập đoàn Hoa Mỹ tổng giám đốc đi, người cái này trên đường chính đùa bỡn vô lại là làm gì. Hắn mới vừa muốn nói chuyện, sau lưng một đạo trong trẻo lạnh lùng thêm không vui thanh âm của vang lên. Nhược Tuyết, người đàn ông này là ai? Hạ Nhược Tuyết và Diệp Thần đồng loạt ngẩn ra. Diệp Thần mới vừa muốn mở miệng. Hạ Nhược Tuyết trực tiếp đổi một tư thế, khá là thân mật kéo Diệp Thần, xoay người nói, mụ, ngươi làm sao đi ra? Hạ Mẫu gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, nếu như ánh mắt là mũi tên mà nói, Diệp Thần đã sớm thiên sang bách khổng. Người đàn ông này là ai? Ngươi lớn như vậy trên đường kéo hắn còn thể thống gì? Còn nữa, ngươi không phải đáp ứng chúng ta không cùng bất kỳ nam sinh nào lui tới sao? Hạ Mẫu thanh âm dần dần lạnh như băng. Hạ gia đã cho Hạ Nhược Tuyết an bài hôn nhân, cho nên Hạ Nhược Tuyết hẳn rất rõ ràng trước mắt hậu quả của làm như vậy. Nếu như bị người đàn ông kia biết Hạ Nhược Tuyết ở Ninh Ba và một người đàn ông có không rõ ràng quan hệ, hai nhà quan hệ không chỉ quyết liệt. Hạ gia thậm chí sẽ phải chịu điên cuồng trả thù. Đến lúc đó Hạ gia tất nhiên nguy ở một sớm một chiều. Diệp Thần có thể cảm giác đến bên cạnh Hạ Nhược Tuyết thân thể mềm mại run lên. Ngón tay lại là nắm chặt hắn cánh tay. Sợ, thất lạc, không giúp. Các loại tâm trạng để cho Hạ Nhược Tuyết cái này nữ cường nhân hốc mắt ửng đỏ, một giọt nước mắt thậm chí theo gò má rơi xuống Diệp Thần trên tay. Nàng dùng một cái thân thể mềm mại chống lên tập đoàn Hoa Mỹ, nhưng là nàng cuối cùng là một người phụ nữ. Sinh ở mọi người tộc, định trước không có lựa chọn người phụ nữ. Hạ Mẫu lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Nhược Tuyết và Diệp Thần. Ra lệnh, Nhược Tuyết, buông tay ra. Ngày hôm nay hãy cùng ta hồi Hạ gia. 5 năm này, người tập đoàn Hoa Mỹ căn bản không có làm xảy ra cái gì thành tích. Hạ gia tập đoàn sẽ lấy thu mua danh nghĩa bắt lại tập đoàn Hoa Mỹ. Sau đó gia tộc sẽ an bài người giúp ngươi quản lý. Hạ Nhược Tuyết thân thể run rẩy, 5 năm tâm huyết bị một câu nói hủy bỏ. Hắn nội tâm có vô số chua xót, thậm chí thiếu chút nữa tan vỡ. Nàng từ đầu đến cuối không thoát được vận mạng quay bánh xe. Nàng sanh ra được liền là Hạ gia đổi trác phẩm. Nước mắt của nàng một giọt tiếp theo một giọt rơi vào Diệp Thần trên tay. 5 năm, đây là nàng lần đầu tiên khóc. Một cái cao ngạo đi nữa, lại băng sơn cô gái, cũng biết khóc. Hạ Mẫu tiến lên một bước, thanh âm mang vẻ tức giận, ta không muốn nói lần thứ ba, Nhược Tuyết, buông tay ra. Ninh Ba người đàn ông không đáng giá được ngươi lưu luyến, cùng ngươi trở lại tỉnh Chiết Giang, ngươi gặp được chân chính thiên chi kiêu tử, ngươi sẽ dần dần rõ ràng Ninh Ba những người đàn ông này có bao nhiêu không chịu nổi và rác rưởi. Ta bỏ mặc ngươi và trước mắt người đàn ông này có quan hệ thế nào, ngươi hẳn rõ ràng ngươi và hắn tiếp tục chung một chỗ chỉ biết hại hắn, bởi vì là không có ai có thể làm nghịch ngươi phụ thân, không có ai. Hạ Nhược Tuyết dần dần buông lỏng tay, nàng lựa chọn thỏa hiệp. Nàng vốn là muốn lợi dụng Diệp Thần, để cho mẫu thân lại cho nàng một ít thời gian. Nhưng là bây giờ xem ra, hoàn toàn không có cần thiết. Diệp Thần là vô tội, nàng và Diệp Thần duy nhất quan hệ chỉ bất quá ngủ một đêm. Không có gì phát sinh. Nàng không muốn hại Diệp Thần, Hạ gia tức giận căn bản không phải Diệp Thần có thể vác ở. Hắn chỉ có một bản giá trị văn hoa phương thuốc mà thôi. Nhưng là phương thuốc này ở Hạ gia trước mặt là biết bao tái nhợt thêm không có sức. Hạ gia có thể mua mấy ngàn tấm mấy chục ngàn tấm phương thuốc như vậy. Hạ Nhược Tuyết hoàn toàn buông lỏng tay, nàng vừa mới chuẩn bị hướng mẫu thân đi tới,
một cái bàn tay trực tiếp ôm qua hắn thắt lưng. Đồng thời, một đạo tử tính thanh âm vang lên. Bá mẫu, ngại quá, Nhược Tuyết không thể cùng ngươi đi, bởi vì là nàng đã là phụ nữ của ta, hơn nữa, nàng bụng đã có con ta, ta nguyện ý đối với nàng phụ trách. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 4.